Bí thư trùng sinh, vương tử quân. chương 1536, một dân chủ chính là chủ dân. Vương tử quân uống một hớp nước mà trong đầu liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ. Lời nói của bí thư sầm tuy có chút hàm hồ, thế nhưng ý nghĩa của nó lại rõ ràng, đó là cho tập đoàn đỉnh duyệt tiến vào trong sự kiện lần này. Vương tử quân tuy thật sự có cái nhìn của mình về tập đoàn đỉnh duyệt, thế nhưng hắn cũng không phải là người không phân biệt rõ công và tư. Nếu như điều kiện của tập đoàn đỉnh duyệt là phù hợp, hắn nhất định sẽ chọn phương án hợp tác với tập đoàn này. Dù sao hắn cũng là lãnh đạo tỉnh Mật Đông, tất nhiên hắn phải cho ra giúp đỡ to lớn với các doanh nghiệp trong tỉnh nhà. Nhưng điều kiện của tập đoàn đỉnh duyệt là quá hà khắc, nếu như thực hiện theo phương án của bọn họ, như vậy sẽ là sói mòn tài sản quốc hiếu, đây là điều mà Vương Tử Quân căn bản không thể nào tiếp nhận được nhìn từ phương diện công tác thì đây là sự việc gây tổn hại đến lợi ích của quốc gia và của tỉnh Mật Đông. Bây giờ biết đâu không thể biểu hiện ra được. Thế nhưng thời gian trôi qua thì điều này sẽ dần bộc lộ rõ ràng. Phương Tử Quân là người lãnh đạo tổ công tác giám sát thi công và tiếp nhận đầu tư. Như vậy sự việc sẽ tạo nên những tổn hại không nhỏ với hắn. Nhìn từ phương diện pháp luật thì không có vấn đề. Thế nhưng nó lại sinh ra ảnh hưởng không nhỏ đến thanh danh của hắn. Sầm vật cương nhìn vương tử quân không nói lời nào thì trầm ngâm dây lát rồi nói, nếu như là phương án có thể thực hiện được, như vậy có thể nghiên cứu thông qua hội nghị thường ủy. Thông qua hội nghị thường ủy, ý nghĩa là quá rõ ràng, đó chính là thành tích là của anh thế nhưng trách nhiệm là của cả tập thể, anh không cần quá lo lắng. Lúc này vương tử quân thật sự có chút dao động, mặc dù hắn là người trọng sinh, thế nhưng đến bây giờ hắn luôn cho rằng mình chỉ là một người như bao người khác hắn không phải là thánh nhân khi trước mặt hắn có hai con đường một gập gành một bằng phẳng thì hắn vẫn cảm thấy rất do dự mình nên lựa chọn thế nào đây vương tử quân rời khỏi phòng làm việc của sầm vật gương vừa rồi sầm vật gương uống trà mà gương mặt rất khó coi mặc dù vương tử quân không lên tiếng quá rõ ràng thế nhưng ý nghĩa thì lại biểu hiện đầy đủ đó chính là đã dựng lên diễn đàn đầu tư như vậy không bằng thử xem thế nào thử xem Nói ra thì đơn giản thế nhưng nhìn vào tiến độ công trình vào lúc này thì thấy sầm Vật Cương căn bản không hài lòng. Hơn nữa điều làm cho sầm Vật Cương không thoải mái chính là Bí thư Vương trẻ tuổi này cực kỳ có ý nghĩ, rất nhiều phương diện không giống như trong tưởng tượng của lão, không đi về phía trước theo những suy nghĩ của mình. Đường Trấn Huy sắp phải đi, chẳng lẽ người tiếp nhận vị trí của Đường Chấn Huy còn khó đối phó hơn nữa sao? Khóe miệng sầm Vật Cương chợt lộ ra nụ cười thản nhiên nụ cười tràn đầy tự tin và cứng rắn. Lãnh đạo đứng đầu một địa phương có ý nghĩa là gì? Nếu như anh ở trên vị trí đứng đầu một tỉnh, anh không làm cho ngàn người bên dưới anh đều có một gương mặt, như vậy thật sự là thất bại. Những năm qua xã hội thường vang lên câu nói quán triệt chế độ tập trung dân chủ, thế nhưng sầm vật cương xem ra cái gì gọi là dân chủ. Dân chủ chính là chủ dân, anh là dân tôi là chủ, mà người chủ nào cũng không muốn dân quá nóng quá bạo, Cố tìm cái chung và gác lại bất đồng không phải là không được, thế nhưng khi cho ra những phương diện quyết sách trọng đại, anh cần phải làm cho đám người bên dưới cùng nhau vặn lại thành một sợi dây thừng, đám người bên dưới phải ngoan ngoãn kéo xe cho mình, nếu không thì chẳng phải sẽ rơi vào tình cảnh chia năm xẻ bảy sao. Vương Tử Quân đi ra khỏi phòng làm việc của Sầm Vật Cương mà trong đầu liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ, sau khi vào tỉnh mật đông thì hắn luôn cẩn thận trong phương diện xử lý các mối quan hệ với sầm vật gương căn bản là tận tâm tận lực cực kỳ tích cực thế nhưng ở sự kiện này hắn căn bản không thể để cho sầm vật gương đi theo hướng ý nghĩ của mình biết đâu trong sự kiện này sầm vật gương cũng không có tư tâm nhất định thế nhưng ít nhất thì vương tử quân cũng không thể nào bỏ qua cho mình khi ném ra một quyết định có tổn thất khá lớn mặc dù xảy ra chuyện thì trách nhiệm cũng không nằm trên người mình Vương tử quân hiểu ẩn giật có chỗ tốt của nó, thế nhưng nếu vì ẩn giật mà ném đi lương tâm và đạo đức thì căn bản là hắn không làm được. Hơn nữa nếu như diễn đàn đầu tư kéo đến nhiều tài chính, như vậy sẽ là tin tức mà sầm vật cương thích nghe ngóng. Dưới sự chú ý của vương tử quân, tiến độ xây dựng diễn đàn đầu tư căn bản là cực kỳ nhanh chóng. Không những Lý Bạch Vũ mà cả Trương Tề Bảo cũng đặt tất cả tâm tư của mình vào việc đẩy mạnh khánh thành diễn đàn đầu tư. Bí thư vương, trải qua công tác thống kê, đến 8 giờ sáng hôm nay có 50 doanh nghiệp đầu tư tài chính trong số nhận được giấy mời đã tiến hành liên lạc với chúng ta, bọn họ cảm thấy hứng thú với phương án của chúng ta. Lý Bạch Vũ đứng đối diện với Vương Tử Quân rồi dùng giọng có chút hưng phấn nói. Vương Tử Quân cảm nhận được sự vui mừng của Lý Bạch Vũ khi báo cáo công tác này cho mình. Có nhiều nhà đầu tư quan tâm đến phương án của bọn họ ở Mật Đông, đây là một bắt đầu rất tốt. Tuy điều này cũng không có nghĩa là thành công, thế nhưng ít ra cũng là một bước tiến lên thành công. Điều này là rất tốt, các anh nên tiếp tục đẩy mạnh công tác, làm tốt tất cả các tài liệu, chúng ta tranh thủ thông qua những phương thức linh hoạt hữu ích và thiết thực để hình thành nên điều kiện đầu tư tốt đẹp, làm tốt công tác kêu gọi đầu tư lần này. Lý Bạch Vũ gật đầu rất mạnh, mặc dù diễn đàn đầu tư này chỉ là một cơ cấu tạm thời, một người phụ trách như hắn vẫn công tác ở mặt trận tổ quốc tỉnh, thế nhưng địa vị của hắn ở tỉnh Mật Đông đã biến đổi hoàn toàn khác. Hai ngày qua không những đám bạn bè trước kia chối bỏ hắn liên tục xuất hiện như nấm sau mưa, thậm chí là những người xưa nay chưa từng liên hệ cũng xông ra. Những ngày qua hắn có gặp một vị lãnh đạo cũ ở thành phố Linh Long, người kia càng chủ động xuống xe chào hỏi. Lý Bạch Phú biết rõ nguyên nhân của sự biến hóa này là gì, vì thế hắn căn bản cực kỳ quan tâm đến phương diện xây dựng diễn đàn đầu tư. Hắn biết rõ chỉ khi nào mình xây dựng diễn đàn đầu tư này thật sự tốt, như vậy mình mới có được địa vị vững chắc trước mặt Bí thư Vương. Chương 1536.2, dân chủ chính là chủ dân. Lúc này chính là thời điểm mà diễn đàn đầu tư cho ra thành tích, nếu như Lý Bạch Phú có thể tìm được sự tán thành của các nhà đầu tư, như vậy tất cả chờ mong của hắn sẽ được giải quyết, nếu hắn không cho ra được thành tích tốt, như vậy sẽ là một đả kích cực kỳ lớn với hắn kinh nghiệm những năm qua làm cho hắn cảm thấy rất đau nhức đồng thời cũng ngộ ra được nhiều thứ quan trọng nhất chính là biết được nếu như không có người bên trên quan tâm đến mình bên dưới không có người đi theo mình như vậy mình sẽ là người cô đơn dù có làm được việc thì cũng khó thực hiện được khát vọng bài học này không thể nói là không sâu sắc thế nhưng khi hiểu được nó cũng không tính là quá muộn thế nên hắn cần phải giữ chặt lấy bí thư vương lý bạch vũ ngồi đối diện với vương tử quân hắn nhanh chóng báo cáo kỹ càng một lượt với vương tử quân về phương diện chuẩn bị cho nghi thức khánh thành diễn đàn đầu tư. Nghe qua thì cảm thấy nó rất đơn giản, thế nhưng động vào thì liên quan đến nhiều phương diện. Ví dụ như trong này khánh thành diễn đàn đầu tư thì phải có được vài hợp đồng hợp tác được ký kết với vài doanh nghiệp, mặc dù có làm được như vậy thì con đường đi phía trước vẫn còn dài thanh thang, thế nhưng nhìn từ phương diện tổng quát thì vẫn có thành tích. Bí thư vương, chúng tôi đã tiếp xúc với công ty quả mậu trong tỉnh và đã cho ra hiệu quả. Ngày hôm qua bọn họ nói sẽ tình nguyện tham gia vào công tác xây dựng hạng mục cho Đại hội Thể dục Thể thao. Bọn họ đầu tư 50 triệu, điều kiện chính là một phần ba lợi nhuận từ tầng 3 đến tầng 15 của khu liên hợp thể thao thành phố rừng mật. Sự kiện đầu tư của công ty quả mậu này đã làm cho Lý Bạch Vũ căn bản tốn rất nhiều tâm tư để liên hệ trao đổi tuy năm chục triệu không phải là nhiều thế nhưng ít nhất nó cũng là một khởi đầu tốt đẹp. Hắn tin tưởng chỉ cần có khởi đầu này, như vậy thì sẽ có công ty khác đầu tư cả tỷ, điều này không là vấn đề. Vương tử quân nghe đến công ty quả mộ thì tỏ ra có hơi trầm ngâm, nhưng sau đó lại gật đầu nói, điều này rất tốt, nhưng Bạch Vũ Anh cũng không nên thả lòng, cần phải đốc xúc đẩy mạnh tiến độ, làm tốt công tác chứng thực tài chính. Vâng, tôi biết rồi, lý bạch vũ nhìn vẻ mặt của vương tử quân mà thật sự sinh ra cảm giác lên đài báo danh với quân vương vương tử quân cũng cảm ứng được ý nghĩ trong ánh mắt của lý bạch vũ hắn dùng sức vỗ lên vai của lý bạch vũ rồi cười nói tôi chờ tin tức tốt từ anh khi lý bạch vũ chuẩn bị tiến hành báo cáo vài công tác cần được vương tử quân ra sức phối hợp chợt có tiếng gõ cửa vang lên vương tử quân chợt nhíu mày hắn khẽ nói mời vào Người đi vào là Trương Tề Bảo và Triệu Hiểu Bạch, Trương Tề Bảo khẽ gật đầu với Lý Bạch Vũ, sau đó hắn đưa một tờ báo cho Vương Tử Quân rồi nói: "Bí thư Vương, đây là tờ báo lấy được từ văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh." Vương Tử Quân tiếp nhận tờ báo mà cũng không xem ngay, tâm tư nhanh chóng chuyển động. Có thể đưa văn kiện trực tiếp đến phòng làm việc của mình, lại là do Trương Tề Bảo tự mình đưa đến, chỉ có thể là do Đường Trấn Huy nói ra lời yêu cầu nhưng trên tờ báo này viết cái gì? vì sao vẻ mặt trương tề bảo lại khó coi như vậy? vương tử quân nhìn trương tề bảo rồi nói: thư ký trưởng tề bảo mời anh ngồi, tôi đang định để cho hiểu bạch mời anh đến đây. triệu hiểu bạch có tiếp xúc khá nhiều với trương tề bảo, trong ấn tượng của hắn thì trương tề bảo luôn là người nở nụ cười tùng tìm, thái độ khác thường vào lúc này làm cho hắn sinh ra ý nghĩ không tốt. triệu hiểu bạch châm trà cho trương tề bảo lúc này Vương Tử Quân đang đọc qua tờ báo mà Trương Tề Bảo đưa đến. Tờ báo rất sạch sẽ, không có ai đánh dấu lên trang báo, nội dung của nó cũng không có quá nhiều, chỉ là một bài viết mà thôi. Đề tài của bài báo chính là phân tích về kinh nghiệm kêu gọi đầu tư, toàn bộ bài viết chỉ trình bày và phân tích về kinh nghiệm và thành quả, cũng không có gì là mới mẻ. Điều làm cho vẻ mặt của Vương Tử Quân chợt biến đổi chính là những câu chữ ở phía sau, Tác giả đề nghị hấp thu kinh nghiệm tiên tiến vào dĩ vãng, dùng câu chữ ẩn dấu để nói rằng góp vốn để xây dựng các công trình thể dục thể thao là rất tốt, thế nhưng thực tế có vài thao tác không có hiệu quả, cuối cùng chỉ là công cụ cho người ta tìm lấy thanh danh. Thế cho nên không bằng làm cho đến nơi đến chốn, dựa theo tình hình thực tế của tỉnh mật đông để yêu cầu tất cả doanh nghiệp bỏ vốn đầu tư vào sẽ hay hơn. Bài viết này không khỏi làm cho Vương Tử Quân cảm thấy có hơi lạnh. Nếu như chỉ là một bài viết bình thường thì hắn không quan tâm, bây giờ diễn đàn đầu tư còn chưa chính thức được đưa vào sử dụng, thế nhưng lại có người cho ra ý nghĩ như vậy, tất nhiên tâm tư là gì thì quá rõ ràng rồi. Hèn gì đường Trấn Huy phải cho Trương Tề bảo đưa bài báo này đến tay mình, xem ra chủ tịch đường đang nhắc nhở mình nên vừa làm vừa chú ý. Với vị trí của vương tử quân bây giờ thì không ai làm gì được, thế nhưng lại khó tránh khỏi tình huống bị người ta nhổ vài bãi nước miếng ra sau lưng. Trần Thiên Ích, Vương Tử Quân nhìn về phía tác giả bài báo, sau đó ném ánh mắt về phía Trương Tề Bảo. Trương Tề Bảo thầm hiểu ý nghĩ của lãnh đạo nên nhanh chóng lên tiếng báo cáo, "Bí thư Vương, Trần Thiên Ích chính là giáo sư trường đại học Dừng Mật, là một người nổi tiếng ở lĩnh vực kinh tế." Vương Tử Quân khẽ gật đầu, "Một giáo sư sẽ không tự nhiên phê bình một diễn đàn đầu tư một cách vô duyên vô cớ, có lẽ người này đã nhận được sự ủy thác từ kẻ khác." hoặc là người phát ngôn của những người có lợi ích tương quan. Khi Vương Tử Quân đặt bài báo lên mặt bàn thì Lý Bạch Vũ đứng ở bên cạnh đã trầm giọng nói, "Bí thư Vương, chân thiên ích này chính là chồng của giám đốc Lăng Phỉ Yến, giám đốc công ty Lăng Yến, là một người có phẩm chất rất kém." Lăng Phỉ Yến, Trương Tề bảo giống như nghĩ đến cái gì đó, gương mặt chợt xuất hiện nụ cười, anh nói đến Lăng Phỉ Yến năm trước kết hôn với một tên đàn ông trẻ tuổi sao? chân thiên ích này không phải bị lăng phỉ yến áp chế không ngóc đầu lên được sao? Lý Bạch Vũ nhìn gương mặt mập mờ của Trương Tề bảo, gương mặt hắn vẫn khá âm trầm, không phải nữa sao? Vì cố gắng thăng chức mà đã ly hôn với vợ, căn bản quá cặn bã. Bạch Vũ, anh biết người này sao? Vương Tử Quân trầm giọng hỏi. Lý Bạch Vũ gật đầu, hắn trầm ngâm dây lát rồi nói, Bí Thư Vương, tôi là bạn học của chân thiên ích này, năm xưa khi đi đến thành phố rừng mật, anh ta nhận công tác ở trường đại học rừng mật, tôi công tác ở ủy ban nhân dân tỉnh. Hai năm trước không biết vì sao giám đốc Lăng Phỉ Yến của công ty lại nhìn chúng hắn, thế là hắn vứt bỏ cả gia đình để sống cùng với Lăng Phỉ Yến. Lăng Phỉ Yến, vương tử quân khẽ xoa chán, hắn có chút ấn tượng với cái tên này, thế nhưng hiện tại căn bản không thể nghĩ cho rõ ràng. Trường 1536-3, dân chủ chính là chủ dân bí thư vương chính là người phụ nữ hai ngày trước có tham gia hội nghị của hội công thương tỉnh mật đông và chủ động đến bắt tay với ngài vương tử quân vốn có ấn tượng với cái tên kia bây giờ được trương tề bảo nhắc nhở thì nhanh chóng nghĩ ra hắn nhìn lý bạch vũ lại nghĩ đến gương mặt đầy nếp nhăn với nụ cười của người phụ nữ kia thế là gương mặt có vài phần khác thường hèn gì mà trước đó trương tề bảo lại có biểu hiện như vậy vương tử quân nhìn bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của lý bạch vũ hắn không khỏi cười nói đây là việc tư của người ta chúng ta không cần bàn đến nó quá nhiều như vậy trương tề bảo nhanh chóng thu hồi gương mặt tươi cười của mình đối với hắn thì thái độ của bí thư vương quyết định tất cả hắn nâng ly nước lên uống một ngụm rồi nói với vương tử quân bí thư vương ngài xem chuyện này nên giải quyết như thế nào không cần quan tâm là được vương tử quân nhìn gương mặt giận dữ của lý bạch vũ sau đó cười nói, chúng ta đã chuẩn bị từ khá lâu, anh ta nói không dùng được thì không dùng được sao. Đợi đến khi chúng ta có thành tích thì những âm thanh nghi vấn này sẽ kết thúc. Vương tử quân không quan tâm đến chân thiên ích, thế nhưng hắn không ngờ hai ngày sau lại gặp người này, không khỏi làm cho hắn cảm thán thế giới này quá nhỏ. Trần Thiên Ích cũng không phải đặc biệt đến tìm gặp Vương Tử Quân, mà Vương Tử Quân cũng không có tâm tình gặp mặt Trần Thiên Ích, sở dĩ vương tử quân thấy mặt chân thiên ích cũng là vì lúc tan tầm nhận được điện thoại của thành niên tuệ lần này thành niên tuệ nói có chuyện cần nhờ hỗ trợ vương tử quân bắt đầu kéo khoảng cách với thành niên tuệ hắn chỉ muốn bảo trì tình bạn học năm xưa với nàng còn những thứ khác thì không muốn dây vào trong mắt hắn thì thành niên tuệ là một người phụ nữ lương thiện nàng có cuộc sống của riêng mình trong lúc gọi điện thì vương tử quân yêu cầu thành niên tuệ nói cho rõ ràng để xem mình có bảy mưu nghĩ kế giúp đỡ gì được không. Nhưng thành nghiên tuệ lại yêu cầu gặp mặt trò chuyện, vì vậy vương tử quân có chút do dự, sau đó đồng ý để ngày mai thành nghiên tuệ đi đến phòng làm việc của mình. Nhưng cuối cùng thì khi tan tầm vương tử quân lại gặp mặt thành nghiên tuệ, lần này cũng không phải do ai sắp xếp, mà chỉ là một cuộc gặp ngẫu nhiên. Hai ngày qua vương tử quân bận rộn khá nhiều việc, ngoài phương diện khánh thành diễn đàn đầu tư, Hắn còn phái ra một nhóm công tác đi các thành phố trong tỉnh tranh thủ kêu gọi đầu tư tài chính. Đám người đến phòng làm việc của hắn đang chờ bên ngoài như châu chấu, điều này càng làm cho hắn sinh ra cảm giác ứng phó mệt mỏi. Vương Tử Quân ngồi trên xe của mình và vẫn nghĩ về phương diện khánh thành diễn đàn đầu tư. Bây giờ là đã chuẩn bị xong, chỉ đợi đến lúc bắt đầu công tác, thế nhưng tâm tư của hắn lại không quá yên tĩnh. Ngoài một vài bài viết nói ra quan điểm trái chiều thì vương tử quân cảm thấy tất cả mọi thứ đều thuận lợi. Sầm vật cương cũng không tiếp tục nói về phương diện liên quan đến tập đoàn đỉnh duyệt mà đường chấn huy giống như không biết điều này. Nhưng bầu không khí bình tĩnh không làm cho vương tử quân an tâm, hắn đã xem qua bản kế hoạch của lỗ đỉnh thành, hắn biết rõ bên trong tồn tại lợi nhuận lớn. Lỗ đỉnh thành là một thương nhân chú trọng lợi nhuận, Vương Tử Quân cảm thấy nếu để cho người kia bỏ qua đơn giản như vậy là không có khả năng. Nếu người kia không bỏ qua, như vậy sẽ phải có động tác. Bây giờ tình hình gió êm sóng lặng, cũng không phải là đối phương không có động tác gì, thế nhưng chủ yếu là động tác của người này rất bí mật, bây giờ mình chưa phát hiện ra được. Tuyết tuyết, kèn xe chợt vang lên, tiếng kèn làm cho Vương Tử Quân thức tỉnh khỏi trầm ngâm. Hắn nhìn ra ngoài xe, lúc này thấy có nhiều người đang đứng nơi đó, khi hắn chuẩn bị thu hồi ánh mắt thì thấy được bóng người quen thuộc với vị trí hiện tại của vương tử quân thì căn bản không có thời gian và tâm tư tham gia những chuyện náo nhiệt như vậy đặc biệt là ở những trường hợp khó thể cho ra phương án giải quyết thì hắn thường lẩn càng xa càng tốt vương tử quân chú ý đến tình huống tranh cãi phía bên kia cũng là vì thấy được thành nghiên tuệ bộ dạng của nàng lúc này nhìn thật sự rất đáng giật mình vì cô nàng tóc tai bù xù đang giữ lấy áo của một người đàn ông lớn tiếng nói gì đó hắn chưa từng thấy qua có người nào ở chóc trạng thái như vậy, trong ký ức của hắn thì thành nhiên tuệ mỗi lần đều ăn mặc gọn gàng, vì sao bây giờ lại lôi thôi như thế. Vương tử quân có chút sướng sốt, hắn nói với tiểu lý đang lái xe, tìm một chỗ dừng xe lại, tôi đi xem có chuyện gì xảy ra, người phụ nữ kia chính là bạn học của tôi. Triệu hiểu bạch ngồi kế bên tài xế, hắn thấy vương tử quân yêu cầu xuống xe thì vội vàng nói, bí thư vương, ngài đừng xuống xe để tôi đi qua xem thế nào triệu hiểu bạch tuy không đủ nhanh trí thế nhưng hắn là người luôn đặt lợi ích của vương tử quân lên hàng đầu vương tử quân khoát tay áo sau khi xe dừng lại ven đường thì nhanh chóng đi xuống tiến về phía đám người đang tụ tập ở bên kia hắn còn chưa đi đến nơi đã nghe thấy thành nghiên tuệ lên tiếng anh đừng hòng mơ tưởng mang con gái tôi đi hôm nay dù tôi chết cũng không cho anh được như ước nguyện Thành nhiên tuệ nói mình đã ly hôn, cũng vì nguyên nhân này mà vương tử quân lảng tránh rất xa. Mặc dù hắn bây giờ có thân phận, dù là phụ nữ xinh đẹp thế nào thì cũng chỉ là như vậy mà thôi, không quá quan tâm. Miêu tả thế nào cho đúng bây giờ? Phải nói là phụ nữ ly hôn như quả bom hẹn giờ. Lúc này câu nói của thành Niên tuệ làm cho vương tử quân trượt kinh hãi, người đàn ông kia chính là người đã làm tổn thương bạn học của mình sao? Audio điện tử võ tấn bền Người phụ nữ kia cao khoảng 1m75, làn da trắng nõn phối hợp với gương mặt anh Tuấn, nhìn qua có vẻ phong lưu phóng khoáng. Người này đeo một cặp kính gọng vàng càng làm cho toàn thân bùng lên khí chất trí thức, thế cho nên có thể thấy với bộ dạng của đối phương mà tìm tình nhân thì cũng không quá khó. Vương tử quân thầm có ý nghĩ xấu xa, hắn đã biết rõ cục diện trước mặt. Người đàn ông kia có chút hổn hển vì sự ngăn trở của Thành Nhiên Tuệ, hắn chán ghét đẩy tay của nàng ra, sau đó dùng giọng nghiến răng nghiến lợi uy hiếp, "Thành Nhiên Tuệ, tôi nể tình cô là phụ nữ nên dùng phương pháp ôn tồn thương lượng để giải quyết ổn thỏa, nhưng cô thì sao?" Thái độ này của cô quá ác liệt, nếu như cô không chịu nói lý lẽ, tôi sẽ thông qua pháp luật để xử lý vụ này, đến khi đó cô cũng đừng kêu khổ. Anh đi đâu tố cáo tôi cũng được. Dù anh có đi đến chân trời nào tôi cũng không để con gái đi đâu cả. Thành Nhiên Tuệ lúc này căn bản đã chảy đầy nước mắt. Vương Tử Quân nhìn đám người đứng chung quanh, hắn nhìn thấy Thành Nhiên Tuệ bị vây vào giữa, thế là cảm nhận được sự bất lực của người phụ nữ này, cảm thấy nàng rất đáng thương. Hắn đi về phía nàng rồi nói, "Bạn học cũ, cô làm sao vậy?" Thành Nhiên Tuệ thấy Vương Tử Quân đi đến thì có chút xấu hổ, nàng chợt dùng giọng ngập ngừng nói, "Bí Bí thư Vương, sao anh lại ở chỗ này? Vương Tử Quân khoát tay áo với Thành Nhiên Tuệ, sau đó hắn nói với tên đàn ông kia, có gì từ từ đàm phán, đứng trên đường thế này là không tốt. Chương 1537, thì ra anh là một người đàn ông lắm mồm. Khi Vương Tử Quân lên tiếng thì một cô bé 4 năm tuổi chạy đến bên cạnh Thành Nhiên Tuệ, hai mắt cô bé rất sợ hãi, cô bé kéo vạt áo của Thành Nhiên Tuệ, sau đó khẽ dùng tay đong đưa qua lại. Người đàn ông nhìn lướt qua vương tử quân rồi gật đầu nói, cũng không có gì là không nói được. Vương tử quân chuẩn bị đưa theo nhóm người thành niên tuệ đi đến khách sạn không xa, đúng lúc này người đàn ông kia lại nói với vương tử quân, này anh bạn, anh lên xe của tôi, chúng ta đi đến một chỗ rộng rãi thoải mái để nói chuyện. Chiếc xe Mercedes Benz màu đen bùng ra ánh sáng trang nhã dưới ánh mặt trời. Người đàn ông kia khẽ mở cửa xe ra, sau đó mỉm cười khiêm tốn với vương tử quân xe chỉ là một công cụ đi lại mà thôi vương tử quân hiểu ý nghĩ của người đàn ông này hắn cười cười leo lên ngồi ở vị trí tay lái phụ lúc này thành nghiên tuệ đã lau nước mắt của mình nàng kéo con gái lên hàng ghế phía sau xe khởi động chạy đi đám người vây chung quanh đành phải giải tán người đàn ông kia cười nói với vương tử quân này anh bạn tôi nhìn anh có chút quen mặt chúng ta không phải đã gặp nhau ở đâu rồi đấy chứ. Vương Tử Quân tuy chỉ là lãnh đạo cấp phó thế nhưng tên tuổi lại không ít lần xuất hiện trên TV. Lúc này hắn nghe thấy đối phương hỏi như vậy thì dùng giọng tùy ý nói có lẽ đã gặp qua. Bộ dạng mây trôi nước chảy của Vương Tử Quân làm cho người đàn ông kia có chút không thoải mái. Tuy hắn cảm thấy Vương Tử Quân có chút quen thuộc thế nhưng cũng không nghĩ đến những phương diện khác. Khi xe chạy vào một khúc quanh thì hắn tự giới thiệu mình, tôi là Trân Thiên Ích, đang dạy ở trường đại học rừng mật, anh là bạn học của thành Nghiên tuệ sao? Đúng vậy, là bạn thời đại học, Vương Tử Quân nhìn qua Trân Thiên Ích, hắn không ngờ Trân Thiên Ích là chồng của thành Nghiên tuệ. Nhưng ngay sau đó hắn lại nghĩ đến những câu nói chọc cười của Trương Tề Bảo. Người đàn ông này khá đẹp trai anh Tuấn, cũng không biết sống cùng với Lăng Phỉ Yến kia thì có bộ dạng thế nào. Thời đại học rất khó quên, khi đó hai người có mối quan hệ không tệ phải không? chân thiên ích tuy không quan tâm thế nhưng giọng nói lại có chút ghen ghét. đàn ông đều là như vậy, ăn trong bát ngồi trong nồi, cho dù là thứ mình vứt bỏ thì cũng không muốn người khác có tâm lý giòm ngó. thành nhiên tuệ đã lau khô nước mắt chợt có chút sốt ruột, vì lúc này nàng cảm thấy bộ dạng của mình rất đáng xấu hổ. chưa nói đến phương diện gì khác, chỉ là lời nói của chân thiên ích cũng đủ làm cho nàng xấu hổ rồi tuy nàng đã cắt đứt quan hệ với chân thiên ích, thế nhưng nàng căn bản chưa từng nói về chân thiên ích trước mặt vương tử quân. Có mối quan hệ khá tốt, tôi là bí thư đoàn trường, thành niên tuệ chính là ủy viên. Vương tử quân cười nhàn nhạt, nhạt rồi dùng giọng thuận miệng nói. Chân thiên ích lái xe có hơi run rẩy, hắn chợt cười nói, sao tôi chưa từng gặp mặt anh. Nếu hai người có quan hệ khá tốt thì khi kết hôn tôi phải gặp anh rồi mới đúng chứ khi đó tôi ở rất xa nơi này tôi mới đến thành phố rừng mật chưa lâu mà thôi vương tử quân nói rồi chỉ về phía cô bé ở hàng ghế sau cháu gái nói cho chú xem cháu tên gì chú đưa cháu đi chơi được không cô gái còn chưa lau khô nước mắt nàng gật đầu hiểu chuyện chú cháu tên là điềm điềm chú đưa cháu đi chơi xe lửa được không không cho bố đi vì bố là người khốn kiếp được tất nhiên là được Vương Tử Quân nhìn bộ dạng của cô gái và nhớ đến tiểu bảo nhi của nhà mình, nếu như có thể để cho hai đứa nhỏ vui chơi với nhau, như vậy căn bản là một chuyện rất vui. "Niêm Niêm, chú còn có việc bận, sau đó mẹ sẽ đưa con đi chơi." Thành Nhiên Tuệ thấy con gái quấn lấy Vương Tử Quân thì tranh thủ thời gian nói. Cô gái khẽ gật đầu, "Mẹ, con thích đi xe lửa, nhưng hôm nay con không đi, để mẹ có thời gian đưa con đi chơi." Trần Thiên Ích đang lái xe thấy tình cảnh này thì vẻ mặt càng thêm âm trầm, đáng lý ra cuộc sống như vậy phải thuộc về mình, thế nhưng lúc này hắn lại thấy mình giống như người ngoài. Trần Thiên Ích càng có thêm cảm giác bất bình, hắn càng cảm thấy bức bối với Vương Tử Quân. Hắn hít vào một hơi thật sâu rồi nói, anh bạn từ bên ngoài đến thành phố rừng mật sao? Đúng là khá đúng thời điểm đấy. Anh đừng nói bậy bạ thành niên tuệ bây giờ cũng luôn giữ gìn mối quan hệ giữa mình và vương tử quân. Sau khi nghe chân thiên ích nói như vậy thì nàng cũng không quan tâm đến chính mình, chủ yếu là giữ gìn danh dự cho vương tử quân. Chân thiên ích cười ha hả, hắn cũng không cãi lại thành nghiên tuệ, thế nhưng lại cho ra nhận định hai người này có quan hệ không tầm thường. Vương tử quân căn bản cũng không muốn lên tiếng với những lời nó của chân thiên ích, Trần Thiên Ích nhìn con gái rồi hỏi Vương Tử Quân, anh đến thành phố rừng mật chắc là tiền lương không thấp đấy chứ. Vương Tử Quân cũng không hiểu rõ tiền lương của mình là bao nhiêu, bình thường là mặc Tiểu Bắc giữ thẻ ngân hàng của hắn, thế nên đến bây giờ hắn cũng không biết mình có bao nhiêu tiền. Bây giờ nghe Trần Thiên Ích hỏi thì hắn có chút do dự, nói chung chỉ là 3-4 ngàn đồng mà thôi. 3-4 ngàn sao, đúng là không tồi, Trần Thiên Ích nói rồi bày ra bộ dạng rất kiêu ngạo, Tôi chuẩn bị cho Điềm Điềm đi học ở nhà trẻ Kim Phượng, chính là nơi dạy học theo phương pháp song ngữ, giáo viên đều đến từ nước ngoài, hơn nữa hoàn cảnh tốt sẽ dựng lên cơ sở học tiếng Anh tốt cho học sinh. Một tháng học phí nơi đó cũng không cao, thế nhưng lại bằng số tiền lương của anh. Vương Tử Quân chưa từng nghe nói qua nhà trẻ Kim Phượng, hắn nghĩ đến phương diện một nhà trẻ quý tộc, hắn không ủng hộ trẻ nhỏ đến học trong những nhà trẻ quý tộc như vậy. Nếu không thì con trai hắn sẽ không đi học ở nhà trẻ thực nghiệm trong tỉnh Nam Giang. Vì phía tỉnh Nam Giang căn bản còn có nhiều nhà trẻ quý tộc hơn nơi này. Nhà trẻ song ngữ không nhất định thích hợp cho sự phát triển của trẻ, tôi cảm thấy chúng ta nên coi trọng chất lượng đại chúng của các nhà trẻ bình thường là được." Phương Tử Quân nói rất chân thành thế nhưng nghe vào trong tai lại làm cho Chân Thiên Ích cảm thấy giống như có vài phần gắng ngượng. Hắn cười cười, cũng không nói gì thêm. Thế nhưng cảm giác kiêu ngạo thì quá rõ ràng. Sau khi xe dừng lại bên ngoài một nhà hàng Tây, Trần Thiên Ích cười nói với Vương Tử Quân, thức ăn của nhà hàng này rất tốt, hơn nữa lại yên tĩnh, thế nhưng tiêu chuẩn thu phí của nhà hàng này cũng giống như nhà trẻ Kim Phượng, đều tính bằng tiền đô la. Trần Thiên Ích cười, hắn cười rất sung sướng, giống như đang nói về một chuyện cực kỳ đáng cười. Vương Tử Quân nhìn vào nụ cười của Trần Thiên Ích, hắn cảm thấy đối phương có ý đùa cợt với mình. Vương Tử Quân cũng cười, hắn đã không đem quan tâm đến những biện pháp biểu hiện sự giàu có của bản thân như thế này. Điều này cũng giống như con voi đối mặt với nụ cười nhạo báng của con kiến, căn bản là không quá chấp nhất. Trần Thiên Ích, thu hồi đồng tiền dơ bẩn của anh lại, anh đúng là hạng người không biết xấu hổ. Thành niên tuệ lúc này thật sự cảm thấy Trần Thiên Ích giống như ruồi bọ bay qua lại trước mặt mình, thế nên nhanh chóng quát lên với Trần Thiên Ích, chương 1538, một heo có tư tưởng của heo, người có phẩm vị của người. Thế giới bên ngoài rất nhiều thứ hấp dẫn, tiểu nhân vật có hấp dẫn của tiểu nhân vật, đại nhân vật có hấp dẫn của đại nhân vật, dù là tiểu nhân vật hay đại nhân vật đều phải cố gắng ngăn cản những hấp dẫn kia, trừ khi là những người đặc biệt. chân Thiên Ích tất nhiên lo lắng về thành nghiên tuệ, hắn cho rằng đối mặt với một người phụ nữ xinh đẹp như thế này, nếu là một người đàn ông mà không động tâm thì căn bản không dễ dàng đại sảnh uống cà phê tràn đầy hương vị châu âu vương tử quân nhìn ly cà phê cả trăm đô la đặt trước mặt thành Nhiên tuệ ngồi bên cạnh hắn với tâm tình rất kém nàng có thể nổi điên trước mặt chân thiên ích thế nhưng bây giờ có mặt vương tử quân nàng tình nguyện bày ra những phương diện tốt đẹp của mình không muốn cho ra những biểu hiện không tốt với hắn thành Nhiên tuệ vừa rồi thật sự đã nổi điên nếu như không có vương tử quân khuyên can căn bản không chịu ngồi yên vị nơi đây như bây giờ Trần Thiên Ích thấy vợ mình trở nên dịu dàng với người đàn ông kia, thế là trong lòng càng thêm ghen ghét. Người đàn ông nghèo hèn kia có gì là tốt, tướng mạo thì cũng được, miễn cưỡng không có vấn đề, thế nhưng nếu đàn ông không có phương diện kinh tế trèo trống, như vậy phương diện tinh thần cũng khó thể phong phú được. Hơn nữa nhìn bộ trang phục đối phương đang mặc lên người, tuy nó rất có tinh thần thế nhưng căn bản không cùng cấp bậc so với bộ đồ hàng hiệu của mình. Trần Thiên Ích nâng ly cà phê lên nói, anh bạn, cà phê này rất ngon, được đưa từ Brazil đến đây, hương vị rất tuyệt, có lẽ anh chưa từng được uống nó bao giờ. Tôi không thích uống cà phê, Vương Tử Quân cũng không nâng ly cà phê lên mà dùng giọng nhàn nhạt, nhạt nói. Vương Tử Quân nói những lời này rất tự nhiên thế nhưng Trần Thiên Ích lại cảm thấy người này căn bản là ếch ngồi đáy giếng, có lẽ chưa từng được hưởng thụ cuộc sống ở cấp bậc cao như thế này bao giờ. Vì vậy hắn dùng một cái muỗng màu trắng từ tốn quấy cà phê, sau đó dùng giọng tiêu sái tự nhiên nói, chưa từng uống thì nếm thử xem thế nào, anh sẽ cảm thấy thế giới này còn nhiều điều cực kỳ đặc sắc. Vương tử quân không nói gì mà chỉ cười cười nhìn thành Nhiên tuệ. Thành Nhiên tuệ cảm thấy xấu hổ đỏ bừng mặt, nàng nhanh chóng cắt ngang lời khoe khoang của chân thiên ích, chân thiên ích, anh sống thế nào với người phụ nữ kia thì tôi không quan tâm, thế nhưng điềm điềm phải sống với tôi, Chúng ta đã có hiệp nghị rõ ràng, tôi cũng không giao con cho anh. Tôi nuôi dưỡng Điềm Điềm sẽ tốt hơn cô, cô nói xem cô có thể cho con được cái gì? Nhưng tôi thì cái gì cũng có thể, tôi có thể cho con đi học ở ngôi trường tốt nhất, tiếp nhận sự giáo dục tốt nhất, hưởng thụ vật chất tốt nhất, cô có làm được sao? chân Thiên Ích dùng ánh mắt khinh thường nhìn thoáng qua Thành Nghiên Tuệ, sau đó ngẩng cao đầu lên nói. Đồng thời sau này mọi người đều bắt đầu cuộc sống mới. Nhiên Tuệ cô còn trẻ, hoàn toàn có thể sinh một đứa con khác, cũng đừng chui đầu vào ngõ cụt. Lúc này giá nhà ở rất đắt, chẳng lẽ cô không biết là với tiền lương của hai người, căn bản không biết đến ngày tháng năm nào mới mua được nhà sao? Vương Tử Quân thấy Trần Thiên Ích kéo mình vào thì khoát tay áo nói, "Giáo sư Trần, tôi là người đã có gia đình, những khúc mắc giữa anh và Nghiêm Tuệ cũng đừng kéo người ngoài như tôi vào." "À, như vậy thì càng dễ nói." Nghiên Tuệ cô nên nghe lời tôi một ngày vợ chồng tình nghĩa thiên thu tôi thấy hay là thế này cô cho tôi quyền nuôi con tôi cho cô một trăm ngàn chân thiên ích dùng ánh mắt khinh thường nhìn vương tử quân sau đó cảm thấy có chút tự đắc tên khốn kia đúng là không ra gì khi tìm đến với người ta thì như anh hùng bây giờ thấy khó khăn thì lẩn ra xa như cầu hùng hai vành mắt của thành nghiên tuệ đã đỏ ửng nàng chợt đứng lên nói anh đừng mơ tưởng tôi không cần những đồng tiền dơ bẩn của anh lời nói của thành niên tuệ giống như kích thích chân thiên ích lúc này hắn đứng lên thế nhưng vẫn dùng giọng ôn hòa nói thành niên tuệ cô cần gì phải vạch mặt lẫn nhau tôi nhắc nhở cô một câu cánh tay không lay được đùi tôi cho cô biết tôi đã quyết định sẽ nuôi con cô cũng biết tôi có những mạch quan hệ rất rộng ở thành phố rừng mật dù là ở tòa án hay bất cứ nơi nào khác cũng vậy cô đừng hòng làm gì được tôi chân thiên ích nói rất tự tin thành niên tuệ tuy đã được điều đến công tác ở Ủy ban Nhân dân thành phố rừng mật thế nhưng vẫn chỉ là một cán bộ khoa viên bình thường mà thôi. Nàng căn bản không có chức quyền gì lớn, thật sự không phải là một cấp bậc để người ta quan tâm. Trần Thiên Ích cảm thấy mình làm như vậy là rất nhân từ, coi như đã hết lòng giúp đỡ. Thành niên tuệ nên dùng ánh mắt cảm kích nhìn mình, không phải là lên tiếng cãi lại như một người phụ nữ chua ngoa giống như vậy. Anh đừng mơ tưởng, dù là tòa án cũng không giao quyền nuôi con cho anh chân thiên ích hiểu khá rõ về thành nghiên tuệ một khi người phụ nữ kia hạ quyết tâm thì căn bản khó thể nào thay đổi được khi hắn đang chuẩn bị mở miệng tiếp tục khuyên can thì vương tử quân đã đột nhiên nói sự phát triển tốt nhất cho trẻ nhỏ chính là tình cảm của phụ huynh cũng không phải nó được quyết định bởi vật chất chân thiên ích chợt căm tức đứng lên nói cô đã kiên trì như vậy thì cũng đừng trách tôi vô tình vô nghĩa Cô là người công tác trong ủy ban nhân dân thành phố, sao suy nghĩ lại cơ bắp như vậy? Tôi nói cho cô biết, nếu đưa lên tòa án thì cô căn bản sẽ chẳng được cái gì." Trần Thiên Ích nói xong thì hùng hổ đứng lên, hắn đi đến cửa thì chợt lấy ra 100 đồng đưa cho Điềm Điềm, "Con gái, lát nữa con theo mẹ đi về, bố không có thời gian đưa con về." Đưa tiền cho ông ấy, chúng ta cũng không cần tiền của ông ấy thành niên tuệ oán hận cầm lấy tiền trong tay con gái rồi ném xuống đất cô muốn làm gì cô sĩ diện chỉ làm khổ con mà thôi đúng là điên khùng tôi là bố của nó cho tiền con là chuyện bình thường tôi sợ cô vì tiết kiệm tiền mà đưa con đi xe công cộng chen chúc mà thôi đúng lúc này một chiếc xe audi từ phương xa chạy đến triệu hiểu bạch nhanh chóng đi xuống hắn cung kính mở cửa xe cho vương tử quân vương tử quân nhìn thành niên tuệ rồi nói đi tôi tôi đưa mẹ con cô đi về. Thành nhiên tuệ khẽ gật đầu, sau đó đưa con lên xe của Vương Tử Quân. Trần Thiên Ích vừa định lên xe, hắn chợt nhìn qua chiếc xe Audi rồi dùng giọng trêu chọc nói, anh bạn đúng là khá tốt, chạy xe Audi cơ đấy. Xe Audi của Vương Tử Quân nếu so với chiếc Mercedes-Benz của Trần Thiên Ích thì căn bản không cùng một cấp bậc, thế nên giọng nói của Trần Thiên Ích lúc này có vài phần châm trọng chương 1538 2, heo có tư tưởng của heo, người có phẩm vị của người. Triệu hiểu bạch dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chân thiên ích, vương tử quân cũng không nói lời nào, mặc kệ người kia thích nói sao thì nói, còn tiểu lý lại trực tiếp khởi động xe chạy đi. Chân thiên ích nhìn chiếc xe Audi màu đen mà nở nụ cười khinh thường. Nhưng khi hắn chuẩn bị xoay người thì nhìn thấy rõ biển số của chiếc Audi kia. Biển số xe chỉ có vài con số nhỏ, Thế nhưng những con số nhỏ kia lại làm cho gương mặt của Trần Thiên Ích trở nên trắng bệch, hắn biết rõ chiếc xe kia đại biểu cho quyền lợi thế nào. Có chút quen mặt, đó là Vương Tử Quân. Trần Thiên Ích chợt nghĩ đến vị lãnh đạo tỉnh ủy trẻ tuổi mà mình cực kỳ ghen ghét vừa mới đến nhận công tác ở Mật Đông, thì ra hắn là Vương Tử Quân. Trần Thiên Ích nghĩ đến những gì mình nói với Vương Tử Quân, hắn thật sự cảm thấy hỗ thẹn, giống như mình chỉ là một tên nhà giàu mới nổi vậy. Lúc này hắn hiểu vì sao Vương Tử Quân căn bản không thèm lên tiếng với mình, đối phương không phải không tình nguyện, chỉ là khinh thường phản ứng của mình. Anh đi đâu vậy? Điện thoại chợt vang lên, bên trong vang lên giọng nói ra lệnh của một người phụ nữ. Trần Thiên Ích căn bản đã có thói quen phục tùng người phụ nữ kia, hắn có chút sững sốt, sau đó lên tiếng, tôi đang quay về, sẽ đến ngay. Mau lên, trong nhà có khách quan trọng. Người phụ nữ nói rồi cúp điện thoại. Trần Thiên Ích mặc dù không hài lòng với thái độ của người phụ nữ kia, thế nhưng hắn vẫn nhanh chóng chạy về nhà theo đúng yêu cầu của nàng. Khi cánh cửa căn biệt thự bên bờ sông được mở ra, hắn nhanh chóng chạy xe vào bên trong. "Tiên sinh, giám đốc nói anh nhanh chóng đến phòng khách." Quản gia chạy đến khẽ nói với Trần Thiên Ích. Trần Thiên Ích không có chút hảo cảm với người đàn ông hói đầu như thế này, mặc dù lúc nào đối phương cũng tỏ ra tôn trọng hắn thế nhưng hắn biết rõ ánh mắt của đối phương có mang theo vài phần khinh thường. Thật ra cảm giác khinh thường này giống như hắn đang ăn bám một người nào đó vậy. Trần Thiên Ích còn chưa đi vào trong phòng thì đã nghe được tiếng cười nói vui vẻ, tiếng cười là của một người phụ nữ, khi âm thanh này vang lên thì chợt nghe người phụ nữ kia nói, giám đốc lỗ, anh vất vả lắm mới đến chỗ tôi một chuyến, cũng không thể nói đi là đi ngay được, nếu không người ta sẽ mắng tôi không chú ý đãi khách. Trần Thiên Ích nghe được ba chữ giám đốc lỗ thì biết người đến là ai, hắn nhanh chóng đẩy cửa đi vào, sau đó thấy lỗ đỉnh thành của tập đoàn đỉnh duyệt đang cười tùm tìm ngồi trên ghế sa lông. Nhưng người đầu tiên bắt chuyện với Trần Thiên Ích cũng không phải là lỗ đỉnh thành, là một người phụ nữ ngồi đối diện với lỗ đỉnh thành. Người phụ nữ này nhìn qua hơn 50 tuổi, cơ thể to khỏe, nhìn qua càng có vài phần dũng mãnh hơn cả lỗ đỉnh thành khi vừa thấy Trần Thiên Ích đi vào cửa thì đã vung bàn tay như củ cải lên nói: sao anh về muộn như vậy? đã làm cho giám đốc lỗ chờ lâu rồi đấy. lát nữa anh uống với giám đốc lỗ vài ly cho vui. Trần Thiên Ích nhìn gương mặt đầy nếp nhăn của người phụ nữ kia mà không khỏi có hơi run rẩy. hắn cảm thán thế giới này kẻ có tiền thường là cóc muốn ăn thịt thiên nga. đối với người phụ nữ kia thì hắn rõ ràng là con thiên nga như vậy hắn vừa sầu não vừa đi đến bên cạnh lỗ đỉnh thành rồi cười nói, chào giám đốc lỗ, vừa rồi tôi có chút chuyện, đã lâu không gặp ngài, còn có chuyện cần thỉnh giáo ngài một chút. Ha ha ha, giáo sư chân nói ra phải là tôi thỉnh giáo anh, nhưng hôm nay tôi thật sự không có thời gian, tôi đã hẹn với người ta, căn bản không thể không đi được. Lỗ đỉnh thành bắt tay với chân thiên ích, sau đó hắn đứng lên nói, thời gian của lãnh đạo rất bận rộn, tôi cũng không thể để cho lãnh đạo chờ được sau khi tiến chân lỗ đỉnh thành thì chân thiên ích quay về phòng khách nhưng khi hắn vừa định xoay người người phụ nữ đang đứng chung chợt ôm lấy hắn lúc này cơ thể cả trăm cân như đặt cả lên người hắn bộ ngực như hai quả dưa hấu cọ lên cánh tay hắn lỗ đỉnh thành đến làm gì tuy đã biết rõ đáp án nhưng vì chân thiên ích cảm thấy rất không thoải mái với cơ thể đang dựa lên người mình thế nên hắn phải nói ra vấn đề làm cho người phụ nữ bên cạnh phân tâm còn vì chuyện gì nữa vẫn là chuyện kia mà thôi. Người phụ nữ nói rồi đưa môi về phía hắn, sức nặng toàn thân dựa vào người chân thiên ích, làm cho từng khớp xương trên người hắn vang lên kéo kẹt. Hắn cố gắng chịu đựng, thế nhưng người phụ nữ này có thói quen hôn người như gặm xương, khốn nổi cái miệng rộng kia lại không được thơm tho, thế cho nên không khỏi làm cho hắn run lẩy bẩy. Ngoài sân khách sạn thịnh thế có rất nhiều biểu ngữ, bên không trung còn có nhiều quả bóng rực rỡ đầy sắc màu với những lời chúc mừng, một dàn nhạc chuyên nghiệp liên tục đánh lên những bài hát vui vẻ ngoài cửa. Có vấn đề gì về âm thanh sao? Vì sao âm sắc không được tốt như vậy? Mau lên, tranh thủ thời gian làm cho tốt. Tôi nhắc nhở mọi người một câu, lần này người đến tham gia nghi thức chủ yếu là lãnh đạo tỉnh, nếu ai để xảy ra vấn đề thì đừng trách tôi nặng tay. Trần Hiểu Minh bị gọi đến tạm thời hỗ trợ đang lớn tiếng khiển trách tổ nhân viên công tác đang ra sức chuẩn bị cho hội nghị. Tên thanh niên phụ trách công tác âm thanh không quên ném cho Trần Hiểu Minh một điếu thuốc, lãnh đạo cứ yên tâm, tôi đảm bảo sẽ cực kỳ cẩn thận. Có câu nuôi binh ngàn ngày dùng binh nhất thời, nếu vào thời điểm này mà tôi không làm tốt công tác của mình, sau này sao có thể nhìn mặt ngài được. Ha ha ha, vẫn là cậu làm việc rất đáng tín nhiệm. Tôi nói cho cậu biết, vấn đề hôm nay khác với trước kia, có nhiều lãnh đạo tỉnh ủy đến tham gia, nếu như có vấn đề thì cũng không phải chỉ mình cậu bị mắng. Trần Hiểu Minh vừa châm thuốc vừa lớn tiếng nói, nó giống như lễ khánh thành một công ty, nếu mà làm không tốt thì sau này ảnh hưởng rất lớn. Khi Trần Hiểu Minh còn đang định lên tiếng với đám nhân viên bên cạnh, lúc này thấy Lý Bạch Vũ đi từ xa đến. Trước đó hắn cảm thấy cực kỳ khó hiểu về Lý Bạch Vũ, vì sao một người thông minh tuyệt đỉnh và có tài lại hiểu rõ về kinh tế như Lý Bạch Vũ mà không thể nào tiến lên được. Cũng may bây giờ mây gió đổi chiều, trước đó một ngạt bây giờ xem như đến bờ hạnh phúc. Sau này Lý Bạch Vũ sẽ là người phụ trách diễn đàn đầu tư, hơn nữa còn là người phụ trách công tác cho bí thư Vương. Thế cho nên Trần Hiểu Minh cực kỳ có tâm tư nịnh bợ một nhân vật chính như Lý Bạch Vũ. Trần Hiểu Minh muốn đặt tất cả tâm tư vào diễn đàn đầu tư thì cũng phải quan tâm đến thái độ của Lý Bạch Vũ, vì vậy bản thân hắn cực kỳ muốn nối gần quan hệ với Lý Bạch Vũ. Anh Lý đã chuẩn bị rất tốt ngài đã dùng cơm chưa? Nhà hàng số 2 làm bữa sáng rất ngon, tôi lấy cho ngài một phần nhé. Lý Bạch Vũ lau mồ hôi chán rồi cười nói, không có gì, tôi không đói bụng. Tiểu Trần, cần phải đảm bảo tất cả công tác đều phải cẩn thận, nếu không sẽ là cực kỳ mất mặt. Ngài yên tâm, tuyệt đối không có vấn đề. Trần Hiểu Minh vỗ ngực dùng giọng đảm bảo nói. Trường 1539, cuộc sống của tôi rất phong phú. Lý Bạch Vũ căn bản rất thích một cấp dưới thông minh nhanh nhạy và hiểu chuyện như Trần Hiểu Minh, thế nhưng hôm nay hắn cũng không có tâm tư cổ vũ đối phương, vì nghi thức khánh thành diễn đàn đầu tư sắp bắt đầu. Lý Bạch Vũ cực kỳ chờ mong vào diễn đàn đầu tư lần này, dù sao thì diễn đàn đầu tư được thành lập sẽ đại biểu cho vị trí của hắn trên võ đài chính trị tỉnh Mật Đông. Tuy rất nhiều người biết hắn có được sự tín nhiệm từ Bí thư Vương, thế nhưng dù sao thì đó cũng là thân không chính danh không thuận có lẽ vận mệnh của mỗi người đều có một thời điểm hoạt động cao độ thật sâu bên trong luôn chứa đựng những hoạt động ác liệt lý bạch vũ đã phí khá nhiều thời gian bây giờ cuộc sống của hắn sắp rơi vào trạng thái gió bão nổi lên hắn nghĩ rằng bí thư vương đã có ơn tri ngộ với mình nếu như hắn làm tốt công tác như vậy sẽ đặt một tảng đá lớn trong lòng bí thư vương thế là cuộc sống mà hắn sau này sẽ cực kỳ phong phú nhưng lý bạch vũ cảm thấy chờ mong và cũng không quên bất an hy vọng tất cả có thể thuận lợi đi theo đúng trình tự đã vạch ra lỗ văn biêu thầm cầu nguyện một câu sau đó hắn đi về phía phòng làm việc của mình được thiết lập sẵn trong khách sạn thịnh thế anh lý đã có khách quý đi đến một nhân viên công tác đi đến bên cạnh lý bạch vũ rồi hỏi lý bạch vũ gật đầu nói anh thông báo cho tổ tiếp tân để cho bọn họ điều động nhân thủ làm tốt công tác nghênh đón khách quý khi lý bạch vũ chuẩn bị sắp xếp thêm hai câu lúc này lại có người cầm văn kiện đi đến, giám đốc Lý, đây là chương trình của nghi thức hôm nay, anh xem có gì cần cải biến hay không. Nếu không có gì thay đổi, tối sẽ cho người thống nhất văn kiện làm theo đúng trình tự này. Lý Bạch Phú có thể nói đã đọc thuộc lầu tờ giấy kia, thế nhưng lúc này hắn vẫn nhìn qua một lượt. Gạch nối chấm chấm chấm, bí thư vương đọc diễn văn. Giám đốc trần quả hàng của công ty quốc mậu đại biểu cho nhà đầu tư đọc diễn văn, ký hợp đồng đầu tư với giám đốc Lý Bạch Vũ. Bí thư Sầm tuyên bố thành lập diễn đàn đầu tư. Sau khi xem xong tất cả chương trình của ngày hôm nay thì Lý Bạch Vũ mới cảm thấy yên tâm, hắn nói với nhân viên công tác, được rồi, cứ thế mà làm. Lý Bạch Vũ nhìn nhân viên công tác rời đi khá nhanh mà có chút do dự, sau đó hắn bấm điện thoại của Triệu Hiểu Bạch. Sau khi nối thông điện thoại thì hắn cười nói với Triệu Hiểu Bạch, cậu Hiểu Bạch, tôi là Lý Bạch Vũ bí thư vương bây giờ có rảnh không? Bí thư vương đang xem văn kiện, anh có chuyện gì không? Mối quan hệ giữa Triệu Hiểu Bạch và Lý Bạch Vũ đã tăng tiến hơn một chút, vì vậy hai bên trò chuyện với nhau cũng không còn đông cứng như trước. Lý Bạch Vũ căn bản tốn khá nhiều công sức ở phương diện làm tốt quan hệ với Triệu Hiểu Bạch, lúc này nghe thấy Triệu Hiểu Bạch hỏi như vậy thì cười nói, không có gì, chỉ là muốn hỏi xem khi nào thì bí thư vương đến. 8 giờ 30 bí thư sẽ xuất phát. 9 giờ, Lý Bạch Vũ hít vào một hơi khí lạnh, nghi thức hôm nay được tổ chức vào lúc 9 giờ thế nhưng bí thư vương lai xuất phát lúc 8 giờ 30, có thể thấy bí thư vương tỏ ra bình thản như thế nào. Nếu so sánh với bộ dạng cực kỳ chú trọng của Lý Bạch Vũ thì vương tử quân can bản tỏ ra khá bình tĩnh, hắn ngồi trong phòng làm việc xem xét văn kiện. Sau đó phê một chỉ thị trong đơn tố cáo, cuối cùng mới nở nụ cười đứng lên. Kiều Bạch, cậu nói tiểu lý chuẩn bị xe. Vương tử quân đi ra khỏi phòng làm việc rồi nói một câu với Triệu Hiểu Bạch, sau đó chậm rãi đi xuống dưới lầu. Phòng làm việc của sầm vật cương cao hơn một tầng so với phòng làm việc của vương tử quân. Khi vương tử quân đi đến bên ngoài phòng làm việc của sầm vật cương, lúc này thấy Phương Anh Hồ đang đứng trong phòng của thư ký. Khi thấy vương tử quân đi đến thì Phương Anh Hồ nhanh chóng tiến lên nghinh đón, chào bí thư vương. Chào thư ký trưởng, vương tử quân bắt tay với phương anh hồ rồi cười nói bí thư sầm bây giờ đang rất bận rộn sao thư ký triệu kim đường của sầm vật cương thấy phương anh hồ nhìn về phía mình thì dùng giọng chú ý nói bí thư sầm đang xem văn kiện triệu kim đường nói đến đây thì bổ sung thêm bí thư sầm thích khi làm việc thì dành hết thời gian xử lý cho xong vương tử quân nhìn đồng hồ rồi cười nói tiểu triệu tôi có chuyện muốn xin chỉ thị của bí thư Triệu Kim Đường căn bản không dám từ chối yêu cầu của Vương Tử Quân, hắn do dự một chút rồi gõ cửa phòng làm việc của Sầm Vật Cương. Lúc này Sầm Vật Cương thật sự đang xử lý văn kiện giống như lời nói của Triệu Kim Đường, khi thấy Vương Tử Quân và Phương Anh Hồ đi đến thì cười nói: "Bí thư Tử Quân, công tác chuẩn bị thế nào rồi?" Vương Tử Quân ngồi xuống bên cạnh Sầm Vật Cương rồi khẽ nói: "Tối qua tôi đã đi xem xét, công tác chuẩn bị đã sẵn sàng, bây giờ mọi chuyện đã xong." chỉ chờ bí thư đến tọa trấn mà thôi. Ha ha ha, bí thư vương đến đây rõ ràng là muốn bắt lính rồi. Sầm vật cương nhìn đồng hồ rồi đứng lên nói, tôi cũng nên đến một chút, vì vậy hành trình của tôi hôm nay dựa theo sắp xếp của bí thư vương. Vương tử quân và sầm vật cương được đám người phương anh hồ bao quanh đi xuống dưới lầu khu văn phòng thường ủy tỉnh ủy. Lúc này có hai chiếc xe dừng lại chờ sẵn bên dưới, sầm vật cương lên xe thì nói với vương tử quân, bí thư vương lên xe của tôi hai ta trò chuyện một lát vương tử quân cũng không khách khí với sầm vật gương hai người ngồi song song với nhau khi xe khởi động thì sầm vật gương khẽ nói diễn đàn đầu tư là một phương pháp mới lạ tôi cũng đồng ý với đề xuất xã hội hóa các hạng mục đại hội thể dục thể thao của anh thế nhưng vì thời gian cấp bách thế nên có một số việc không thể chậm trễ được bí thư cứ yên tâm khi diễn đàn đầu tư được vận hành thì tôi cũng chú ý xem xét tốc độ xây dựng ở các thành phố, cũng muốn nghiêm khắc truy cứu trách nhiệm của các thành phố có tiến độ xây dựng chậm chạp. Vương Tử Quân hiểu ý nghĩa lời nói của Sầm Vật Cương, hắn nở nụ cười đảm bảo với Sầm Vật Cương. Sầm Vật Cương gật đầu, lão trầm ngâm dây lát rồi lúc này mới nói, lúc này tiến độ xây dựng hạng mục ở các thành phố là không đồng đều, có nhiều thành phố căn bản không quan tâm đến công tác này tôi chuẩn bị có một vài điều chỉnh với các thành phố kia cũng xem như gõ hồi trông cảnh báo với các đồng chí bên dưới đó là khi làm việc cần sự tận tâm đề cao tinh thần sầm vật cương nói những lời này với bộ dạng đằng đằng sát khí vương tử quân không phải là kẻ ngốc tất nhiên hắn biết sầm vật cương đang nói đến ai hắn trầm ngâm dây lát rồi khẽ khuyên nhủ bí thư sầm có nên xem xét lại một chút hay không vẻ mặt sầm vật cương không chút thay đổi thế nhưng lại không nói thêm điều gì. Vương tử quân có thể cảm nhận được tâm tình của sầm vật cương vào lúc này, căn bản là không có vài phần vui vẻ. Vương tử quân tuy không muốn mối quan hệ giữa mình và sầm vật cương là quá mức xa lạ, thế nhưng cũng không phải không có ý kiến của riêng mình ở sự kiện này. Dù sao thì mối quan hệ hiện tại giữa hắn và Kim Chính Thiện là khá tốt, những chuyện có liên quan đến đại cục của thành phố rừng mật, hắn cũng không thể không giúp Kim Chính Thiện một chút, hơn nữa sau khi đường trấn huy về hưu thì vương tử quân và sầm vật cương sẽ là hai người cùng chung gánh công tác bây giờ sầm vật cương đã ép cho đường trấn huy không động đậy gì được nếu như mình còn thuận theo tâm ý của sầm vật cương sau này không biết bộ dạng của mình là gì nữa bầu không khí trên xe khá trầm mặc thư ký triệu kim đường ngồi bên cạnh lái xe cũng ngậm miệng lại sợ mình phát ra âm thanh hắn là thư ký của sầm vật cương ngộ tính của hắn là không kém hắn biết rõ chỉ sau hai câu nói thì bầu không khí giữa bí thư sầm và bí thư vương đã không còn được tốt như lúc đầu bầu không khí trầm mặc trong xe làm cho người ta cảm thấy cực kỳ đè nén vương tử quân suy tư dây lát định nghĩ biện pháp phá vỡ bầu không khí này chợt nghe thấy sầm vật cương nói vậy thì trước tiên chậm rãi xem xét lại nhưng tiến độ xây dựng các hạng mục của đại hội thể dục thể thao căn bản không được phép kéo dài vương tử quân gật đầu nói điều này là tất nhiên Tôi chuẩn bị lập vài tổ giám sát, tiến hành quản lý tiến độ xây dựng của các thành phố. Như vậy cũng tốt, thế nhưng tốt nhất cũng nên cho ra những biện pháp thưởng phạt phân minh." Sầm Vật Cương gật đầu cười, vẻ mặt trở nên bình thản. Khi xe của Sầm Vật Cương dừng lại trước khách sạn thì Đường Trấn Huy cũng từ trong xe đi xuống, hắn nhìn thoáng qua Vương Tử Quân đi ra khỏi xe của Sầm Vật Cương, sau đó đi về phía Sầm Vật Cương. Tuy mâu thuẫn giữa hai người thì nhiều người biết rõ, thế nhưng hai người ở bên cạnh nhau vẫn biểu hiện hòa hợp êm thấm. Sầm vật cương bắt tay đường chấn huy rồi cười nói với vương tử quân, bí thư vương, hôm nay tôi và chủ tịch đường đều đến trợ trận cho anh, diễn đàn đầu tư của anh cũng không thể làm cho tôi và chủ tịch đường thất vọng được. chương 1540, một liệu tiên cơ sẽ có nghịch chuyển lớn. Vương tử quân vẫn cho rằng một người lãnh đạo tốt cũng không phải là nắm rõ chi tiết, việc gì cũng phải làm, hơn nữa làm việc quá máy móc, Cách tốt nhất là tìm một người có thể phụ trách các hạng mục công tác này, như vậy là quá đủ rồi. Nhiệm vụ của lãnh đạo là gì? Đó chính là nắm chặt phương hướng là được. Vì vậy tuy nói Vương Tử Quân là người chịu trách nhiệm chủ yếu ở phương diện xây dựng diễn đàn đầu tư lần này, thế nhưng hắn là phó bí thư kiêm phó chủ tịch thường vụ tỉnh mật đông, hắn cũng không có gì là vội vàng. Hắn cùng Sầm Vật Cương và Đường Trấn Huy ngồi trong phòng họp trò chuyện vui vẻ với nhau. Lần này khai trương diễn đàn đầu tư trừ đám lãnh đạo tỉnh ủy bọn họ thì còn có vài vị lãnh đạo đơn vị như phòng tài chính, đám lãnh đạo đơn vị kia đã đến từ sớm, đang ngồi rất nghiêm chỉnh và thành thật ở bên cạnh, ai cũng mỉm cười nghe lãnh đạo trò chuyện. Người ngoài nhìn vào thì cảm thấy bầu không khí rất hài hòa, mọi người vui vẻ trò chuyện với nhau, thực tế trong lòng bọn họ nghĩ gì thì chỉ bọn họ mới biết rõ mà thôi. Bí thư Vương đã chuẩn bị xong cả rồi. Trương Tề Bảo khẽ đi đến bên cạnh Vương Tử Quân rồi lên tiếng báo cáo. Đáng lý ra người đến báo cáo phải là Lý Bạch Vũ, thế nhưng Lý Bạch Vũ căn bản là chưa đủ cấp bậc, không dám đối mặt với các vị lãnh đạo tỉnh ủy, thế nên nài nỉ Trương Tề Bảo đi thay cho mình. Vương Tử Quân khẽ gật đầu với Trương Tề Bảo, sau đó hắn nói với Sầm Vật Cương và Đường Trấn Huy, Bí Thư Sầm, Chủ tịch Đường, lúc này đã đến thời gian khai trương, nếu không thì chúng ta sang bên kia một chút. Sầm vật cương là người đầu tiên đứng lên. Lúc này lão cũng không uy nghiêm giống như dĩ vãng mà trên gương mặt lại tràn đầy nụ cười. Khi tôi đến đã nói rõ ràng rồi. Hôm nay nghe theo sắp xếp của anh. Khi đám người sầm vật cương đi ra khỏi phòng thì có một nhóm nhân viên tiếp tân dẫn đường đi lên phòng họp chức năng trên tầng cao nhất của khách sạn thịnh thế. Khi đám người đi đến thang máy thì thấy vài người đi đến. Người đi đầu thấy sầm vật cương và đường chấn huy thì vội vàng tiến lên chào hỏi chào bí thư sầm, chào chủ tịch đường. Đường Trấn Huy thấy người kia thì khẽ gật đầu, lú này sầm vật cương lại nói, giám đốc lỗ đến từ khi nào vậy? Tôi vừa mới đến chưa lâu, lỗ đỉnh thành cẩn thận đi đến bên cạnh sầm vật cương, sau đó khẽ báo cáo với sầm vật cương. Sầm vật cương gật đầu nói, giám đốc lỗ anh chính là đại biểu cho các doanh nghiệp trong tỉnh Mật Đông, tập đoàn đỉnh duyệt các anh đã nhiều năm cho ra cống hiến với tỉnh Mật Đông, Tôi hy vọng công ty của các anh không ngừng cố gắng, sau này sẽ tiếp tục cho ra nhiều cống hiến cho sự nghiệp phát triển kinh tế của tỉnh. Mong bí thư sầm cứ yên tâm, tập đoàn đỉnh duyệt nhất định sẽ nhớ kỹ chỉ thị của ngài, sẽ cố gắng lớn nhất để cột chặt tập đoàn vào trong chiếc thuyền phát triển kinh tế của tỉnh, sẽ cùng nhau đồng tâm hiệp lực để phát triển. Lỗ đỉnh thành trả lời với thái độ rất kiên quyết, sầm vật cương nghe thấy vậy thì không khỏi nở nụ cười tùm tìm. Đường Trấn Huy ở bên cạnh lại không có tư thái như vậy, một tập đoàn của anh lại có thể cùng mưu cầu phát triển với tỉnh Mật Đông sao? Đúng là không biết trời cao đất rộng, nói toạc ra thì xí nghiệp của anh dù phát triển thế nào cũng chỉ là một con ốc vít trên con thuyền phát triển kinh tế của tỉnh, có thêm anh thì có thêm một chút tư nguyên để phát triển, thế nhưng tập đoàn của anh tuyệt đối không thể cho ra tác dụng gì lớn. Nhóm người đi vào thang máy, Lỗ Đỉnh Thành nói lời cáo từ với Sầm Vật Cương. Lúc này sầm vật cương cũng không giữ lỗ đỉnh thành ở lại, lão phất tay cho lỗ đỉnh thành rời đi. Bí thư vương, tập đoàn đỉnh duyệt chúng tôi bất cứ khi nào cũng chờ đợi lời kêu gọi từ ngài. Lỗ đỉnh thành bắt tay với đường chấn huy rồi duỗi hai tay ra cười nói với vương tử quân. Vương tử quân cười cười nói, hy vọng tập đoàn đỉnh duyệt có thể khai thác tư tưởng, cho ra nhiều cống hiến với sự phát triển của tỉnh Mật Đông sau khi lỗ đỉnh thành rời đi thì hai mắt phương tử quân lóe lên những luồng sáng nhàn nhạt, nhạt. tuy vừa rồi lỗ đỉnh thành mở miệng cực kỳ ẩn giấu, giống như còn có vài phần nịnh nọt, thế nhưng thực tế thì đối phương đang thị uy với mình. lúc này trong phòng họp chức năng đã có không ít người, đa số là những người có liên quan đến giới công thương tỉnh mật đông. những người này tụ tập lại ở cùng một chỗ, mọi người xì xào bàn tán, bầu không khí trong phòng có chút ồn ào. giám đốc lỗ đã vài ngày không gặp ngài, lần trước ngài đã đồng ý khi nào đến thành phố rừng mật thì sẽ tìm tôi uống vài ly, bây giờ đã lâu rồi không thấy ngài đến, có phải đã quên mất người anh em này rồi không? Một người đàn ông đầu chọc thấy lỗ đỉnh thành thì tiến lên chào đón. Lỗ đỉnh thành cũng cười cười với vẻ nhiệt tình của người đàn ông kia, hắn kéo tay của đối phương rồi nói, anh này đúng là, tôi cũng muốn uống rượu với anh, thế nhưng thật sự là quá bận, tối nay tôi sẽ bổ sung. Khi hai người này trò chuyện với nhau thì có không ít người đi đến, trong đó khoa trương nhất chính là Lăng Phỉ Yến. Nàng kéo bàn tay của Lỗ Đỉnh Thành, khẽ nói vài câu chuyện cười, bộ dạng cực kỳ thân cận. Trần Thiên Ích đứng bên cạnh Lăng Phỉ Yến, lúc này hắn cực kỳ chán ghét Lăng Phỉ Yến, vì trong mắt người ngoài thì Lăng Phỉ Yến là vợ hắn, thế nhưng bây giờ vợ hắn lại đứng cầm lấy tay một người đàn ông khác. Hơn nữa vừa rồi cánh tay của lỗ đỉnh thành còn cọ cọ lên bộ ngực như hai quả dưa hấu của lăng phỉ yến. Điều này càng làm cho chân thiên ích cảm thấy không thoải mái, hắn thậm chí còn cảm thấy có nhiều người nhìn về phía mình, ánh mắt của bọn họ không có vài phần thiện cảm, còn có vài phần trào phúng. Đúng lúc này mọi người chợt yên lặng, từng luồng ánh mắt nhìn về phía đài chủ tịch. Sầm vật cương, đường chấn huy và vương tử quân đã lẳng lặng ngồi lên bên trên đài chủ tịch, còn người phụ trách chủ trì hội nghị hôm nay chính là phó thư ký trưởng Trương Tề Bảo. Trương Tề Bảo đã chủ trì rất nhiều hội nghị thế nhưng lúc này lại kích động không thôi. Dù sao thì quy cách của hội nghị hôm nay là khá cao, các vị lãnh đạo chủ yếu của tỉnh ủy đều có mặt, những hội nghị như thế này xưa nay đều là do các thư ký trưởng tự mình chủ trì. Phương Anh Hồ lần này khiêm nhường ném cơ hội cho Trương Tề Bảo, điều này làm cho hắn kinh ngạc, đồng thời cũng có chút vui mừng thưa các vị lãnh đạo các vị khách quý hôm nay tỉnh mật đông chúng tôi giọng nói hùng hậu của trương tề bảo liên tục vang lên và vang vọng khắp phòng khi hắn lên tiếng thì sự kiện khánh thành diễn đàn đầu tư đã được bắt đầu lỗ đỉnh thành ngồi bên cạnh lăng phỉ yến hắn ngồi cực kỳ nghiêm chỉnh bộ dạng rất chăm chú thế nhưng lăng phỉ yến ở bên cạnh lại hỏi hắn công ty quả mậu sẽ đầu tư vào sao ừ lỗ đỉnh thành khẽ gật đầu ánh mắt rơi lên người chân thiên ích sau đó khẽ gật đầu với chân thiên ích đang giả vờ chú ý lắng nghe, cuối cùng hắn ném ánh mắt của mình lên đài chủ tịch. Chân thiên ích biết khá nhiều về sự kiện hôm nay, lúc này hắn nghe được câu trả lời khẳng định của lỗ đỉnh thành thì gương mặt rất vui vẻ. Khi hắn quay đầu thì thấy người đại biểu cho công ty quả mậu đã đứng lên. Lúc này mời bí thư vương lên đọc văn kiện, trương tề bảo nói ra những lời này thì là người đầu tiên vỗ tay. Vương tử quân nói không nhanh không chậm, Hắn ngồi trên đài chủ tịch phát biểu với giọng điệu bình thản. Hắn nói về mục đích thành lập diễn đàn đầu tư với gương mặt bình tĩnh, căn bản là hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người. Trần Thiên Ích nhìn người đàn ông trước vị cao vời trói lọi làm cho mình cảm thấy hỗ thẹn kia, trong lòng hắn sinh ra những hương vị khác thường. Dựa vào cái gì với bản lĩnh của một người như mình mà chỉ là đồ chơi của một người phụ nữ? Vương tử quân kia có đức gì mà có thể tiến lên vị trí làm cho người người phải ngước mắt nhìn như vậy? Hừ, đừng nhìn vào tình cảnh hôm nay mà vui mừng quá sớm, sau đó mới biết thế nào là khóc không ra nước mắt. Trần Thiên Ích dùng giọng oán hận mắng một câu, sau đó lắng nghe lời phát biểu của Vương tử quân. Chương 1542, Liệu tiên cơ sẽ có nghịch chuyển lớn. Vương tử quân nói không quá lâu, chỉ sau 3 phút thì kết thúc bài diễn văn của mình. Lúc này ánh mắt của Trần Thiên Ích đã tập trung lên mặt Trương Tề Bảo, hắn đã nhìn vào chương trình của hội nghị, hắn biết bây giờ là lúc ký kết hợp đồng với công ty Quả Mậu. Lúc này người phụ trách của công ty Quả Mậu đã bỏ đi rồi, như vậy Lý Bạch Vũ sẽ ký hợp đồng với ai? Hi hi, phải hủy bỏ sao? Nếu không làm tốt công tác ký kết hợp đồng thì diễn đàn đầu tư lần này xem như bị hủy hoại, sẽ là trò cười cho người đời. Tiếp theo là chương trình thứ ba của hội nghị, mời tiên sinh Lữ Chính Bình là đại biểu của tập đoàn Huyền Lục lên ký hợp đồng với giám đốc diễn đàn đầu tư Lý Bạch Vũ. Lần này tập đoàn Huyền Lục chuẩn bị đầu tư 50 tỷ để triển khai hợp tác trên quy mô lớn với tỉnh Mật Đông chúng ta. Giọng nói của Trương Tề bảo trợt trở nên cao vút. Thanh danh của tập đoàn Huyền Lục cũng không phải là nhỏ, người trong nước không ai không biết về tập đoàn này. Lúc này người lên ký kết hợp đồng lại là đại biểu của tập đoàn Huyền Lục, như vậy giống như một quả bom tấn nổ tung trong đầu đám người bên dưới. Vô tình có không ít người ngẩng đầu lên, khi bọn họ nhìn thấy Lữ Chính Bình của tập đoàn Huyền Lục và Lý Bạch Vũ đang ngồi xuống ký kết văn kiện hợp tác thì từng đợt vỗ tay vang lên như sấm. Không phải lúc này sẽ ký kết hợp đồng với công ty quả mậu sao? Vì sao lại đổi thành tập đoàn Huyền Lục? Một người đàn ông ở bên cạnh chân thiên ích dùng giọng nghi hoặc hỏi người bạn của mình. Người bạn này vừa vỗ tay vừa dùng giọng khinh thường nói, anh không nhìn rõ sự tranh lệch giữa công ty Quả Mậu và tập đoàn Huyền Lục sao. Quả Mậu chỉ là một công ty bình thường, tập đoàn Huyền Lục lại là một doanh nghiệp nổi tiếng quốc tế, chút tiền của công ty kia căn bản không đáng sách dày cho tập đoàn Huyền Lục. Nếu tập đoàn Huyền Lục đã có ý nghĩ đầu tư, như vậy thì người của công ty Quả Mậu còn không biết xấu hổ tiến lên ký kết hợp đồng nữa sao. Hơn nữa người ta đầu tư vào 50 tỷ, anh đã bao giờ nghe nói người đầu tư vào 50 tỷ sẽ nhường đường cho người chỉ bỏ vào 5 triệu bao giờ chưa? Khi hai người ở bên cạnh chân thiên ích đang mở miệng cảm thán, lúc này chân thiên ích không khỏi nhìn về phía vương tử quân đang ngồi phía bên phải sầm vật gương. Hắn thấy vương tử quân đang nở nụ cười nhìn hai bên ký kết hợp đồng với nhau, gương mặt bình tĩnh bình thản. Chân thiên ích không phải là người ngu, chỉ sau nháy mắt đã hiểu được nhiều chuyện. Nhóm người lỗ đỉnh thành và vợ mình liên thủ lại với nhau, cũng đã lấy công ty quả mậu làm mồi nhử, bọn họ làm như vậy là vì cái gì? Không phải muốn Vương Tử Quân mất mặt sao? Hơn nữa còn là một tình huống mất mặt trước bao nhiêu người trong tỉnh Mật Đông. Vì thế mà người ta nhìn vào sẽ thấy diễn đàn đầu tư này chỉ là một trò cười, thế nhưng khi mưu đồ của bọn họ đang được thực hiện từng bước, Vương Tử Quân đã sớm làm xong kế sách đối ứng căn bản không thèm quan tâm đến đám người bọn họ đang nghĩ gì. chân thiên ích nghĩ như vậy mà không khỏi cảm thấy lạnh lẽo toàn thân. lúc này hắn đã hiểu rõ ý nghĩ của vương tử quân, mà trong mắt vương tử quân thì đám người lỗ đỉnh thành chỉ là một lũ cá chạch mà thôi. chỉ là những con cá chạch nhỏ nhặt. nếu như lỗ đỉnh thành là cá chạch thì chân thiên ích hắn sẽ bị người ta cho là gì? khi chân thiên ích đang thầm suy nghĩ như vậy thì những chàng vỗ tay vang lên như sấm ánh đèn lóe lên loang loáng làm cho người ta cảm thấy loa mắt. Trần Thiên Ích cảm nhận được sự chuyển biến hiện tại là quá dữ dội, ánh mắt không khỏi nhìn sang lỗ đỉnh thành, hắn thấy gương mặt của đối phương cũng cực kỳ khó coi. Sầm vật cương lên tiếng phát biểu xem như là dấu chấm kết thúc buổi khánh thành diễn đàn đầu tư cực kỳ viên mãn. Tiệc rượu sau đó càng thêm vui vẻ, nhóm người sầm vật cương, đường Trấn Huy và Lữ Chính Bình đứng bên nhau càng hấp dẫn ánh mắt mọi người. Vương Tử Quân cũng không muốn tranh chấp hào quang với hai người này, sau khi hắn cộng ly với vài vị lãnh đạo doanh nghiệp thì tìm một bàn tiệc ngồi xuống dùng cơm. Khi hắn lẳng lặng dùng cơm thì Lỗ Đỉnh Thành cầm theo một ly rượu đi đến bên cạnh. Bí Thư Vương, diễn đàn đầu tư lần này mở cửa cực kỳ đại các đại lợi, thật sự là đáng mừng, tôi mời Bí Thư Vương một ly. Lỗ Đỉnh Thành nở nụ cười cực kỳ chân thành giống như muốn cho Vương Tử Quân cảm nhận được sự nhiệt tình của mình vương tử quân cụng ly với lỗ đỉnh thành thế nhưng cũng không u ống cạn ly rượu của mình, chỉ nhấp một miếng rồi thôi, sau đó cười nói với lỗ đỉnh thành, giám đốc lỗ, tập đoàn đỉnh duyệt các anh cũng là doanh nghiệp có thực lực trong tỉnh, hy vọng các anh có thể đầu tư hợp tác với diễn đàn đầu tư. Điều này là nhất định rồi, lỗ đỉnh thành quan sát phản ứng của vương tử quân, thấy gương mặt của bí thư vương vẫn cực kỳ bình tĩnh bình thản, căn bản không khác gì trước đó. Hắn không tin Vương Tử Quân không biết có người động tay động chân vào sự kiện này, hắn đến mời rượu Vương Tử Quân là muốn xem người này có biết thủ đoạn của mình trong sự kiện này không. Nhưng ly rượu này của Lỗ Đỉnh thành rõ ràng là uống không công, Vương Tử Quân cực kỳ bình tĩnh bình thản không chút vui vẻ hay tức giận, điều này càng làm hắn khó chịu, đồng thời càng có thêm vài phần sợ hãi với Vương Tử Quân. Vương tử quân nâng ly lên với lỗ đỉnh thành rồi đi về phía đám người đến đây tham gia lễ khánh thành diễn đàn đầu tư. Hắn đi đến đâu thì người nơi đó đều nâng ly lên cao, gương mặt ai cũng như hoa mùa xuân. Khi mà tất cả phồn hoa đã qua thì bầu không khí bình thản lại, tiệc rượu kết thúc thì các vị khách quý top 5 top 3 rời khỏi khách sạn. Vương tử quân tiến chân nhóm sầm vật cương, hắn cũng không nhanh chóng rời đi, vì hắn là người phụ trách chủ yếu của diễn đàn đầu tư lần này, Hắn còn có nhiều chuyện cần xử lý. Bí thư Vương, khi Vương Tử Quân chuẩn bị đi theo mọi người về phòng họp, đúng lúc này Trương Tề bảo chợt xuất hiện rồi khẽ nói, "Chủ tịch Đường đang chờ anh." Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn chậm rãi đi đến phòng nghỉ ngơi của Đường Chấn Huy. Đường Trấn Huy cũng không phải đang nghỉ ngơi, lão nhàn nhã ngồi trên ghế salon xem TV, khi Vương Tử Quân đi vào thì cười nói, "Tử Quân, tôi thật sự đã đổ mồ hôi thay cho anh." Tại sao Đường Chấn Huy lại đổ mồ hôi thay cho mình? Vương Tử Quân hiểu rất rõ điều này, hắn ngồi xuống đối diện với Đường Chấn Huy rồi nói, "Cảm ơn chủ tịch đã quan tâm, thế nhưng đó chỉ là chút thủ đoạn nhỏ không đáng đưa ra mặt bàn, không là gì cả." Đường Chấn Huy cười cười nói, "Nếu anh không liệu được tiên cơ thì những thủ đoạn nhỏ này lại làm cho người ta cực kỳ chán ghét." Từ đầu đến cuối Vương Tử Quân luôn bày ra bộ dạng bí hiểm, gương mặt không chút biến đổi dù trong lòng vương tử quân nghĩ như thế nào thì sự tỉnh táo này cũng không khỏi làm cho đường chấn huy cực kỳ bội phục. Tử quân, mật đông có nguy hiểm rất lớn, có một số việc nhìn qua đơn giản thế nhưng bên trong có không ít chuyện, nhìn sự việc không nên quá chú trọng vẻ bề ngoài, quan trọng là phải thấy rõ bản chất. Đường chấn huy cũng không nói rõ đó là bản chất gì, thế nhưng vương tử quân hiểu đây là chủ tịch đang nhắc nhở mình. Hắn cười cười nói, chủ tịch công tác nhiều năm ở tỉnh Mật Đông, là người kinh nghiệm phong phú, sau này kính mong chủ tịch chỉ điểm nhiều hơn. Điều này là đương nhiên, giữa tôi và anh không cần quá khách khí như vậy. Đường Trấn Huy nói rồi nâng ly trà lên, uống trà thôi. Trường 1541 một tránh cũng không thể. Lữ chính mình ngồi đối diện với Vương Tử Quân, lúc này hắn nhìn gương mặt với nụ cười sáng lạn của Vương Tử Quân, thế là không khỏi cảm thấy cực kỳ cảm khái. Nhớ năm xưa khi hai bên mới tiếp xúc với nhau thì Vương Tử Quân chỉ là một vị chủ tịch thành phố, nhưng mới đó mà người này đã tiến lên vị trí tương lai vô hạn, đã làm cho người ta cực kỳ ngưỡng mộ. Vài ngày nữa bí thư vương này sẽ là một viên đại tướng có chiến công hiển hách nhất, chỉ sợ vị trí sẽ càng lúc càng lớn. Giám đốc Lữ, chúng ta đã lâu không gặp, vài năm qua tập đoàn huyền lục phát triển rất mạnh mẽ, tôi nghe nói các anh cũng đang đầu tư lớn phía tỉnh Sơn Nam. Vương Tử Quân mở tiệc chiêu đãi Lữ Chính Bình, dù là vì nguyên nhân đầu tư hay là vì mối quan hệ năm xưa thì hắn cũng phải tận tình chủ nhà với người này. Bí thư Vương, hiện tại tập đoàn Huyền Lục chúng tôi sở dĩ lấy được thành công lớn ở tỉnh Sơn Nam đều là nhờ sự quan tâm giúp đỡ của ngài. Nếu như không có những lời nói khai sáng của ngài năm xưa, chúng tôi sẽ không bao giờ nắm được kỳ ngộ, thế cho nên muốn nói lời cảm tạ cũng khó thể dùng câu nào nói cho rõ được. Ha 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 giám đốc lữ quá khách khí rồi, tập đoàn huyền lục các anh có thể nắm bắt được kỳ ngộ, có thể cho ra những quyết sách khách quan nắm chắc tình thế, điều này căn bản không có liên quan quá lớn đến tôi. Ngài chuyển vinh dự sang người tôi, chẳng phải đang ép tôi vào thế mua danh chuộc tiếng sao. Vương tử quân khoát tay áo rồi cười nói. Khi hai người trò chuyện với nhau thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Lữ Chính Bình nhan chóng đi ra mở cửa phòng, chợt thấy một cô gái mặc áo khoác xanh cực kỳ quyến rũ đi vào. Nếu như là người thường xem TV sẽ phát hiện người phụ nữ xinh đẹp quyến rũ này là một nữ nhân vật chính của bộ phim truyền hình đang được đón xem, có không biết bao nhiêu thanh niên nam nữ mong chờ nàng xuất hiện. Đang tiếc bây giờ Vương Tử Quân có quá ít thời gian, thế nên xem TV chủ yếu là chương trình thời sự và tài chính, căn bản chưa từng xem qua những chương trình đại chúng kia bao giờ. Bí thư Vương, đây là Tần Na, là bạn của tôi, là một diễn viên, cũng là nữ diễn viên chính của bộ phim đang được mọi người đón xem vào lúc này. Khi Tần Na đi đến thì Lữ Chính Bình dùng giọng vui vẻ nói. Tần Na đi đến gần Vương Tử Quân, nàng căn bản đã có chuẩn bị với sự kiện gặp mặt lần này, thế nhưng khi nhìn thấy Vương Tử Quân với độ tuổi tương tự như mình thì không khỏi kinh hoàng. Nàng là một người phụ nữ phát triển mạnh mẽ trong giới giải trí, nàng căn bản biết rõ lần này Lữ Chính Bình đồng ý cho mình một căn nhà mặc dù không nói rõ mục đích thế nhưng mọi thứ lại quá rõ ràng rồi. Tần Na cảm thấy một người có thể làm cho giám đốc lữ hao tổn tâm tư để nịnh nọt thì nhất định phải là một ai đó rất giỏi, không ngờ đối phương lại đang còn trẻ như vậy. Nàng căn bản không quá quan tâm đến phương diện chính trị, thế nên cũng không biết Phương Tử Quân là ai. Phương Tử Quân nhìn người phụ nữ được xưng tụng là cực kỳ xinh đẹp này mà hai hàng chân mày không khỏi dựng lên, nhưng sau đó hắn mỉm cười bắt chuyện với Tần Na, ánh mắt vẫn đặt lên người của Lữ Chính Bình. Tần Na cực kỳ tự tin vào sức quyến rũ của mình, không nói đến phương diện đối phương còn trẻ, cho dù là người có tuổi nhìn thấy nàng cũng không dịch chuyển ánh mắt. Đồng thời nàng căn bản có thể cảm nhận được sự biến đổi ánh mắt của đám đàn ông đối diện với mình. Lúc này người đàn ông kia tỏ ra cực kỳ bình thản, điều này làm cho Tần Na cảm thấy không muốn, làm cho nàng cảm thấy cực kỳ hờn dỗi nàng rất muốn làm cho người đàn ông kia nhìn vào sự hiện hữu của mình. Bí thư vương, tôi mời ngài một ly. Tần na cởi áo khoác, nàng khôn khéo đi đến trước mặt vương tử quân, lại cúi xuống rót rượu cho vương tử quân. Mỹ nữ ăn mặc rất thiếu vải, lại mặc áo chế ngực, lúc này vừa cúi xuống thì bộ ngực giống như nhảy ra dán lên mặt vương tử quân. Tần na có bộ ngực đẹp, cực kỳ no đủ, da trắng mịn màng, Vương Tử Quân cảm thấy nó giống như hai quả đào tiên làm cho người ta thèm thuồng chảy nước miếng. Hắn không nhịn được có chút kinh hoảng, hắn cúi đầu xuống nốt thuốc, ánh mắt tiến hành ăn liên hoan. Lữ Chính Bình thấy Tần Na chủ động mời rượu thì trong lòng thầm mắng người này quá khôn khéo, khi hai bên trò chuyện với nhau thì cô nàng còn cố gắng khước từ, bây giờ thì tốt rồi, bản lĩnh hồ ly đã hiện rõ nguyên hình. Lữ Chính Bình nhìn gương mặt xinh đẹp quyến rũ của Tần Na, tâm tình của hắn cũng có chút chuyển biến, hắn không khỏi có chút ê ẩm ghen ghét, nhưng ngoài miệng vẫn cười nói với vương tử quân, bí thư vương, tiểu na rất ít khi uống rượu, bây giờ cô ấy chủ động mời ngài một ly, ngài cũng không nên không nể mặt được. Lữ chính mình nói đến đây thì quay sang nói với tần na, tiểu na, cô có thể mời rượu bí thư vương, thế nhưng cô nhất định phải hiểu quy củ mời rượu chính là người mời phải uống trước, nếu không thì không thể mời rượu được giám đốc lữ luôn ức hiếp người khác, biết rõ tử lượng của người ta không được tốt mà vẫn cố gắng như thế. Phụ nữ đẹp luôn biết cách chiếm tiện nghi, lúc này lời nói của Tần Na càng làm cho người ta cảm thấy mơ màng, lữ chính mình nghe thấy như vậy cũng không khỏi sinh ra cảm giác xúc động. Tử lượng kém nhưng nếu đã mời người khác uống thì không uống không được. Lữ chính mình nói làm cho Tần Na phải nâng ly rượu lên, khi nàng dùng ánh mắt tràn đầy quyến rũ nhìn Vương Tử Quân, lúc này vương tử quân lại cười nói giám đốc lữ cũng đừng làm khó tần tiểu thư hai người chúng ta cũng một ly tần tiểu thư thích uống bao nhiêu cũng được dựa theo những gì mà tần na hiểu về lữ chính mình những lời đề nghị khác biệt này đều bị đẩy đi thế nên lúc này nàng nhanh chóng nhấc ly rượu của mình lên nhưng không ngờ là lữ chính mình lại căn bản không từ chối lời đề nghị của vương tử quân hắn nâng ly rượu lên nói vậy thì nghe theo chỉ thị của bí thư vương Tần Na thật sự là vưu vật hiếm có, không những đẹp đẽ, thân hình bốc lửa, ăn nói lại cực kỳ có chừng mực, lại nắm rõ tâm tư của đàn ông. Tuy Lữ Chính mình và Vương Tử Quân chỉ nói những chuyện không liên quan, thế nhưng vì có nàng mà bầu không khí trên bàn cơm càng ngày càng tốt hơn. Mọi người ăn cơm hơn một giờ, trong khoảng thời gian này Tần Na chủ yếu là người tiếp khách, thế nhưng ánh mắt của nàng lại cực kỳ hiếu kỳ với Vương Tử Quân. Nhìn từ cuộc trò chuyện thì nàng thấy lần này Vương Tử Quân là người làm chủ, thái độ của Lữ Chính Bình cũng cực kỳ nịnh nọt. "Anh Lữ, ngày mai tôi cũng không có thời gian đi với anh, như thế này nhé, tôi sẽ cho hiểu Bạch đi với anh, để anh tham thú cảnh đẹp của tỉnh Mật Đông chúng tôi." Vương Tử Quân đứng lên rồi nói với Lữ Chính Bình. Lữ Chính Bình nở nụ cười đứng lên theo nói, "Bí thư Vương, chuyện của tôi thì ngài không cần quan tâm, có chuyện gì tôi sẽ liên hệ với ngài." Tần Na cầm lấy áo khoác của mình lên rồi chú ý chỉ Vương Tử Quân đi ra ngoài. Thế nhưng trong lòng lại cực kỳ không muốn. Loại cảm giác này chưa từng phát sinh trên người nàng. Bí thư Vương uống rượu xong có nên đi tắm nước nóng không? Khách sạn này có dịch vụ tắm nước nóng rất tốt. Nghe nói nước là từ suối nước nóng từ dưới lòng đất. Lữ Chính Bình nói rồi nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn. Lúc này gương mặt Tần Na lại có hơi đỏ hồng. Nàng hiểu rõ ý nghĩ của Lữ Chính Bình là gì chương 1541, hai tránh cũng không thể. Vương tử quân nhìn Tần Na đang đứng cách không xa mình và Lữ Chính Bình, hắn nào không rõ ý nghĩ của Lữ Chính Bình. Nếu đi tắm nước nóng mà lại có một mỹ nữ cực kỳ quyến rũ ở bên cạnh, như vậy dù là người đàn ông nào cũng cực kỳ khó khống chế, điều này cũng rất khó tiếp thường ủy vương tử quân tất nhiên sẽ không chơi trò này. Hắn nhăn mày rồi nói, giám đốc Lữ, trước đó chúng ta cũng không nói về việc này. Tần Na nhìn vương tử quân rời đi và nhìn vẻ mặt có chút thất lạc của Lữ Chính Bình, nàng ăn bản không hiểu cảm giác hiện tại trong lòng mình là gì. Nàng nhìn về phía vương tử quân, sau đó do dự một chút rồi nói, giám đốc Lữ, anh ta là ai vậy? Điều này cô không cần phải xen vào. Lúc này cảm xúc của Lữ Chính Bình có vẻ hơi kém, hắn phất phất tay nói, cô đi về đi, thứ tôi đã đồng ý cho cô sẽ không thiếu, Tần Na nhìn bộ dạng của Lữ Chính Bình mà nghi vấn trong lòng càng thêm mạnh mẽ, sau đó nàng lại cảm thấy cực kỳ hiếu kỳ về người đàn ông với bộ dạng lạnh lùng kia. Người này cũng thật là không thèm nể mặt ngài, đúng là không biết trời cao đất rộng. Khi Tần Na chuẩn bị nói ra những lời châm ngòi ly gián thì Lữ Chính Bình đã dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nàng, "Trước mặt tôi không nên chơi trò thông minh vặt thế này, đồng thời sau này cô cũng nên quên đi chuyện hôm nay." Tần Na lắc mông xoay người rời đi, Lữ Chính Bình nhìn cặp mông lớn của nàng mà chợt cảm thấy quyền lực giống như cái mông phụ nữ, dù có trắng bóng mê người thế nào thì bên trong cũng chỉ là cứt. Thế nhưng điều làm cho mọi người cảm thấy khó hiểu chính là ai cũng coi cứt này như vàng thỏi, khi đến đối diện với những người cầm quyền cao thì luôn tỏ ra nịnh bợ, cực kỳ mong muốn được tiếp cận. Vương Tử Quân cũng không lập tức về nhà. Hắn đi vào trong phòng họp nhỏ mà hôm nay mình với sầm vật gương và đường trấn huy đến nghỉ ngơi, lúc này bên trong phòng có đám người Lý Bạch Vũ và Trương Tề Bảo đang chờ. Khi Vương Tử Quân đi vào thì Lý Bạch Vũ đứng lên nói: "Bí thư Vương, lần này tôi không làm tốt công tác của mình, nếu không phải là ngài nhìn xa trông rộng, việc này thiếu chút nữa bị tôi làm tổn hại trầm trọng." Người ngoài nhìn vào thì thấy Lý Bạch Vũ hôm nay công tác cả ngày, gương mặt vui vẻ Thế nhưng bản thân hắn lại giống như đứng đống lửa ngồi đống than, cực kỳ sợ hãi. Vì sự kiện công ty quả mẫu ngang nhiên chấm dứt hợp tác cực kỳ đáng sợ, vì sau đó diễn đàn đầu tư sẽ là trò cười trong mắt mọi người. Lý Bạch Vũ là người chịu trách nhiệm chủ yếu về diễn đàn đầu tư, chỉ sợ tương lai sau này càng thêm xa vời. Đáng sợ hơn chính là cảm thấy xấu hổ không phải là bản thân hắn, còn có cả bí thư Vương đây chính là cơ hội biểu hiện hình tượng của bí thư vương sau khi đến mật đông. Lúc này ở mật đông có không biết bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm vào bí thư vương. Bạch Phú, mặc dù công tác chuẩn bị có chút vấn đề, thế nhưng đó không phải là vì anh, anh không cần tự tạo nên áp lực lớn cho mình. Vương tử quân tiếp nhận ly trà từ trong tay của Triệu Hiểu Bạch, sau đó hắn khoát tay với Triệu Hiểu Bạch, công ty quả mậu là công ty quả mậu, công tác chuẩn bị là của chúng ta, Tôi nghĩ rằng chúng ta không nên đặt nặng tâm tư lên những sự việc đã diễn ra. Bây giờ diễn đàn đầu tư đã tạo nên một cơ sở mở đầu rất tốt, tôi hy vọng sau này mọi người có thể cùng nhau cố gắng, làm tốt công tác kêu gọi đầu tư, cho ra nhiều thành tích chào đón hội nghị kinh tế toàn tỉnh. Lý Bạch Vũ nghe những lời trấn an của Vương Tử Quân mà không khỏi cảm thấy trong lòng ấm áp, gương mặt đỏ bừng lên, "Bí thư Vương, ngài cứ yên tâm." Tôi nhất định sẽ cố gắng công tác, tuyệt đối không làm ngài thất vọng. Như vậy mới được, xem như ngày hôm nay chúng ta đã khai trương diễn đàn đầu tư, còn sau này chúng ta có thực hiện được mục đích hay không chỉ có thể nói dựa theo thành tích đạt được, nhưng như thế thì chúng ta mới có thể đứng vững, mở miệng mới có chất lượng. Sau khi khuyến khích mọi người vài câu thì Vương Tử Quân để cho Lý Bạch Vũ đi chúc mừng các nhân viên công tác tham gia vào sự kiện hôm nay, còn hắn và Trương Tề Bảo đi đến phòng họp hắn nghe Trương Tề Bảo báo cáo về công ty quả mậu. Chủ tịch cố, tôi không làm tốt sự kiện vừa rồi. Lỗ Đình Thành ngồi đối diện với chủ tịch cố tác viêm rồi khẽ lên tiếng kiểm điểm bản thân. Cố tác viêm lạnh nhạt hút thuốc, ngay sau đó hắn lên tiếng cười nói, giám đốc lỗ, chuyện này anh không nên tự trách mình, sự việc thành công thì vui vẻ, không thành thì cũng không ai làm gì chúng ta được, thế nên cũng không nên trách người khác. Lỗ Đình Thành gật đầu, hắn nhìn gương mặt bình tĩnh của cố tắc viêm trong đầu thầm suy xét xem rốt cuộc đối phương có bình tĩnh như những biểu hiện bên ngoài hay không căn cứ vào kinh nghiệm hai bên liên hệ với nhau hắn cảm thấy lúc này chủ tịch cố cũng không được nhẹ nhàng thoải mái như những biểu hiện bên ngoài chủ tịch cố giám đốc lý của công ty quả mẫu bây giờ rất sợ hãi anh ấy đã đắc tội với bí thư vương chỉ sợ sẽ bị bí thư vương ra tay đối phó lỗ đỉnh thành trầm ngâm dây lát rồi khẽ nói với cố tắc viêm hai mắt cố tác viêm khẽ híp lại hắn trầm ngâm dây lát rồi mới cười nói việc làm ăn hợp tác thì cần chú trọng phương diện tình nguyện đầu tư vào phải chú trọng hoàn cảnh đầu tư bọn họ có sai chỗ nào sao lỗ đỉnh thành thấy cố tác viêm nói lời mập mờ như vậy thì cũng không chút thoải mái công ty quả mậu dám chơi trò phản gián như vậy quan trọng nhất không phải là vì có sự giúp đỡ của cố tác viêm anh sao không ngờ bây giờ người ta đã làm xong thế nhưng anh lại chạy trốn nhanh như thỏ mặc dù anh nói lời rất êm tai thế nhưng nghe vào tai người khác lại có hiểm nghi từ chối không quan tâm. Nhưng dù lỗ đỉnh thành có không thoải mái thì cũng phải nhịn. Sự việc này phát sinh giữa thượng cấp và hạ cấp, đặc biệt là thủ trưởng nắm trong tay quyền sát sinh, dù anh biết mình bị đùa giỡn thế nhưng cũng khó thể tránh đi đâu được, muốn tránh cũng không xong, đành phải để mặc cho số phận, kiên trì đón tiếp. Lỗ đỉnh thành trầm ngâm dây lát rồi nói, chủ tịch cố, anh Lý của công ty quả mậu đã không thể ngủ yên, tôi đã truyền đạt chỉ thị của ngài với anh ấy, tôi tin tưởng anh ấy sẽ yên ổn hơn. Anh Lỗ, với quan hệ của chúng ta nhiều năm qua, anh còn không tin những gì tôi nói sao? Cô Tắc Viêm nhìn Lỗ Đỉnh Thành rồi cười cười nói, sau đó lại tỏ ra có chút tự đắc, Bí Thư Vương là người rộng rãi sảng khoái, có nhiều toan tính. Vì sao vào thời điểm mấu chốt lại vì một chút chuyện nhỏ mà làm ảnh hưởng đến thanh danh của mình? Anh cứ yên tâm đi. Vẻ mặt lỗ đỉnh thành khẽ biến đổi, chỉ sau nháy mắt đã hiểu ý nghĩ của cố tắc phiêm. Câu nói có nhiều toan tính là vì vương tử quân muốn tiến lên vị trí chủ tịch tỉnh, nếu bây giờ tính toán chi ly với những tiểu nhân vật sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của mình. Lỗ đỉnh thành suy xét giây lát, hắn cảm thấy lời nói của cố tắc phiêm rất có lý. Hắn thầm có vài phần kính nể cố tắc phiêm, ngoài miệng lại cười nói, chủ tịch cố, nói chuyện với ngài làm tôi cảm thấy trước mặt tươi sáng hơn nhiều. Cố tác viêm cũng không tỏ ý kiến với câu nịnh hót của lỗ đỉnh thành, hắn chỉ nâng ly trà lên uống một ngụm. chương 1542, không bỏ ra tiền mà lại kiếm được tiền. Vương tử quân cũng đang uống trà giống như cố tác viêm, thế nhưng bây giờ hắn chỉ uống trà một mình, không có ai làm bạn, trên mặt bàn chính là tư liệu về công ty Quả Mậu. Quả Mậu là một công ty đầu tư tài chính quan trọng của tỉnh Mật Đông, nguồn tài chính của nó xuất phát từ các cổ đông, Thế nhưng khi công ty liên tục phát triển, bọn họ dùng phương thức góp vốn ngân hàng theo kiểu phi pháp để tìm được những nguồn lợi tức rồi giàu khác. Thế nhưng phương pháp bọn họ áp dụng căn bản rất việt diệu, lại có người tuyến trên giúp đỡ, thế cho nên cực kỳ kín kẽ, không có khe hở. Vương Tử Quân cầm lấy tài liệu mà Trương Tề bảo chuẩn bị cho mình, hắn cao mày. Hắn làm người chủ quản tài chính tỉnh mật đông không phải ngày một ngày hai, hắn biết những nguy hại từ phương pháp góp vốn phi pháp kia theo những gì mà tài liệu này phản ánh thì vương tử quân hoàn toàn có thể cho người đi trực tiếp điều tra. Sợ ném chuột vỡ bình sao? Lúc này công ty quả mậu đã cố ý dở trò trong lễ khánh thành diễn đàn đầu tư, nếu như mình lập tức cho người đi điều tra về công ty này, chỉ sợ có nhiều người nói mình báo tư thù, hơn nữa còn là loại người có thù tất báo. Điều này ảnh hưởng không tốt đến thanh danh của hắn. Vương tử quân xoa xoa đầu, thầm nghĩ sự việc như thế này thì khó khăn nhất chính là mở ra cục diện. Nếu sự kiện này xảy ra ở Nam Giang, hắn cũng không cần lên tiếng, bên dưới sẽ có người động tay. Tuy nhiều người biết rằng đó là ý của mình, thế nhưng hắn không phải là người ra tay. Lúc này ở mật đông đám người chung quanh đa số đang đứng nhìn, cũng không có ai chịu suất lực vì sự kiện này. Lúc này biện pháp tốt nhất là nhịn một chút, cứ để yên nơi đó chờ mình ổn định lại vị trí rồi nói sau chính trị không phải là nhu nhược, đặc biệt là với người ở cấp độ như vương tử quân. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong phòng, vương tử quân đi ra cửa nhìn qua, thấy chủ tịch lôi hợp tuấn của thành phố Đồng Lục đang đứng trước cửa. Lôi hợp tuấn lúc này gõ cửa nhà mình, rõ ràng đã xác định được mình có ở nhà. Vương tử quân trầm ngâm dây lát rồi mở cửa ra. Bí thư vương, hôm nay tôi đến thăm mẹ, nghe nói ngài ở ngay bên cạnh, thế là đi đến gõ cửa, không ngờ lại may mắn như vậy, ngài lại có ở nhà. Lôi hợp tuấn nhìn thấy vương tử quân thì lập tức cười nói. Vương tử quân biết rõ lời nói của lôi hợp tuấn chỉ là một cái cớ, thế nhưng hắn hiểu mà cũng không vạch trần đối phương. Hắn là người lăn lộn từ cơ sở lên trên, hắn biết rõ người ta cũng có nhiều điểm khó xử, thế là mời lôi hợp tuấn đi vào ngồi xuống rồi cười nói, chủ tịch hợp tuấn, mẹ của anh ở nơi đây sao? biết đâu tôi đã từng gặp mặt bác gái rồi anh cứ nói với bác gái có chuyện gì có thể tìm tôi tôi ở gần bên cạnh có thể quan tâm giúp đỡ một chút lôi hợp tuấn tất nhiên không dám làm phiền một vị phó bí thư tỉnh ủy quan tâm đến mẹ mình thế nhưng hắn lại tỏ ra cực kỳ cảm động sau đó gật đầu nói cảm ơn bí thư vương lôi hợp tuấn nói rồi thấy vương tử quân định châm trà cho mình hắn vội vàng đứng lên giúp vương tử quân rót trà sau khi nói hai câu buôn chuyện thì lôi hợp tuấn dùng giọng thăm dò nói, bí thư vương, căn hộ của ngài căn bản không quá thuận tiện, mỗi ngày ngài đều công tác bận rộn, nhất định phải có người chăm lo cho cuộc sống của ngài mới được. Lôi hợp tuấn nói những điều này có ý nghĩa vô cùng rõ ràng, vương tử quân cũng không nói lời nào, hắn chỉ dùng ánh mắt nhàn nhạt nhìn lôi hợp tuấn. Lúc này lôi hợp tuấn cảm thấy trái tim mình đập mạnh lên dưới ánh mắt của vương tử quân. Khi lôi hợp tuấn không biết nên nói như thế nào thì chợt nghe vương tử quân cười nói, tôi ở một mình đã quen rồi, hơn nữa hai tháng sau tiểu bắc sẽ chuyển đến, cô ấy thích tự mình thu dọn việc nhà, thế nên cũng không cần thiết có người giúp việc. Thành phố Đồng Lục căn bản là khá tốt, tuy phương diện kinh tế không đứng đầu tỉnh thế nhưng tốc độ tăng trưởng cũng rất nhanh. Vài ngày trước vương tử quân đã đi đến thành phố Đồng Lục, hắn cũng có không ít ấn tượng với thành phố này, bây giờ nghe lôi hợp tuấn báo cáo thì có vài ý nghĩ càng thêm rõ ràng bí thư vương thành phố đồng lục chúng tôi cũng có hạng mục xây dựng nhà thi đấu trung tâm bây giờ đang đẩy nhanh tiến độ tuy chúng tôi có khó khăn ở phương diện tài chính thế nhưng chúng tôi có thể đảm bảo với ngài sẽ tuyệt đối xây dựng xong hạng mục này vào đúng thời gian quy định lôi hợp tuấn biết rõ vương tử quân là lãnh đạo đứng đầu tổ giám sát tiến độ công trình cho đại hội thể dục thể thao tuy đã có diễn đàn đầu tư thế nhưng nếu phía địa phương có thể làm tốt công tác, như vậy không khác nào giảm đi áp lực cho vương tử quân. Tài chính các cấp cũng không phải dư giả, lúc này lôi hợp tuấn có thể tỏ thái độ như vậy với vương tử quân, tất nhiên là đang tỏ thái độ của chính mình. Vương tử quân gật đầu nói, tôi đã đến xem nhà thi đấu trung tâm của thành phố Đồng Lục, vị trí của nó cũng không tệ, thế nhưng hoàn cảnh bốn phía có chút chật trội hỗn loạn, Lôi hợp tuấn nghe ý kiến của vương tử quân ở sự kiện này càng cảm thấy mình đến đây một chuyến là có giá trị, nhưng dù thế nào thì đây cũng là một cơ hội cho hắn tiếp cận vương tử quân. Khi mà toàn dân chú trọng luyện tập thể dục thể thao và nhiều người nghỉ ngơi cần rèn luyện sức khỏe thì sân vận động trung tâm có thể thực hiện phương pháp kinh doanh thương nghiệp. Các anh có thể lợi dụng lưu lượng người lớn ở khu trung tâm để biến nó thành một trung tâm kinh tế của thành phố. Lưu lượng người chính là nguồn tài nguyên rất lớn. Vương tử quân nói đến đây thì nâng ly trà lên uống một ngục, biến nó thành trung tâm thương nghiệp đầu tư thì càng dễ dàng hơn. Lôi hợp tuấn là chủ tịch thành phố nhiều năm, hắn căn bản không xa lạ gì các phương diện phát triển kinh tế. Trước kia hắn không ngờ, thế nhưng bây giờ sau khi vương tử quân lên tiếng thì hắn giống như tỉnh dậy trong giấc mộng, chỉ sau nháy mắt đã hiểu giá trị của nhà thi đấu mà chính mình nghĩ rằng đó chỉ là ném tiền kiếm được chút vinh dự. Nếu như hắn làm tốt, biết đâu chẳng phải dùng tiền của mình để xây dựng nhà thi đấu trung tâm. Chỉ cần có sự vận tác của chính quyền, như vậy không phải sẽ là vừa không bỏ ra xu nào vừa phát tài hay không. Điều này làm cho lôi hợp Tuấn cảm thấy rất khẩn cấp, hơn nữa tất cả những vấn đề khó khăn tương quan sẽ được giải quyết. Vô tình lôi hợp Tuấn ngoài cảm thấy cực kỳ bội phục Vương Tử Quân vừa cảm thấy rất vui mừng, hắn nhanh chóng nói, bí thư Vương, nếu không phải vừa rồi ngài chỉ điểm thì tôi đang cưỡi lừa mà lại cố gắng đi tìm lừa, ngồi trên núi vàng lại phải đi xin cơm. Lúc này tôi sẽ cho người làm tốt công tác kết hợp nhà thi đấu trung tâm với khu thương nghiệp phức hợp để kêu gọi đầu tư, như vậy cũng kính nhờ diễn đàn đầu tư của ngài trên tỉnh quan tâm một chút. Vương Tử Quân cười cười nói, cung cấp và phục vụ cho các thành phố trong tỉnh chính là nhiệm vụ và trách nhiệm của diễn đàn đầu tư, anh cần gì phải kính nhờ hay không? anh cứ trực tiếp đi tìm Lý Bạch Vũ, để anh ấy ra tay giúp đỡ là được. Có câu chi kỷ gặp nhau thì ngàn ly cũng thiếu, lôi hợp tuấn cùng Vương Tử Quân nói chuyện đến khá nhiều chủ đề, bản thân hắn lại rất có trình độ, thế cho nên hai bên trò chuyện với nhau mà sinh ra cảm giác không ngưu mà hợp. Khi đồng hồ chỉ vào con số 9 giờ, lôi hợp tuấn biết mình nên cáo từ. Trước khi đi hắn có chút do so dự, bí thư vương, gần đây tôi nghe bên dưới có vài lời đồn đãi, không biết có nên nói ra hay không. Có vấn đề gì thì anh cứ nói. Vương tử quân có chút trầm ngâm, hắn cũng muốn xem những tin đồn mà lôi hợp tuấn nhắc đến có nội dung thế nào, thế nhưng hắn không ngăn cản lôi hợp tuấn. Bí thư vương, gần đây tôi nghe không ít người nói bí thư vi đã khổ cực nhiều năm cho tỉnh của chúng ta, cuối cùng còn phải đứng sang bên cạnh, thật sự là có chút. Lôi hợp tuấn nói đến đây thì đưa mắt nhìn vương tử quân. Vương tử quân khoát tay áo nói, điều này nói rõ bí thư vi có uy tín và cơ sở cao trong cán bộ quần chúng tỉnh mật đông lôi hợp tuấn nhìn động tác khoát tay của vương tử quân hắn hiểu bí thư vương đã không ú uốn mình nói thêm hắn vội vàng ngậm miệng hắn tin tưởng bí thư vương nghe và hiểu ý nghĩa lời nói của mình sau khi tiến chân lôi hợp tuấn ra ngoài cửa thì trên mặt vương tử quân xuất hiện nụ cười nhàn nhạt, nhạt hắn cầm tư liệu trên mặt bàn rồi đi vào trong phòng chương 1543, một không cản được người khác định nọt mình. Đây là lần đầu tiên vương tử quân đến nhà kim chính thiện, cấp bậc của những người như bọn họ căn bản không thích hợp đến nhà nhau, thế nhưng sau khi nhận rất nhiều lời mời từ kim chính thiện, hắn vẫn phải xuất hiện trước cửa nhà kim chính thiện đúng giờ hẹn. Vương tử quân còn chưa kịp gõ cửa thì cửa đã mở ra, kim chính thiện nhìn vương tử quân sách theo thứ gì đó trên tay, thế là nở nụ cười nói, bí thư vương, tôi còn định mời ngài dùng cơm, thế nào? Ngài còn đưa thức ăn đến nữa sao? Vương tử quân căn bản rất thích những câu nói này của Kim Chính Thiện, hắn cười cười nói, nếu anh mời tôi ra ngoài dùng cơm thì tôi cũng không khách khí, thế nhưng anh mời tôi dùng cơm trong nhà, tôi cũng không muốn làm phiền chị nhà. Bí thư vương, bà nhà tôi đang bận rộn, mời anh vào, mời vào. Kim Chính Thiện nói rồi trực tiếp cầm lấy túi vương tử quân đang sách trên tay, sau đó nghênh đón vương tử quân vào nhà triệu hiểu bạch đang thu dọn vài thứ trong phòng khách hắn thấy vương tử quân và kim chính thiện đi vào thì cung kính chào hỏi chào bí thư vương chào cậu hiểu bạch vương tử quân lên tiếng rồi nói với kim chính thiện hiểu bạch khá tốt làm người trung hậu cẩn thận là một mầm mống tốt vương tử quân nói lời khích lệ làm cho triệu hiểu bạch cúi đầu kim chính thiện nhìn triệu hiểu bạch cúi đầu mà trong lòng không khỏi lóe lên cảm giác khác thường Tuy hắn biết rõ vương tử quân lớn hơn triệu hiểu bạch 7-8 tuổi, thế nhưng lúc này hai người đứng chung một chỗ thì nhìn vương tử quân còn trẻ hơn cả triệu hiểu bạch. Nếu như là người không biết thân phận giữa hai người, chỉ sợ nghe câu khích lệ của vương tử quân sẽ sinh ra cảm giác quái dị. Bí thư vương, hiểu bạch căn bản không lanh trí, sau này cần ngài bồi dưỡng nhiều hơn. Kim chính thiện nói lời thật lòng, triệu hiểu bạch căn bản có chút khiếm khuyết ở phương diện nhạy bén. Vương tử quân cười cười ngồi xuống ghế sa lông rồi nói, những người được phó thác chuyện đại sự đều phải giống như Hiểu Bạch đây. Tuy vương tử quân cũng không giải thích cho Triệu Hiểu Bạch, thế nhưng Kim Chính Thiện là dưỡng của Triệu Hiểu Bạch, hắn lại cảm thấy rất vui mừng. Khi hai người vương tử quân và Kim Chính Thiện đang trò chuyện với nhau thì dì hai của Triệu Hiểu Bạch đi ra, nàng khách khí nói vài lời với vương tử quân, tất nhiên nội dung chủ yếu đều liên quan đến Triệu Hiểu Bạch. Kinh điển nhất chính là một câu thế này, tiểu tử này có gì không đúng thì kính mong bí thư vương cứ dạy bảo cho tốt, không nghe thì đánh cho nó một trận. Có lẽ vì không chịu được bầu không khí khi có mặt vương tử quân, thế nên triệu hiểu bạch đi theo gì hai nấu cơm. Trong phòng khách chỉ còn lại vương tử quân và kim chính thiện, lúc này kim chính thiện chợt nói có nên cho công ty quả mậu một bài học không? Vương tử quân không nghi ngờ năng lực của kim chính thiện, người này là bí thư thị ủy rừng mật, hắn có quyền lợi và năng lực như thế. Để Kim Chính Thiện ra tay thì căn bản cũng không phải một chuyện xấu, thế nhưng Vương Tử Quân đã có tính toán của mình. Hơn nữa nếu để lộ ra tâm cơ của mình thì ít nhiều cũng bị người ta nắm lấy đằng chui, thế nên hắn chỉ cười nói, có một câu nói thế này, nếu không để tôi lưu danh trăm năm, xin cho tôi để lại tiếng xấu muôn đời. Có nghĩ là nếu như một xí nghiệp rơi vào đầu sóng ngọn gió của dư luận thì cũng không phải là một việc xấu, nhìn từ góc độ nào đó thì căn bản sẽ quảng cáo tên tuổi của bọn họ, sẽ làm cho họ có được lực ảnh hưởng nhất định. Bí thư Kim, nếu cứ bới lông tìm vết với bọn họ, như vậy chỉ sợ sẽ đưa ra hiệu quả bọn họ mong muốn. Thế nên chúng ta cũng đừng nên quan tâm, nếu cứ tiếp tục tạo nghiệt sẽ lãnh lấy hậu quả. Lý Đức Khúc là một cái tên nghe qua rất khác biệt, rất nhiều người khi nhìn thấy người đứng đầu công ty quả mậu là Lý Đức Khúc thì không khỏi nói vài ba câu vui đùa, tán thưởng cái tên của hắn. Lý Đức Khốc thật sự có chút đắc ý vì điều này, thế nhưng thực tế thì trước đó Lý Đức Khốc cũng không phải có tên là Lý Đức Khốc, trước khi chưa phát đạt thì tên của hắn là Lý Đắc Khổ. Khi hắn đang cố gắng tìm cơ hội phát triển cho mình, hắn chưa từng nghĩ rằng cái tên của mình có gì là không đúng, thế nhưng sau khi phát đạt thành danh thì hắn lại đổi tên thành Lý Đức Khốc. Lý Đức Khốc vốn chỉ muốn sửa tên cho dễ nghe, thế nhưng đáng tiếc là cái tên này được nhiều người biết, nếu như hắn tùy tiện bỏ đi như vậy sẽ làm cho người ta chê cười. Cuối cùng hắn mới áp dụng phương án đổi tên hơi giống tên cũ một chút, từ Lý Đắc Khổ thành Lý Đức Khốc. Trong mắt nhiều người thì Lý Đức Khốc chính là một truyền kỳ làm giàu, năm xưa sau khi nghỉ việc trong nhà máy thì hắn biến thành một nhân vật có cấp bậc cao, chuyển biến này chỉ xảy ra trong thời gian 10 năm. 10 năm đó Lý Đức Khốc căn bản mạnh vì gạo bạo vì tiền kết hợp với ánh mắt độc đáo của mình để kiếm được không ít lợi ích. Điều quan trọng nhất với hắn là đầu tư, hơn nữa là đầu tư ở phương diện chính trị. Cách đầu tư này có nguy hiểm rất lớn, thế nhưng lợi ích cũng rất lớn. Những ngày qua tâm tình của Lý Đức Khốc không được tốt cho lắm, vì hắn cảm thấy một phương diện đầu tư của mình vừa thất bại thảm hại. Nhưng thất bại cũng không là gì, chỉ sợ sẽ bị kẻ địch phản kích mạnh mẽ. Tuy Lý Đức Khốc thầm hiểu sự tồn tại của mình không là gì với đối phương, Thế nhưng nếu như ngày nào đó người ta vui vẻ muốn tìm chuyện của mình, như vậy giống như bóp chết một con kiến mà thôi. Nhưng hôm nay trong mắt mọi người thì Lý Đức Khốc vẫn tỏ ra vui vẻ như trước, mặt mũi tỏa sáng. Khi hắn đi vào trong công ty, hai nữ nhân viên tiếp tân phụ trách công tác đón tiếp khách lại xì xào bàn tán vài điều với nhau mà không phát hiện ra hắn. Khi hai người nhân viên này nhìn lên thấy Lý Đức Khốc thì trái tim giống như muốn vọt ra ngoài khi hai cô nàng nhân viên đang chờ cơn thịnh nộ từ giám đốc chợt thấy lý đức khóc nở nụ cười đi đến nói hai cô đang dở trò quỷ gì vậy khi làm việc còn tán gẫu vui vẻ với nhau chỉ sợ bị trộm viếng thăm cũng không biết sau này không được tiếp tục như vậy nữa nếu để cho tôi bắt gặp một lần nữa tôi sẽ giữ lại tiền lương tháng của hai cô hai cô nhân viên tiếp tân thấy lý đức khóc đi vào trong thang máy mà không khỏi sợ ngây người hai nàng đưa mắt nhìn nhau đều nhìn thấy vẻ khiếp sợ trong mắt đối phương. Lúc này bọn họ chỉ có một ý nghĩ, đó chính là hôm nay giám đốc Lý uống nhầm thuốc sao. Hai ngày trước một nhân viên luôn tìm được niềm vui của giám đốc Lý vì nói chuyện có hơi lớn mà bị giám đốc Lý mắng ngập đầu, nói miệng anh sao giống như bao thuốc nổ như vậy. Lời nói của giám đốc Lý khi đó như sấm sét căn bản làm cho người ta cảm thấy điếc cả tai chương 1543, hai không cản được người khác định nọt mình. Mọi người đưa mặt nhìn nhau, tuy buồn cười thế nhưng không ai dám cười, vì chỉ sợ chọc giận dám đốc lý thêm lần nữa. Đám người cắn chặt môi, thậm chí có nhân viên không nhịn được mà phát ra âm thanh xì hơi. Giám đốc Lý có phải là vừa ý cậu không? Nếu không vì sao ngài ấy lại nói chuyện dịu dàng với cậu như vậy? Một cô gái đã khôi phục lại từ trong trạng thái khiếp sợ, sau đó lặng lẽ ghé sát tai nói với người bạn đồng nghiệp của mình hừ cậu nói gì vậy vừa rồi giám đốc lý nói với cậu có khác gì sao cô bạn đồng nghiệp mắc cửa đỏ mặt tía tai sau đó đấm cô bạn bên cạnh một cái khi hai cô gái đang cười vui vẻ thì lý đức khốc đã ngồi trên vị trí chiếc ghế giám đốc của mình thật ra hai cô gái háo sắc bên dưới đã đoán sai giám đốc lý căn bản không có hứng thú gì với bọn họ Lý Đức Khốc sở dĩ vui vẻ là vì mình đã vượt qua cửa ải lần này, dù là bất kỳ phương diện tin tức gì vào lúc này đều có lợi cho hắn, giống như người kia cũng không muốn truy cứu chuyện vừa qua. Đại nhân vật không quan tâm đến tiểu nhân vật, đây chính là câu nói mà trước đây Lý Đức Khốc hay dùng với người khác, thế nhưng bây giờ hắn lại tình nguyện để câu nói này áp dụng vào người mình. Hắn mong mỏi đại nhân vật kia có thể bỏ qua cho mình, không cần nhớ thương đến mình nữa. Nhưng Lý Đức Khốc cũng không hối hận vì sự kiện bỏ dở đầu tư lần này, dù sao thì thông qua sự kiện như vậy hắn tiến thêm một bước trong mối liên lạc với những người khác. Tuy sự việc không thành nhưng tóm lại hắn cũng xuất lực theo đúng yêu cầu, tất nhiên hắn cũng không muốn đắc tội với người, thế nhưng cuối cùng cũng phải đắc tội mà thôi. Giám đốc Lý, đây là văn kiện hôm nay, mời ngài xem qua. Nữ thư ký xinh đẹp cầm một phần văn kiện đặt lên bàn làm việc của Lý Đức Khốc hai mắt có kèm theo cái nhìn quyến rũ. Lý Đức khóc nhìn dáng người lùi lõm của nữ thư ký mà không khỏi nuốt nước miếng. Hai ngày qua vì sự việc trước đó mà hắn không khỏi mất ăn mất ngủ, tất nhiên cũng không có lực đối với những vư vật như thế này. Bây giờ hắn có tâm tình vui sướng, thế nên hào hứng trước kia đã nhanh chóng quay về. Lý Đức khóc khẽ vỗ bàn tay lên mông của nữ thư ký, sau đó hắn ôm nàng vào lòng rồi nói xem văn kiện làm gì. Để anh xem tiểu bảo bối của mình như thế nào đã." Nữ thư ký cũng có ý muốn thân mật với Lý Đức Khốc, lúc này nghe thấy giám đốc Lý nói như vậy thì nhanh chóng tiến vào trạng thái công tác. Nàng lao vào lòng Lý Đức Khốc rồi cười nói, "Giám đốc Lý, người ta có thích một sợi dây chuyền." Một cái dây chuyền có là gì đâu? Anh mua cho em hai cái." Lý Đức Khốc đã có được sự thỏa mãn rất lớn, hắn vung tay lên dùng giọng hào sảng nói, Điều này có thể nói là niềm vui quá lớn cho nữ thư ký, thế là nàng càng ép người vào lòng Lý Đức Khốc, bộ ngực liên tục ma sát lên người giám đốc Lý. Nếu không phải phòng làm việc của mình thường có người lui tới, chỉ sợ Lý Đức Khốc sẽ xử lý tiểu yêu tinh này ngay tại chỗ. "Bảo bối, em chính là phúc âm của anh, em nghĩ mà xem, làm sao em lại có dự kiến như vậy, lần này đúng là không có chuyện gì xảy ra." Lý Đức Khóc dùng tay xoa bộ ngực của nữ thư ký trong lòng rồi nở nụ cười khích lệ nói. Nữ thư ký không ngờ mình nói bịa một câu lại làm cho Lý Đức Khóc cho ra những suy đoán như vậy, lại linh nghiệm như vậy, thế là không khỏi hờn dỗi nói, anh cũng không sợ ôm chết người ta sao. Đó không phải là em võ đoán, là vì giám đốc Lý Hồng Phúc Tề Thiên, nếu không thì sao việc khó có thể hóa lành được. Ha ha ha. Mặc dù Lý Đức Khốc biết sự việc này là do đại nhân vật kia căn bản không muốn chấp nhất với mình, thế nhưng có người đàn ông nào không biểu hiện một chút tác phong hùng mạnh của mình trước mặt phụ nữ, thế nên hắn vui vẻ tiếp nhận lời nói này của nữ thư ký. Khi Lý Đức Khốc cảm thấy trong lòng như lửa đốt, đang định đi khóa trái cửa phòng làm vài hoạt động vui vẻ, đúng lúc này điện thoại vang lên. Hắn ra hiệu cho nữ thư ký đừng lên tiếng, sau đó khai cầm lấy điện thoại nói, chào Cục trưởng Lô, tôi là Lý Đức Khốc. Chào anh Lý, hai ngày qua anh đã chịu nhiều uất ức, thế nào, tôi nói không sai chứ. Anh đã tin chưa, người kia chú ý hình tượng của mình, cho dù anh ấy có tâm tư như vậy cũng phải dáng nhịn mà thôi. Lý Đức khóc cười, tiếng cười rất thoải mái, hắn vừa cười vừa nói, lãnh đạo ngài nói rất đúng, vẫn là ngài nhìn xa trông rộng, con người của tôi đúng là cá chạch trong vũng bùn, ếch ngồi đáy giếng, ánh mắt thiền cận. Nếu không phải ngài đã nói ra những lời vàng ngọc, những ngày qua không biết tôi còn khổ sở thế nào hôm nay là thời điểm đáng giá chúc mừng đến tối tôi mời ngài uống vài ly lý đức khóc đặt điện thoại xuống hắn tiếp tục thế tiến công của mình vài ngày qua hắn cảm thấy có vài bộ phận trên người khá bất lực thế nhưng bây giờ nơi đó đã cứng ngắc làm cho hắn cảm thấy rất chờ mong cốc 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 tiếng gõ cửa khẽ vang lên làm cho lý đức khóc có chút sốt ruột hắn không quan tâm mà chuẩn bị thế tiến công thế nhưng nữ thư ký da mặt mỏng, nàng nhanh chóng đi ra khỏi đùi hắn. Lý Đức Khốc bị cắt ngang cơn hào hứng, hắn dùng giọng oán hận nói, vào đi. Khi Lý Đức Khốc lên tiếng thì chủ nhiệm văn phòng đi vào, điều này làm cho hắn càng thêm nổi giận. Khi hắn chuẩn bị lấy viên chủ nhiệm văn phòng làm địa điểm chút giận cho mình, chợt thấy có vài người đàn ông mặc chế phục đi vào theo sau lưng viên chủ nhiệm. Lý Đức Khốc không xa lạ gì những người này, đó chính là đội cảnh sát kinh tế thành phố. Khi thấy đám người kia thì hắn nhanh chóng nở nụ cười sáng lạn rồi đứng lên nói, chào trưởng Khoa Trần, mời anh ngồi. Tiểu Phương, mau mời thuốc các vị lãnh đạo. Tiểu Phương lúc này cũng nhanh chóng biểu hiện ra tố chất của một nhân viên văn phòng, vội vàng lấy từ trong bàn công tác của Liêu Kỳ Đông ra một gói thuốc Trung Hoa, nhanh chóng đặt vào trong tay nhóm người trưởng Khoa Trần. Chúng tôi không hút thuốc trưởng khoa trần từ chối xong thì ngồi xuống đối diện với lý đức khốc đồng chí lý đức khốc lần này chúng tôi đến là có một số việc cần ngài hỗ trợ lý đức khốc đã lăn lộn thương trường nhiều năm đã sớm hóa thành yêu tinh khi hắn thấy trưởng khoa trần có tư thế như vậy thì không khỏi sinh ra cảm giác xấu trong lòng vốn đầy tâm tư nhộn nhạo nhưng bây giờ đã tan biến sạch chúng ta không phải là người ngoài có gì cần hỗ trợ thì trưởng khoa trần cứ nói một câu là được Trước kia Lý Đức Khốc nói như vậy thì nụ cười trên mặt trưởng khoa Trần sẽ rất sáng lạn, thế nhưng bây giờ gương mặt hắn lại cực kỳ âm trầm, hắn khẽ gật đầu với Lý Đức Khốc rồi trầm giọng nói, "Giám đốc Lý, mong anh nói chuyện đúng mực một chút." Chương 1544, một cực kỳ vững vàng không chê vào đâu được. Trong lúc nói chuyện thì trưởng khoa Trần vung tay với một người đàn ông ở phía sau, người này lấy ra một phần văn kiện đặt trước mặt Lý Đức Khốc. "Đồng chí Lý Đức Khốc, anh khả nghi góp vốn phi pháp, cần phối hợp với chúng tôi để điều tra cho rõ ràng. Giọng nói của trưởng Khoa Trần lúc này càng thêm nghiêm túc cẩn trọng. Lý Đức khóc căn bản biết rõ những gì mình đã làm, thời gian trước đó không ai làm gì hắn, bây giờ là làm sao? Hắn cảm thấy rất buồn bực, thế là dùng giọng nghi hoặc hỏi, trưởng Khoa Trần, ngài có lầm không, tôi căn bản là. Trưởng Khoa Trần cũng không muốn nhiều lời, hắn trầm giọng cắt ngang lời Lý Đức khóc, Lúc này lãnh đạo thượng cấp ra điều 35 đã kích góp vốn phi pháp. Anh bị người ta tố cáo góp vốn phi pháp. Chúng tôi không điều tra anh thì không làm tròn trách nhiệm. Lý Đức khóc nghe trưởng Khoa Trần nói như vậy thì trong lòng ý thức được có chuyện gì xảy ra. Hắn dùng giọng không cam lòng nói có phải trong tỉnh cho ra chỉ thị gì không? Không phải. Trung ương vừa cho xuống văn kiện yêu cầu đả kích thật nghiêm những hành vi góp vốn phi pháp, anh lại bị người ta tố cáo vào ngay thời điểm này, đúng là biết nhiều điều cũng tốt, không phải là anh tự đánh mà chết. Trường khoa Trần nhìn Lý Đức khóc rồi giọng điệu càng thêm nghiêm túc. Lý Đức khóc nghe Trường khoa Trần nói như vậy thì càng thêm nghi hoặc. Thế nhưng kinh nghiệm nhiều năm qua nói cho hắn biết chuyện này có liên quan đến người kia. Chỉ là bây giờ người ta không có động tác nào mà có được thành quả mà thôi. Vương Tử Quân ngồi trong phòng họp lắng nghe trưởng phòng tổ chức Vương Thanh Minh nói về việc vài vị cán bộ đi xuống bên dưới nhận chức. Đây là lần đầu tiên Vương Tử Quân tham gia vào một hội nghị nghiên cứu về vấn đề nhân sự, vì vậy hắn ít tỏ thái độ mà chủ yếu tập trung vào phương diện quan sát. Vài vị cán bộ cấp phó của Sở Tài nguyên Môi trường được bổ nhiệm, trên cơ bản đều được đạt thành nhất trí, vì vậy cũng không có hiện tượng gì ngoài ý muốn. Rất nhiều chuyện là Uông Thanh Minh giới thiệu tình huống, sau đó để cho các vị thường ủy tỉnh ủy phát biểu ý kiến, có vài người lên tiếng giải thích hai câu, ngay sau đó lại được thông qua có thể nói cho đến bây giờ thì hội nghị hôm nay cực kỳ trôi chảy và hài hòa. Sầm Vật Cương và Đường trấn Huy là hai vị lãnh đạo đứng đầu tỉnh cũng không mở miệng, nhưng vẻ mặt hai người này lại không giống nhau. Sầm Vật Cương ngồi kia với bộ dạng điềm tĩnh, trên mặt là nụ cười nhàn nhạt, giống như tất cả được nắm trong lòng bàn tay. Đường trấn Huy thì ngậm chặt miệng, thỉnh thoảng ghi vài thứ vào trong sổ tay. Mỗi khi một bổ nhiệm được thông qua thì lão lại nâng ly lên uống một ngụm. Đó là có ý gì? Vương tử quân nhìn vào biểu hiện của chủ tịch đường Trấn Huy, hắn cảm thấy chủ tịch cũng không quá xem trọng những bổ nhiệm vừa rồi, thế nhưng vị trí của chủ tịch đường lại không thể cho ra những lời phản đối với các bổ nhiệm đó, thậm chí có muốn phản đối thì cũng chỉ là nén giận mà thôi. Khi vương tử quân cho rằng đường Trấn Huy sẽ luôn bảo trì sự trầm mặc, đúng lúc này đường Trấn Huy chợt buông ly trà xuống rồi nói, trưởng phòng thanh minh, tôi cho rằng việc đồng chí Trương Cáp Thông đảm nhiệm vị trí phó phòng công nghệ là không quá phù hợp. Chủ tịch đường, tầm quan trọng của phòng công nghệ lúc này càng lúc càng lớn, hơn nữa các vị lãnh đạo của phòng công nghệ phần lớn đã giả hóa nghiêm trọng. Đồng chí Trương Cáp Thông tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh, làm việc rất cẩn trọng, đã cho ra những tác dụng không thể đo lường trong công tác xây dựng khu kinh tế ở khu kinh tế rừng Bắc tỉnh Mật Đông. Hơn nữa dù nhìn vào phương diện năng lực hay lý lịch thì đồng chí Trương Cáp Thông đến nhận công tác ở phòng công nghệ là không chút vấn đề, có gì mà không thích hợp. Người mở miệng chính là phó bí thư Vi Yến Quy, giọng nói của người này rất bình thản thế nhưng lại cực kỳ tự tin. Vi Yến Quy vừa nói xong thì trưởng phòng tuyên truyền xà Lê Hoa đã nói, ban ngành phòng công nghệ của tỉnh chúng ta cần phải điều chỉnh một chút thế nhưng lại không có ai có đủ nhiệt tình để tiếp nhận trọng trách, nếu cứ giữ tình huống như vậy thì sau này sẽ tụt hậu. Tôi cho rằng đặt đồng chí Trương Cáp Thông lên vị trí phó phòng công nghệ là coi trọng nhân tài. Tôi đồng ý với ý kiến của Bí Thư Vi và trưởng phòng xa, đồng chí Trương Cáp Thông công tác rất tốt, có năng lực, tôi cảm thấy nên cho những đồng chí như vậy tiến lên gánh trách nhiệm. Phó Chủ tịch Thường ủy cố tác viêm căn bản không thèm quan tâm đến thể diện của Chủ tịch Đường Trấn Huy, hắn vừa cười vừa nói. Bầu không khí trong phòng họp nhanh chóng trở nên yên tĩnh, đường chấn huy giữ chặt lấy ly trà, sau đó nặng nề đặt lên bàn. Sầm vật cương là người chủ trì hội nghị thường ủy, lão chợt cười nói, CSC đồng chí có ý kiến gì không đồng ý với việc bổ nhiệm đồng chí Trương Cáp Thông hay không? Không có người nào lên tiếng, gương mặt của đường chấn huy càng thêm khó coi. Khi lão chuẩn bị lên tiếng thì sầm vật cương đã nói, nếu không ai phản đối, như vậy cứ để cho đồng chí Trương Cáp thông thử xem thế nào, nếu như phát hiện anh ấy không phù hợp với vị trí này, như vậy sẽ cho anh ấy về tiếp tục công tác ở khu kinh tế. Không có bất kỳ tranh chấp nào quá dữ dội, giống như sự việc nên là như thế. Nhưng Vương Tử Quân lại liên tục nhíu mày, nhân sự xưa nay luôn là quyền lợi cao nhất, dù là quyền lợi của lãnh đạo chính quyền có hạn thế nhưng ít nhất cũng phải có quyền lợi. Lúc này đường trấn huy lên tiếng phản đối thế nhưng lại cực kỳ yếu đuối vô lực, điều này càng làm cho Vương Tử Quân hiểu rõ thêm vài phần về tình hình nhân sự trong tỉnh. Làm trợ thủ cũng không dễ dàng gì, rất có thể bị người ta đố kỵ, nhưng nếu không nói được lời nào thì không biểu hiện được vị trí của mình. Vì vậy muốn bảo trì vị trí thì phải mở miệng, đúng thời điểm phải gật đầu, phải nắm thật chặt điểm này. Bí thư Sầm, các vị thường ủy Bây giờ vị trí bí thư thị ủy Đồng Lục đã được để chống nửa năm. Tôi đã trải qua khảo sát và kết hợp với đề cử dân chủ, hai đồng chí phó bí thư Cao Đại Hòa và Chủ tịch Lôi Hợp Tuấn của thành phố Đồng Lục rất thích hợp để tiến lên nhận trọng trách công tác. trưởng phòng tổ chức Vương Thanh Minh nhìn thoáng qua sầm vật gương rồi giới thiệu cơ bản về tình huống của Cao Đại Hòa và Lôi Hợp Tuấn. Phó bí thư thị ủy thường phải xếp sau chủ tịch thành phố, dù sao thì chủ tịch cũng kiêm nhiệm cả vị trí phó bí thư thị ủy lúc này Uông Thanh Minh lại đặt cao đại hòa trước lôi hợp tuấn, điều này có ý nghĩa rất sâu xa. Nhưng Vương Tử Quân Lơ đã thấy được vẻ mặt của Vi Yến Quy khi Uông Thanh Minh giới thiệu về hai người cao đại hòa và lôi hợp tuấn, trong lòng hắn khẽ động. Trước đó Uông Thanh Minh đưa lôi hợp tuấn đi theo cùng dùng cơm với mình, tuy không nói gì nhưng ý nghĩa của nó là quá rõ ràng. Lúc này Uông Thanh Minh lại đặt cao đại hòa trước lôi hợp tuấn, bên trong có ý nghĩa thế nào? Trong đầu vương tử quân liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ, thế là chậm rãi nở nụ cười. Trưởng phòng thanh minh, vấn đề đồng chí cao đại hòa tiến lên đã được nghiên cứu khá kỹ, tôi cảm thấy bây giờ chúng ta không nên lãng phí tinh lực ở phương diện này nữa. Vị Yến quỵ đưa tay sờ lên đầu rồi cười cười nói, chúng ta cứ tiến hành theo như quyết nghị trước đó là được. Trường 1544, hai cực kỳ vững vàng không chê vào đâu được. Uông Thanh Minh cười cười nói, Bí Thư Vi nói rất đúng, tôi cũng có quyết định này, thế nhưng vài ngày trước tổ chức kiểm tra đánh giá dân chủ, lá phiếu dành cho đồng chí Lôi Hợp Tuấn căn bản còn nhiều hơn cả đồng chí Cao Đại Hòa. Trong lúc bổ nhiệm cán bộ thì không thể bỏ qua phương diện đánh giá dân chủ, thế cho nên tôi cho rằng sự kiện này không nên gấp gáp. Uông Thanh Minh nói rất chậm rãi, điều này không khỏi làm cho người ta cảm thấy ngoài mềm trong cứng. Vi Yến Quy chợt trầm mặc, hắn nâng ly trà lên nhìn về bốn phía, sau đó lẳng lặng uống nước. Bầu không khí trong phòng cực kỳ bình tĩnh, dù sao thì có hai vị thường ủy với cấp bậc quan trọng đang có ý kiến không đồng nhất, điều này làm cho bất kỳ kẻ nào cũng không dám xen vào. Người ngồi đây có tâm tình không đồng nhất với nhau, sau khi tiến vào trong quan trường thì mọi người vì cái ghế dưới mông mình mà cực kỳ cẩn trọng ở phương diện lời nói việc làm. Chiếc ghế của anh có thể bị người ta kéo đi bất cứ lúc nào, thế cho nên chỉ cần anh không cẩn thận sẽ ươm mầm tai họa, tương lai một ngày nào đó sẽ trơ mắt nhìn người ta tiến lên chiếm lấy vị trí của mình, chính mình lại dậm chân tại chỗ rồi lui ra phía sau, thế nhưng đừng hòng mong mỏi có cơ hội chuyển rời. Người đi phía trước thì sợ sẽ đằng sau chen lấn rơi dụng, sẽ ở phía sau thì liên tục muốn tiến lên phía trước, cũng căn bản không mong có kẻ nào bên dưới ép ngã mình rồi tiến lên. Tất nhiên điều mong mỏi nhất chính là được tiến lên, dù cho nó có nguy hiểm thế nào đi nữa, chỉ cần có cơ hội là có thể ra tay vì chính mình. Cũng vì điều này cho nên những hội nghị thảo luận về nhân sự dù là cực kỳ bình tĩnh, thế nhưng bên dưới có không ít mạch nước ngầm chuyển động, chỉ cần anh có chút không cẩn thận sẽ rước lấy đủ mọi phiền phức. Trong những ngày tiếp xúc vừa qua thì Vương Tử Quân cảm thấy dù là Vi Yến Quy hay Uông Thanh Minh đều đi theo chân sầm vật gương, bây giờ hai người này lại cứng nhắc với nhau, điều này cho thấy trong hàng ngũ của sầm vật gương cũng không phải là bền vững như thép vẻ mặt sầm vật cương cũng không chút biến đổi, lão dùng ánh mắt uy nghiêm nhìn qua bốn phía, sau đó nói với mọi người, mong mọi người cho ý kiến về sự kiện này. Tuy sầm vật cương cho mọi người lên tiếng thế nhưng vẫn không ai mở lời, thế là bầu không khí của hội nghị thường ủy có bút lặng ngắt. Khi sầm vật cương đang định nâng ly lên nói chuyện thì cố tắc viêm đã mở miệng, đồng chí Cao Đại Hòa là người có năng lực, có bốc đồng, tính tích cực công tác là rất cao, tôi cho rằng anh ấy tiến lên chủ trì công tác của thành phố Đồng Lục là cực kỳ phù hợp. Cố tắc phiêm mở miệng làm cho vẻ mặt Uông Thanh Minh tối sầm lại, lúc này đầu óc hắn đã hoàn toàn rối loạn, căn bản không nghe rõ những lời nói tiếp theo của cố tắc phiêm. Cục diện này xuất hiện làm cho hắn cảm thấy có chút xấu hổ, thế nhưng cảm giác xấu hổ này chỉ tồn tại trong lòng. Hắn vốn cho rằng cố tắc phiêm là một con hồ ly xảo quyệt, nhất định sẽ không giúp đỡ ai ở sự kiện này, lại không ngờ người này nói giúp cho Vi Yến Quy. Cố Tác Phiêm là người cực kỳ thân cận với Sầm Vật Cương, bây giờ Cố Tác Phiêm ủng hộ Cao Đại Hòa, như vậy hy vọng với Lôi Hợp Tuấn là quá xa xôi. Khi Uông Thanh Minh cảm thấy cực kỳ ảm đạm thì Vương Tử Quân ngồi ở đối diện đã lên tiếng, "Trưởng phòng Uông, tôi còn chưa hiểu rõ về hai đồng chí này lắm, có vài phương diện cần thỉnh giáo anh một chút." Trên quan trường có câu chim khôn thường biết chọn cây mà đậu. Uông Thanh Minh không chỉ một lần nói với Lôi Hợp Tuấn tích cực dựa vào Vương Tử Quân. Nhưng Uông Thanh Minh thấy Lôi Hợp Tuấn đến gặp Vương Tử Quân cũng là một bước cờ hiểm, vì trong quan trường chú ý đến mối quan hệ của phe phái bên mình. Vương Tử Quân là một tồn tại khác thường, muốn tiến vào trong vòng quan hệ của người này cũng không phải dễ. Thế cho nên Uông Thanh Minh cũng không mong Vương Tử Quân sẽ giúp đỡ mình ở sự kiện này, chỉ cần Vương Tử Quân không phản đối là được. Bây giờ Vương Tử Quân lên tiếng làm cho Ôm Thanh Minh cảm thấy kéo dài thời gian một chút cũng tốt, dù sao thì vị trí của Vương Tử Quân trong hội nghị thường ủy chỉ đứng sau lưng Đường Chấn Huy mà thôi. Bí thư Vương có vấn đề gì thì cứ hỏi, tôi sẽ trả lời rõ ràng. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua bốn phía, hắn chợt phát hiện vẻ mặt Sầm Vật Cương có gì đó không vui, Đường Chấn Huy thì lại ngẩng đầu lên, thậm chí trong mắt chủ tịch Đường còn có chút phấn chấn tất nhiên chút phấn chấn trong mắt đường chấn huy căn bản là được che giấu cực kỳ kỹ càng. Vương tử quân hiểu rõ chút phấn chấn trong mắt chủ tịch đường chấn huy có nghĩa là gì, hắn do dự dây lát rồi hỏi Uông Thanh Minh, vừa rồi tôi nghe trưởng phòng Uông giới thiệu về hai vị đồng chí này, bây giờ hai đồng chí đó đã đến đúng niên hạn nhận trước ở thành phố Đồng Lục rồi sao? Uông Thanh Minh khẽ động, hắn nhìn về phía vương tử quân với ánh mắt có chút thần thái, ngay sau đó đã nói, bí thư vương, vừa rồi tôi giới thiệu không quá rõ ràng, bây giờ tôi cẩn thận giới thiệu lại cho ngài. Đồng chí Lôi Hợp Tuấn đã công tác 10 năm ở thành phố Đồng Lục, đầu tiên là 6 năm làm phó chủ tịch thường vụ, sau đó là 5 năm làm chủ tịch thành phố. Năm ngoái đồng chí Cao Đại Hòa được điều động từ ủy ban cải cách tỉnh ủy xuống làm phó bí thư thị ủy Đồng Lục, bây giờ công tác được nửa năm. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, sau đó hắn hỏi Uông Thanh Minh, độ tuổi của hai đồng chí này khác biệt nhau thế nào? Lôi hợp tuấn tuy lớn hơn cao đại hòa 5 tuổi nhưng cũng thuộc diện cán bộ trẻ, những năm qua đã cho ra nhiều cống hiến với sự phát triển của thành phố Đồng Lục. Vương Tử Quân và Uông Thanh Minh một người hỏi một người đáp, nghe qua giống như chỉ là những lời giới thiệu đơn giản, thế nhưng ý nghĩa của nó là rất vững vàng, không chê vào đâu được. Thế là lúc này ánh mắt của mọi người có chút khác biệt. Vương Tử Quân không tiếp tục hỏi lại, hắn ngồi xuống ghế của mình tiếp tục uống nước. Thế nhưng lúc này mọi người đều hiểu rõ ràng, vương tử quân thông qua phương thức như vậy để biểu đạt ý kiến của mình, đó là ban ngành cần phải qua thời điểm quá độ, cũng phải đi theo thứ tự. vi Yến Quy đặt văn kiện trong tay xuống, hắn định lên tiếng thì đã thấy sầm vật cương khoát tay áo, sau đó nói, đồng chí Lôi Hợp Tuấn và Cao Đại Hòa đều là cán bộ vĩ đại, hai người bọn họ hợp lực càng có thể đẩy mạnh thành phố Đồng Lục tiếp tục phát triển. Đồng chí Lôi Hợp Tuấn là cán bộ lão thành của thành phố Đồng Lục, có kinh nghiệm công tác tốt, một người như vậy mới có thể làm cho tính chất công tác tiếp tục được kéo dài. Tôi thấy không bằng thế này, để đồng chí Lôi Hợp Tuấn tiến lên làm bí thư thị ủy đồng lục, còn đồng chí Cao Đại Hòa làm chủ tịch thành phố. Sầm vật cương nói xong lời này thì nhìn qua bốn phía, ý nghĩa giống như là trưng cầu ý kiến, thế nhưng thực tế lại nói mình đã vung tay quyết định rồi. Không ai phản đối ý kiến của sầm vật cương, tất nhiên sự kiện nhân sự này được thông qua khi sự kiện nhân sự này được thông qua thì vương tử quân cảm thấy có nhiều ánh mắt nhìn về mình thế nhưng hắn vẫn bảo trì gương mặt tươi cười hồn nhiên giống như không thấy người ta nhìn về phía mình vì tất cả đã giải quyết thuận lợi cho nên hội nghị thường ủy giải tán rất nhanh khi vương tử quân đi về phía phòng làm việc của mình thì uông thanh minh tiến lên hắn nhìn vương tử quân rồi khẽ nói bí thư vương cực kỳ cảm ơn anh vương tử quân cười nói cảm ơn tôi cái gì Tôi chỉ là hỏi vài vấn đề mà mọi người đều đã biết, tôi cũng không nói gì cả, mà các đồng chí khác cũng không nói gì. Như vậy lại khác biệt, Uông Thanh Minh dùng giọng cực kỳ có lực để nói với Vương Tử Quân. Chương 1545, dựa vào tôi thì anh sẽ thắng. Bí thư Vương, trải qua chúng tôi tích cực liên hệ, bây giờ đã có 7 công ty đầu tư nổi tiếng trong nước đã đạt thành mục đích đầu tư với chúng ta. Mặt khác tập đoàn Huyền Lục đầu tư vào 5 tỷ Bây giờ đã có 10 tỷ được giải ngân, thế nhưng bọn họ cũng có điều kiện của mình, hy vọng có thể được ưu tiên sử dụng 100 mẫu đất ở bốn phía sân vận động. Mỗi ngày Lý Bạch Vũ đều đến phòng làm việc của Vương Tử Quân để báo cáo công tác, đây chính là một cơ hội cho Lý Bạch Vũ, cũng là một loại áp lực. Dù sao thì mỗi ngày hiện ra trước mặt Bí thư Vương, cố gắng liên hệ mật thiết với Vương Tử Quân cũng là điều mà Lý Bạch Vũ trông mong nhất, thế nhưng tiến độ của công tác mỗi ngày lại làm cho hắn cảm thấy rất khó chịu mặc dù vương tử quân chưa từng ép lý bạch vũ cho dù công tác tiến triển không thực chất thế nhưng hắn cũng không dám phê bình ngược lại còn mở miệng cổ vũ điều này làm cho hắn cảm thấy áp lực rất lớn vương tử quân xem xét tư liệu báo cáo mà lý bạch vũ đưa đến hắn không thể không cảm thán mặc dù những phương pháp hợp tác này và diễn đàn đầu tư là do một tay hắn thúc đẩy thế nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận mỗi việc đều có tính chuyên nghiệp riêng của nó chính mình có phương án nhưng không thể tự mình đi áp dụng, hắn còn phải nhờ vào Lý Bạch Vũ đứng ra nắm bắt. Điều kiện thì các anh cứ đi đàm phán, nên nắm chắc một nguyên tắc, đó chính là điều kiện tiên quyết là không tổn hại đến lợi ích của chúng ta, hơn nữa phải làm sao cho thương nhân bỏ tiền có thể thu được lợi nhuận, có thể phát tài, chỉ có như vậy thì bọn họ mới yên tâm đầu tư vào tỉnh chúng ta. Còn yêu cầu của tập đoàn Huyền Lục, cứ để cho bọn họ đi đàm phán với phía thành phố rừng mật. Lý Bạch Phú thở dài một hơi, phía thành phố rừng mật trên cơ bản đã thừa nhận phương án hợp tác này, nói cách khác thì bọn họ trên cơ bản đã nắm bắt được khoản đầu tư của tập đoàn Huyền Lục. Lúc này công tác xây dựng hạng mục cho Đại hội Thể dục Thể thao đang phát triển hừng hực, nếu như không có thêm một nguồn tài chính lớn thì chắc chắn áp lực của Bí Thư Vương cũng không phải là nhỏ. Tút tút tút, khi Lý Bạch Phú chuẩn bị tiếp tục tiến hành báo cáo, điện thoại trên bàn làm việc của Vương Tử Quân chợt vang lên hắn nhìn thoáng qua dãy số gọi đến rồi nâng điện thoại lên nói chào anh tôi là vương tử quân chào bí thư vương tôi là lôi hợp tuấn của thành phố đồng lục tôi có chút công tác cần báo cáo với ngài không biết khi nào ngài có thời gian giọng nói của lôi hợp tuấn trần đầy cung kính vương tử quân biết rõ ý đồ gọi điện thoại của lôi hợp tuấn hắn cười cười nói bí thư lôi chương trình sắp xếp của tôi hai ngày nay đã đầy rồi thế này đi cuối tuần tôi sẽ đi đến kiểm tra xem xét tình hình xây dựng các hạng mục đại hội thể dục thể thao, cũng phải đến thành phố Đồng Lục, đến lúc đó chúng ta nói chuyện sau vậy. Ôi, Bí Thư Vương, tôi đại biểu cho 6 triệu cán bộ và nhân dân thành phố Đồng Lục nhiệt liệt chào mừng ngài. Lôi hợp tuấn nói bằng giọng điệu có thêm vài phần vui sướng. Vương tử quân cúp điện thoại của lôi hợp tuấn mà không khỏi lắc đầu, người này đã gọi điện thoại cho hắn vài lần, hắn hiểu ý đồ của đối phương, đó chính là muốn biểu đạt lòng cảm tạ của mình. Vương tử quân căn bản phát ra chút tác dụng ở sự kiện lôi hợp tuấn tiến lên vị trí bí thư thị ủy đồng lục, điều này làm cho nhiều người lau mắt nhìn, thế nên cũng có thêm nhiều người đi đến phòng làm việc của hắn. Tỉnh Mật Đông tất cả có khoảng vài chục ngàn quan viên lớn nhỏ, mỗi người trong số đó đều ôm giấc mộng của riêng mình, cũng ôm chặt một thân cây đại thụ, cố gắng làm cho chức vụ của mình tăng tiến nếu như vẽ ra quỹ tích chạy quan của đám người này lên trên giấy, như vậy sẽ có được một tấm bản đồ cực kỳ khủng bố. Quan trường có nhiều người thì có ít chức vụ và cạnh tranh thêm mạnh mẽ, thế cho nên người nào ôm được chân của vương tử quân thì căn bản có thêm được vài phần thắng. Lôi hợp tuấn chính là một trong số đó, người này nhìn thấy rõ tình thế, tích cực dựa vào vương tử quân, thậm chí có thể nói là đang nhìn trộm về phía vương tử quân. Còn nữa, quyền lực khống chế ở tỉnh Mật Đông đang buông lỏng nhưng uy tín của Vương Tử Quân lại đang được tăng lên. Có thể nói Lôi Hợp Tuấn là người đầu tiên xếp thành hàng trong quan hệ với Vương Tử Quân, thế nên Vương Tử Quân cũng không phản đối gia tăng tiếp xúc với người này, dù sao thì hắn cũng cần có người bên dưới giúp đỡ. Thế nhưng Vương Tử Quân cung không muốn làm cho mối quan hệ giữa mình và Lôi Hợp Tuấn trở nên quá rõ ràng, dù sao thì có một số việc hắn cũng phải tránh tị hiềm. Bạch Phú, hôm nay chúng ta nói đến đây thôi, có chuyện gì sau này chúng ta bàn lại. Vương tử quân nhìn Lý Bạch Vũ ngồi nghiêm chỉnh trước mặt mình rồi vừa cười vừa nói. Lý Bạch Vũ đồng ý một tiếng rồi rời khỏi phòng làm việc của Vương tử quân, đối với hắn thì rời khỏi nơi đây có chút gì đó không nỡ, thế nhưng cũng sinh ra cảm giác thở dài một hơi. Sau khi xử lý phần lớn sự vụ thì đã đến 5 giờ chiều, từ sau khi Vương Tử Quân đi đến tỉnh Mật Đông thì dù là Sầm Vật Cương hay Đường Trấn Huy đều thích gọi hắn theo khi có hạng mục tiếp đãi khách. Hai người này đã lớn tuổi, hơn nữa cũng không quá thích uống rượu, Vương Tử Quân là một trợ thủ còn trẻ nên có ưu thế rõ ràng, dường như khá thích hợp đi tham gia các buổi tiếp đãi. Dù sao thì vị trí của Vương Tử Quân cũng là rõ ràng, cho dù phải đối mặt với lãnh đạo bộ và ủy ban trung ương thì cũng không có cảm giác gò bó hắn thấy mình sắp về nhà mà không nhận được điện thoại của sầm vật cương và đường Trấn huy bên kia, điều này không khỏi làm hắn thở dài một hơi. Vương tử quân căn bản không tình nguyện ra ngoài dùng cơm, thế nhưng hai người kia lên tiếng thì khó thể chối từ. Dù sao thì vị trí và tuổi tác của hai người kia là khá cao, gọi mình đến tham gia hoạt động tiếp đãi cũng là một cách coi trọng và cũng muốn hắn biểu hiện. Vương tử quân suy nghĩ xem hôm nay mình về nhà nấu món gì, đúng lúc này điện thoại trên bàn chợt vang lên. Hắn cầm điện thoại nhìn thoáng qua, chợt phát hiện đó là một số điện thoại lạ gọi cho mình. Alo, chào anh, Vương Tử Quân do dự dây lát rồi vẫn nghe máy. Ha ha ha, chào Bí Thư Vương, tôi là Trung Phó Thần, bây giờ tôi gọi điện thoại có phải là quấy giày Bí Thư Vương rồi không? Điện thoại nối thông thì đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười tràn đầy vui vẻ. Trung Phó Thần, Vương Tử Quân có chút sướng sốt sau đó hắn chợt nhớ đến người này. Hắn chỉ nghe nói về người này mà thôi, hắn càng quen thuộc bố của người này hơn. Khi vương tử quân sắp rời khỏi thủ đô thì gặp bố của người này, khi đó còn có Nguyễn Trấn Nhạc ở bên cạnh. Hắn vốn cho rằng mình không có cơ hội liên hệ với người kia, dù sao thì mọi người cũng không cùng một hàng, thế nhưng không ngờ bây giờ đối phương lại gọi điện thoại đến. Vương tử quân do dự dây lát rồi cười nói, chào anh phó thần. Có việc gì thì anh cứ nói, cũng đừng khách khí với tôi. Ha ha ha, tôi biết Bí thư Vương là người hiếu khách." Trung phó thần cười ha hả ha nói. Hai bên nói vài câu khách khí, sau đó Trung phó thần cười nói, "Bí thư Vương, hôm nay tôi đến thành phố rừng mật muốn mời anh một bữa cơm, không biết hôm nay ngài có nể mặt tôi không?" Tiệc ngon phải là người quen, bây giờ người không quen mời cơm cũng không phải là chuyện làm người ta vui sướng thế nên vương tử quân có thể tìm được nhiều lý do để từ chối. Nhưng hắn biết rõ những chuyện này có thể tránh được một ngày nhưng khó tránh được 10 năm, nếu tránh né thì không bằng đến xem Trung phó thần có ý đồ gì. Anh đi vào thành phố rừng mật thì tôi phải tận tình đãi khách mới được. Vương tử quân nói đến đây thì dùng giọng chân thật đáng tin nói, 7 giờ tối nay chúng ta gặp mặt ở khách sạn thịnh thế. Vương tử quân đổi khách thành chủ làm cho trung phó thần có chút bất ngờ, hắn còn định kiên chỉ ý kiến của mình thì vương tử quân đã trầm giọng nói phó thần tôi đang rất bận lát nữa không đến khách sạn thịnh thế thì không về vương tử quân cúp điện thoại và trong lòng có rất nhiều nghi vấn thế nhưng căn bản khó thể có được đáp án ngay lúc này hai bên ở thủ đô chỉ có chút kết giao sơ lược sao bây giờ đối phương lại tìm đến cửa nhà rồi bí thư vương vừa rồi thư ký trưởng trương tề bảo vừa gọi điện thoại đến nói là có chuyện cần báo cáo với anh hỏi xem anh có thời gian hay không triệu hiểu bạch khẽ đi đến bên cạnh vương tử quân rồi nói vương tử quân khoát tay áo nói nói thư ký trưởng tề bảo ngày mai đến phòng làm việc của tôi đúng rồi hôm nay còn sắp xếp gì nữa không không còn triệu hiểu bạch không hiểu rõ ý nghĩ của vương tử quân hắn cho rằng đó chỉ là câu hỏi của lãnh đạo theo thông lệ thế nên dùng giọng khô cằn trả lời lúc này vương tử quân cảm thấy triệu hiểu bạch có chút ngu dốt một người như vậy sao có thể trở thành phụ tá đắc lực cho mình, hoặc là làm anh em đắc lực của mình. Thế nhưng hắn chỉ có thể cười nói, "Hiểu Bạch cậu gọi điện thoại cho khách sạn thịnh thế, sắp xếp cho tôi một gian phòng, có người bạn của tôi sắp đến." Bí thư Vương, là phòng lớn sao? Vương tử quân rất ít khi cho ra những sắp xếp như vậy, vì thế bây giờ Triệu Hiểu Bạch hỏi cực kỳ cẩn thận, chỉ sợ mình tiếp thu sai ý kiến của lãnh đạo. Chỉ có hai người cũng không cần nhiều món ăn, vừa đủ là được. chương 1546, một mềm dẻo. Khi bầu không khí mùa xuân càng nồng đậm thì càng lâu đến tối. Khi vương tử quân đi đến khách sạn thịnh thế thì đèn đường còn chưa được thắp sáng. Giám đốc khách sạn thịnh thế đã sớm nhận được thông báo, hắn vừa thấy xe của vương tử quân xuất hiện thì nhanh chóng tiến lên chào đón, hắn mở cửa xe rồi khẽ nói, bí thư vương, đã sắp xếp xong cả rồi. Vương Tử Quân cũng không nói gì mà trực tiếp đi đến phòng, khi hắn đi vào trong gian phòng được sắp xếp sẵn, lúc này đã là 7 giờ. 5 phút sau thì Trung phó thần đi đến, khi thấy Vương Tử Quân thì nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm, "Bí thư Tử Quân, tôi đã ngưỡng mộ danh tiếng của anh từ rất lâu thế nhưng nói ra thì hôm nay mới thật sự được ngồi uống rượu với anh. Anh là người mà ngày nào cũng công tác bận rộn, hôm nay anh có thể bớt chút thời gian gặp mặt tôi, điều này thật sự không dễ dàng." trung phó thần hơn 30 tuổi, nhìn qua làm cho người ta sinh ra cảm giác phong độ nhẹ nhàng. Mái tóc của người này được trải chuốt rất tỉ mỉ, tây phục màu đen càng làm cho dáng người thêm cao ngất. Vương tử quân cười nói, lần sau tôi đến thủ đô thì anh mời khách là được. Hai người trò chuyện với nhau rồi ngồi xuống, nói vài câu chuyện về thủ đô, bầu không khí có vẻ rất vui vẻ hòa thuận. Lúc này khách sạn đưa thức ăn rất nhanh, chỉ sau vài phút thì có 4-5 món được đưa lên, mặc dù dựa theo yêu cầu của Vương Tử Quân thế nhưng bốn món được chuẩn bị rất tỉ mỉ. gặp chi kỷ thì uống rượu rất vui vẻ. hơn nữa hai người còn cố gắng kiến tạo bầu không khí, thế cho nên một chai rượu được rót vào bụng khá thoải mái. Trung phó thần rót đầy ly rượu của mình, sau đó hắn cười nói với Vương Tử Quân, Bí thư Tử Quân, có một việc tôi cần nhờ anh hỗ trợ. Vương Tử Quân đã có chuẩn bị với kết quả Trung phó thần nhờ mình hỗ trợ. Lúc này hắn nhìn Chung Phó Thần rồi dùng giọng sảng khoái nói, "Phó thần anh có gì cứ nói, cũng đừng nên quá khách khí." Vương Tử Quân nói như vậy không khỏi làm cho Chung Phó Thần cảm thấy khó tưởng. Hắn uống hết ly rượu trong tay, sau đó hắn cười nói, "Bí thư Tử Quân, một người bạn của tôi có mở một công ty quảng cáo, cũng có chút ảnh hưởng trong nước. Bây giờ bạn của tôi muốn khuếch trương quy mô và danh tiếng của công ty, thế nên muốn hợp tác với phía Mật Đông." không phải sắp tới các anh sẽ tổ chức đại hội thể dục thể thao sao? Đại hội thế này thì ít nhiều cũng phải cần phương diện quảng cáo, anh tử quân, anh xem, có phải các phương diện này cũng cần các công ty quảng cáo nhúng tay vào không? Nói đến chuyện thi đấu thì cũng có nhiều thứ kiếm ra tiền, cũng không phải chỉ là bán vé, còn có đủ loại phí tài trợ liên quan đến quảng cáo. Đây có thể là một miếng thịt béo, cắn một cái làm cho người ta cảm thấy chảy đầy mỡ. Vương Tử Quân là phó tổ trưởng thường vụ của tổ giám sát công tác chuẩn bị đại hội thể dục thể thao, chuyện này hắn nắm quyền quyết định trong lòng bàn tay. Trung phó thần có thể trực tiếp tìm đến hắn xem như đã tìm hiểu kỹ càng. Vương Tử Quân có chút trần chờ rồi cười nói, lần này tỉnh Mật Đông vì phương diện chuẩn bị cho đại hội thể dục thể thao mà xây dựng diễn đàn đầu tư, tất cả các phương diện đều được diễn đàn đầu tư xử lý, hai bên có thể đàm phán với nhau nếu bạn anh có tâm tư như vậy thì cứ đến đàm phán ký hợp đồng với diễn đàn đầu tư của chúng tôi. Trung phó thần nhìn bộ dạng mây trôi nước chảy của vương tử quân thì cảm thấy rất mừng rỡ, dù sao thì vương tử quân cũng không phá hỏng tất cả con đường, thế nên chỉ cần đi qua đàm phán thì căn bản là có hy vọng. Lúc này Trung phó thần cười nói, vậy thì kính nhờ bí thư vương, tôi mời ngài một ly. Một chai rượu được uống xong thì hai người tỏ ra khá tận hứng, Trung phó thần sóng vai với Vương Tử Quân ra khỏi khách sạn Thịnh Thế, khi rời đi thì hắn bắt tay nói với Vương Tử Quân, "Chiếc xe này của anh sao có thể xứng đôi với chị Tiểu Bắc?" "Tôi có một người bạn bán xe hơi ở thủ đô, đến khi về thủ đô sẽ mời chị Tiểu Bắc đến đó xem có chiếc nào phù hợp cho anh hay không." Vương Tử Quân nhìn Trung phó thần rời đi mà không khỏi nhíu mày, hắn và Lý Bạch Vũ đã cho ra phương án rõ ràng Tiền thu được từ quảng cáo cũng là một hạng mục mà diễn đàn đầu tư cần phải chuẩn bị kỹ càng, hơn nữa còn là hạng mục trung tâm. Chỉ cần đơn vị hay công ty nào có thể thỏa mãn yêu cầu về tài chính, như vậy có thể giao và nhận hạng mục. Trung phó thần đến tìm mình thì phương diện tài chính đám người kia bỏ ra sẽ là không quá cao, nếu không thì đối phương cần gì phải đến tìm mình. Đừng nhìn bộ dạng ăn nói nhẹ nhàng linh hoạt của trung phó thần mà lầm mà tưởng rằng hắn chỉ là người nói giúp vài lời cho một người bạn thực tế tình huống như thế nào thì vương tử quân vẫn suy đoán được vài phần mặc dù theo quy định thì trung phó thần không thể mở công ty của riêng mình thế nhưng trên thực tế có nhiều chuyện bản thân hắn chính là người nắm giữ quyền khống chế công ty một chiếc xe phù hợp với tiểu bắc cũng không phải có giá tiền bình thường vương tử quân thầm cảm thán thế nhưng cũng không muốn tiếp tục đi sâu vào chuyện này Tuy lai lịch của Trung Phó Thần là không nhỏ, thế nhưng sự việc này để lại hậu hoạn vô cùng, chỉ cần tính toán đến tiền đầu tư và lợi nhuận thu vào, chắc chắn người ta sẽ nghĩ đến không ít lợi ích khổng lồ. Hơn nữa Phương Tử Quân cũng không đồng ý với trò trao đổi như vậy. Khốn nổi đắc tội với Trung Phó Thần cũng là một việc làm cho người ta không vui, Trung Phó Thần căn bản không là cái quái gì, thế nhưng người đứng phía sau Trung Phó Thần lại không khỏi làm cho người ta cố kỵ mặc dù vương tử quân có được sự giúp đỡ của lâm trạch viễn thế nhưng hắn cũng không phải không sợ thứ gì hơn nữa phía bên kia cũng không phải là bạn tốt của hắn đắc tội cũng không hay ho gì chính hắn bây giờ đắc tội với người ta mà không có lý do hắn thật sự không muốn như vậy trong đầu hắn lóe lên vài ý nghĩ một ý kiến hay nhanh chóng xuất hiện sáng sớm hôm sau vương tử quân để triệu hiểu bạch gọi lý bạch vũ đến phòng làm việc của mình sau khi nghe vài báo cáo về công tác của diễn đàn đầu tư, hắn trầm giọng hỏi Lý Bạch Vũ, "Bạch Vũ, bây giờ có công ty nào có hứng thú với phương diện quảng cáo của đại hội thể dục thể thao lần này không?" Lý Bạch Vũ nghe thấy Vương Tử Quân nói như vậy thì tỏ ra có vài phần hưng phấn, "Bí thư Vương, có 10 công ty đang biểu đạt mục đích ở phương diện quảng cáo, bây giờ công ty bỏ vốn cao nhất ở phương diện này là 6 tỷ, thế nhưng lại bị tôi từ chối." Tôi cảm thấy khi mà đại hội thể dục thể thao được khai mạc thì phí quảng cáo sẽ rất cao, thế nhưng dù có cao đến đâu thì con của hoàng đế không sợ không lấy được chồng. 6 tỷ cũng là một miếng bánh ngọt khá lớn. Vương tử quân lóe lên ý nghĩ như vậy, hắn nói với Lý Bạch Vũ là những công ty nào có hứng thú với phương diện này. chương 1546, 2, mềm dẻo. Công ty bỏ ra 6 tỷ để nắm lấy quyền quảng cáo chính là Trung Pháp Liên Đầu, còn có công ty kinh doanh vàng bạc Kim Huy ở thủ đô và tập đoàn Lang Yến của tỉnh Mật Đông chúng ta. Sau khi báo cáo tên ba công ty đang có hứng thú nắm quyền quảng cáo trong Đại hội Thể dục Thể thao, Lý Bạch Vũ cũng tiến hành nói về tình hình của những công ty này. Vương Tử Quân nghe Lý Bạch Vũ báo cáo mà không khỏi lóe lên vài ý nghĩ, hắn nhìn Lý Bạch Vũ rồi cười nói, Bạch Vũ, những công ty kia có đi tìm anh không? Lý Bạch Vũ có chút sướng sốt, sau đó hắn báo cáo chi tiết, Bí thư Vương, có không ít công ty đến tìm gặp tôi, thế nhưng ngài cứ yên tâm, tôi nắm chắc tâm lý, cũng không vì chút lợi ích riêng mà ảnh hưởng đến công tác chung. Bạch Phú, tôi không phải nghi ngờ anh, thế nhưng đó là miếng bánh ngọt lớn mà nhiều người tranh giành lẫn nhau, anh là người chủ quản, nếu người ta không tạo ra khó khăn cho anh thì mới là vấn đề. Vương Tử Quân vừa cười vừa lên tiếng trấn an lý Bạch Phú. Lý Bạch Vũ lúc này thở dài một hơi, hắn dù không làm ra bất kỳ lỗi lầm nào thế nhưng miệng đời có thể sói mòn nhiều thứ. Hắn chỉ sợ mình vất vả lắm mới tìm được sự tín nhiệm từ bí thư vương thế nhưng lại bị uy hiếp bằng những lời đồn đãi như thế này. Bí thư vương, chuyện này làm cho tôi cảm thấy rất phiền muộn, có không ít người chờ trước cổng nhà tôi, thật sự giống như bao vây đánh chặn làm cho tôi có nhà mà không về được. Lý Bạch Vũ gãi gãi đầu rồi dùng giọng kể khổ nói. Nhưng đó cũng không phải là khó khăn lớn nhất, bây giờ càng có thêm nhiều bạn bè thân thích lui tới nhà tôi, bây giờ gì ba gì bảy không biết từ đâu mà đồng loạt chui ra, tôi ứng phó với bọn họ cũng đủ cảm thấy quá mệt người rồi. Vương Tử Quân nghĩ đến hoàn cảnh khốn khó của Lý Bạch Vũ mà không khỏi so sánh với mình, hình như tình hình của mình còn khá hơn vài phần. Anh chuẩn bị làm thế nào? Vương Tử Quân nhìn Lý Bạch Vũ rồi mỉm cười hỏi. Làm sao bây giờ? lý bạch vũ vốn đã có ý nghĩ rõ ràng đối với hắn thì quan trọng nhất là sự giúp đỡ của vương tử quân còn những thứ khác dù một vài người có chức vụ làm hắn sợ hãi thế nhưng so sánh những người này với vương tử quân tất nhiên hắn càng phải bảo trì nhất trí với bí thư vương hơn với ai khác bí thư vương tôi chuẩn bị tiến hành đấu giá công ty nào bỏ ra nhiều tiền thì hạng mục quảng cáo thuộc về người đó lý bạch vũ cho ra biện pháp đơn giản nhất thế nhưng cũng là hiệu quả nhất như vậy có thể giải quyết được vấn đề khó khăn vào lúc này. Ví giao sắc tuy tốt nhưng khi bị quá nhiều người vây công thì căn bản cũng khó thể nào phát huy tác dụng. Sau khi suy tư giây lát thì vương tử quân cười cười nói, để tôi suy xét xem thế nào đã. Lý Bạch Vũ nhìn vẻ mặt của vương tử quân, thế là trong đầu không khỏi lóe lên vài ý nghĩ. Tuy hắn là người thành thật thế nhưng cũng không phải đại biểu rằng bản thân là kẻ ngốc, ở nhiều chuyện hắn có chủ kiến của riêng mình. Bí thư Vương hỏi chuyện này, có phải có người tìm được Bí thư Vương, mà Bí thư Vương cũng đã có tính toán ở phương diện này rồi không? Những ngày qua Lý Bạch Vũ làm giám đốc diễn đàn đầu tư, địa vị của hắn tăng tiến rất mạnh. Chưa nói đến những thứ khác, vài ngày trước hắn về nhà bố mẹ vợ, đám anh em chú bác trong nhà trước nay không quá quan tâm đến hắn, thế nhưng bây giờ không thể không chúc hắn vài ly. Đặc biệt là nhị thúc của vợ Lý Bạch Vũ, người này là một vị cục trưởng mặc dù trước đó còn có một chữ phó, thế nhưng quyền uy của người này trong nhà bố vợ hắn là không thể khiêu chiến. Ngày hôm đó bố vợ hắn rất vui, tuy bác sĩ đã cảnh báo không nên uống nhiều rượu, thế nhưng vẫn uống vào vài ly. Vợ của Lý Bạch Vũ cảm thấy rất kinh ngạc vì những chuyển biến như vậy, sau đó tỏ ra rất vui vẻ. Nàng không chỉ một lần nói với hắn là tất cả những gì có được bây giờ đều là nhờ bí thư vương ném cho, thế nên hắn nhất định phải làm tốt công tác, tuyệt đối không làm cho lãnh đạo thất vọng. Có một số việc anh không nên quá cố chấp, lãnh đạo nói trời tối thì anh không nên nói trời sáng, nói anh làm thì anh phải làm, cũng đừng hóa thành một con lửa ngu ngốc. Đây là lời khuyến cáo của vợ cho Lý Bạch Vũ, tất nhiên hắn cũng không quá thừa nhận câu nói này, chẳng qua ngày nào hắn cũng nhớ đến nó. Sau khi do dự dây lát thì Lý Bạch Vũ cuối cùng cắn răng nói ra ý nghĩ của mình, hắn thở dốc nói, bí thư vương, chuyện này liên lụy rất lớn, miệng mở ra khó thể ngậm lại, nếu có gì thả lỏng thì sẽ sinh ra hậu hoạn vô cùng. Lý Bạch Vũ nói ra những lời này và có chút hối hận, hắn vốn chuẩn bị hỏi xem bí thư vương có tình huống gì cần phân phó, thế nhưng không ngờ mình ngọng nghịu thế nào lại nói ngược. Đây không phải là đang muốn phản bác lời nói trước đó của bí thư vương sao? Vương tử quân nghe xong và khẽ gật đầu, Hắn nhìn vẻ mặt bàng hoàng của Lý Bạch Vũ, nụ cười trên mặt càng thêm vui vẻ. Có nhiều người có thể đi theo hưởng vinh hoa phú quý, thế nhưng có ít người có thể cùng nhau chung hoạn nạn. Khi vị trí của Vương Tử Quân càng ngày càng tăng tiến, cho dù là những người năm xưa có quan hệ thì khi trò chuyện cũng có vài phần cố kỵ, không có ai dám mở miệng nói lời thật lòng. Hôm nay Lý Bạch Vũ lên tiếng hoàn toàn là suy nghĩ vì Vương Tử Quân những lời này có thể là dễ nghe và cũng có thể là khó nghe, nếu như chính vương tử quân có ý nghĩ khác thì căn bản là rất bất lợi cho Lý Bạch Vũ. Bạch Vũ Anh nói đúng, có vài chuyện không xử lý tốt sẽ để lại hậu hoạn vô cùng. Vương tử quân đứng lên cười cười vỗ vỗ vai Lý Bạch Vũ rồi nói, nhưng bây giờ có một số việc mà anh nếu không làm sẽ đắc tội với người, anh nói xem nên làm gì bây giờ. Lý Bạch Vũ thấy vương tử quân cũng không trách mình, ngược lại còn nói ra những lời thành thật với nhau thế là không khỏi có chút kích động bí thư vương tôi cảm thấy dù là chuyện gì thì chúng ta cũng phải đối xử như nhau không cần suy xét đến những phương diện khác anh nói rất đúng thế nhưng đắc tội với nhiều người thì sau này sẽ càng khó đi anh không nghĩ đến phương diện này sao vương tử quân có chút thất vọng với biện pháp của lý bạch vũ dù sao thì người này vẫn ở vào thời đại bây giờ tuy bên ngoài khéo đưa đẩy thế nhưng đôi khi cũng rất cứng rắn Bây giờ Vương Tử Quân đã có ý thức bồi dưỡng thành viên tổ chức của mình, Lý Bạch Vũ là người có năng lực, có nhân phẩm, lại đáng tin, vì vậy hắn muốn bồi dưỡng Lý Bạch Vũ thành một trợ thủ trọng yếu của mình. Thế nhưng câu trả lời của Lý Bạch Vũ làm cho Vương Tử Quân cảm thấy người này còn có chút khiếm khuyết. Sau khi nghe thấy Vương Tử Quân cho ra câu hỏi khó, Lý Bạch Vũ cảm thấy rất rối, hắn nhìn vẻ mặt bình thản của Vương Tử Quân rồi không nhịn được nói, "Bí thư Vương, nếu như chúng ta thả lỏng một chút, như vậy sau này chuyện kia. Lý Bạch Vũ không nói tiếp thế nhưng hắn lại hiểu Vương Tử Quân biết rõ nội dung phần câu nói còn chưa phát ra của mình. chương 1547, một móc mồi. Từ khi Vương Tử Quân để Lý Bạch Vũ đến phụ trách công tác của diễn đàn đầu tư, Lý Bạch Vũ luôn thầm báo cho mình đây là cơ hội khó có được trong đời, dù sau này có thế nào cũng không được vì nhỏ mất lớn, không thể tiếp tục cực kỳ cá tính như năm xưa, Nói chuyện hay làm việc cũng phải chú ý cực kỳ đúng mực. Đặc biệt là bí thư Vương có phân công việc gì thì cũng phải làm việc cực kỳ cẩn thận, phải có cả kính sợ, và phần thành kính đó phải phát ra từ tận trong lòng. Vì vậy trước mặt Vương Tử Quân thì Lý Bạch Vũ không dám cam đoan phương thức xử lý của mình là tốt nhất, thế nhưng ý nghĩ thì tuyệt đối phải chân thật. Vương Tử Quân nghe những câu nói cực kỳ lo lắng của Lý Bạch Vũ xong, hắn cười cười nói, tôi cũng biết những gì anh nói, thế nhưng anh yên tâm Tôi có nguyên tắc của mình, thế nhưng muốn hoàn thành chuyện này thì anh cần phải chịu chút uất ức. Ngài yên tâm, dù chịu chút uất ức cũng không là gì, chỉ cần có thể hoàn thành tốt công tác là được. Sau khi nghe nói mình chịu chút uất ức thì Lý Bạch Vũ trầm giọng nói lời đảm bảo với Vương Tử Quân. Khi Vương Tử Quân chuẩn bị nhắn nhủ vài lời với Lý Bạch Vũ, đúng lúc này điện thoại của hắn vang lên, tên người gọi đến là Trung phó thần. Vương tử quân khoát tay áo với Lý Bạch Vũ rồi cười nói, anh phó thần, hôm qua nghỉ ngơi thế nào? Ha ha ha, bí thư vương, cảm ơn sự khoản đãi nhiệt tình của ngài, giấc ngủ của tôi cực kỳ thoải mái. Trung phó thần nói đến đây thì lại cười nói, bí thư tử quân, hôm nay ngài có thời gian không? Tôi muốn mời lại anh, nếu không về nhà tôi cũng khó ăn nói, à, phải nói là về nhà sẽ bị người lớn nói là tôi không biết quy củ. Vương tử quân biết rõ trung phó thần làm như vậy là có nguyên nhân, đối phương sẽ nói ra sự việc còn giang dở ngày hôm qua. Hắn cũng không muốn gặp mặt loại người này, thế nên dùng giọng uyển chuyển từ chối, anh phó thần, anh cũng đừng rằng coi như vậy, anh em chúng ta không chạy theo hình thức. Thế này đi, hôm nay tôi có nhiệm vụ tiếp đái, có việc gì anh cứ trực tiếp đến tìm Lý Bạch Vũ là được. Trung phó thần cũng đã tìm hiểu tình huống của vương tử quân ở phía bên này, sau khi nghe Vương Tử Quân nói cho mình trực tiếp tìm gặp Lý Bạch Vũ, hắn biết sự việc đã xong. Hắn nhanh chóng nói lời cảm tạ, bí thư tử quân, cảm ơn anh đã sắp xếp. Vài ngày nữa nếu anh có đến thủ đô thì chúng ta sẽ tâm sự nhiều hơn. Hai người hàn huyên vài câu rồi Trung Phó Thần nói, người bạn của tôi tên là Sở Phát Khôn, anh ấy có mở một công ty quảng cáo tên là Phát Khôn ở thủ đô. Anh yên tâm, bọn họ đã nhiều lần nắm hạng mục lớn ở thủ đô, nếu có bất kỳ vấn đề gì thì anh cứ hỏi tội tôi là được. U ừ, ược, tôi biết rồi, anh để anh ấy liên lạc với Lý Bạch Vũ là được, tôi cũng sẽ nói một câu với Lý Bạch Vũ. Vương Tử Quân nói xong thì cúp điện thoại, hắn nhìn Lý Bạch Vũ vẫn còn đứng trước mặt mình, thế là khẽ vẫy tay, Bạch Vũ, chuyện này cần anh hao tổn tâm trí nhiều hơn. Những ngày qua Lý Bạch Vũ cảm thấy mình không còn là chính mình trước đó, tất cả biến đổi long trời lở đất, giống như chính mình biến thành một mâm bánh trái của kẻ khác. Khi hắn vội vàng chạy đến báo cáo với lãnh đạo thì điện thoại cũng liên tục vang lên. Gần đây điện thoại của hắn liên tục đổ chuông, điều này làm cho hắn sinh ra cảm giác sợ điện thoại. Điện thoại vừa vang lên thì hắn đã có tâm ý hoảng loạn, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển, tranh thủ thời gian chuồn đi. Vì vậy vừa đến bữa cơm thì Lý Bạch Vũ đã có ý nghĩ muốn tắt điện thoại, thế nhưng hắn lại không thể làm như vậy, nếu như Bí thư Vương đột nhiên có chuyện cần bàn thì sao? Hắn cần phải đảm bảo điện thoại của mình luôn sẵn sàng hoạt động, toàn tâm toàn ý phục vụ Bí thư Vương. Lúc này mọi người căn bản đều hy vọng Lý Bạch Vũ có thời gian để đến nhà thăm hỏi, có vài cuộc điện thoại mà hắn có thể qua loa đại khái, thế nhưng có vài người gọi đến mà không thể không nghe máy. Bây giờ hắn ngồi trong phòng làm việc của mình, hắn chỉ có thể chịu sự quấy nhiễu này, liên tục nghe máy. Cục trưởng Triệu Thật sự xin lỗi, không phải tôi không nể mặt ngài, thế nhưng hôm nay không được, bí thư Vương còn chờ tôi báo cáo công tác. Tôi là người hầu căn bản không được tự do, vài ngày nữa tôi sẽ mời ngài dùng cơm. Ha ha ha, chủ nhiệm Mã, ngài là lãnh đạo của tôi, người khác thì tôi có thể nói lý do, thế nhưng tôi nào dám nói nửa chữ với ngài. Chỉ là hôm nay tôi thật sự không thể phân thân được, xin ngài tha thứ cho. Vâng, 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 lần sau tôi sẽ liên lạc sau khi đối phó và giải thích xong với từng cuộc điện thoại thì Lý Bạch Vũ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, có quá nhiều người có uy tín và danh dự đang muốn mở tiệc chiêu đãi hắn, dù thế nào thì hắn cũng phải tìm biện pháp đối phó cho tốt. Hắn không nên đắc tội với những người này, thế nhưng hàng loạt vấn đề như vậy làm cho cuộc sống của hắn căn bản không có được sự bình an, cực kỳ phiền muộn. Đời người là bất đắc dĩ, khi không có cơ hội cho anh thi triển tài hoa, anh sẽ cảm thấy khó thể gặp mặt người khác cảm thấy có tài nhưng không gặp thời. Nếu như đặt anh lên vị trí công tác, nhìn qua thì có vẻ oai phong, thế nhưng công tác mệt mỏi đối phó nhiều người lại rất khổ sở, người ngoài sao có thể hiểu thấu được. Lý Bạch Vũ cảm thấy hoài niệm thời gian bình yên tĩnh lặng trước đó của mình, thế nhưng đó cũng chỉ là ý nghĩ của hắn mà thôi. Người thường đi chỗ cao mà nước chảy chỗ thấp, Lý Bạch Vũ hắn không phải là một người ngu, sao có thể bỏ qua cơ hội phát triển như lúc này cho được. Lý Bạch Vũ vất vả lắm mới cúp điện thoại của những người tương quan, hắn đang chờ đợi cuộc điện thoại kia. Chợt nghe trong điện thoại có người cười hỏi, chủ nhiệm Lý, điện thoại của ngài thật sự là đường dây nóng, nếu không phải tôi liên tục bấm số thì căn bản cũng không có cơ hội được trò chuyện với ngài, thế nhưng bây giờ bàn tay tôi đã dã rơi ra rồi. Một giọng nói nũng nịu truyền đến, nếu như không biết người gọi điện thoại cho mình đã hơn 50 tuổi và dáng người đã hoàn toàn là của một người già lão, chỉ sợ Lý Bạch Vũ sẽ có những ý nghĩ khác. Thế nhưng bây giờ đừng nói là hắn có ý nghĩ gì khác, chỉ cần nghe những âm thanh nũng nịu kia cũng đủ làm hắn nổi da gà. Chào Giám Đốc Lăng, bây giờ tôi thật sự có chút bận rộn, thế nên mới làm cho Giám Đốc Lăng chờ đợi lâu, ngài có lời dặn dò gì thì cứ nói. Lý Bạch Vũ nói như vậy thế nhưng chợt nghe người phụ nữ bên kia đùng giọng khéo hiểu lòng người nói, ôi chủ nhiệm Lý của tôi, không có năng lực thì không thể làm, anh bây giờ bận rộn như vậy cũng là có nguyên nhân, vì ngài là nhân tài. Bí thư Vương là người có ánh mắt tuyệt vời, đặt ngài lên vị trí hiện tại căn bản là cực kỳ đúng đắn. Nếu là trước kia thì Lý Bạch Vũ sẽ căn bản không bao giờ nhận được đãi ngộ như vậy, đừng nói là người phụ nữ giàu có trong tỉnh mật đông này sẽ nhìn vào hắn, dù là người chồng đến ăn bám chân thiên ích của người này cũng không cung kính với hắn. Vì vậy mà hắn không khỏi cảm khái. Sự thật thì trong cuộc sống có vài người bày ra cái giá rất lớn, thế nhưng lại không biết thứ làm cho người ta ngóc đầu lên cao chính là quyền lực và ích lợi. Suy xét về phương diện bản tính thì người và người không mấy ai cung kính với nhau, bọn họ chỉ cung kính với quyền lực và ích lợi mà thôi. Lý Bạch Phú tuy hiểu rõ ràng điều này thế nhưng nghe những lời nịnh nọt của người phụ nữ phía bên kia cũng không khỏi có chút hưởng thụ. Hắn cười nói cảm ơn giám đốc lăng đã khích lệ, nói thật thì Bí Thư Vương là người có ơn chi ngộ với tôi, nếu không thì tôi chẳng có được vị trí như lúc này. Hai người nói vài câu chê cười, sau đó Lăng Phỉ Yến cười nói, chủ nhiệm Lý, hôm nay Hà Tiên Sinh muốn mời anh đến sảnh trí tôn của khách sạn Hào Bần uống vài ly cho vui. chương 1547, 2, móc mồi. Tôi nhất định sẽ đến, dù thế nào cũng không thể để cho Hà Tiên Sinh chờ lâu được. Lý Bạch Vũ đặt điện thoại xuống rồi xoa xoa đầu, Hà Tiên Sinh kia chính là con rể của Vi Yến Quy, là cố vấn của công ty Lăng Yên, cũng không phải là một người dễ trêu chọc, cực kỳ có thể diện trong tỉnh Mật Đông. Lăng Phỉ Yến sở dĩ đặt Hà Tiên Sinh ở bên miệng chính là vì muốn lấy người này thành lá bài ngựa cho mình, xem ra người phụ nữ này đúng là tràn đầy dã tâm, khi bỏ mồi cũng không quên lưới câu. Lý Bạch Vũ nghĩ đến những lời mà Vương Tử Quân nói với mình, hắn cảm thấy có khá nhiều lo lắng. Hắn trầm ngâm dây lát, sau đó cầm lấy một phần văn kiện giống như làm theo thông lệ đi về phía phòng làm việc của vương tử quân triệu hiểu bạch đang xem xét văn kiện trong phòng thư ký hắn thấy lý bạch vũ đi đến thì mỉm cười tiến lên chào đón sau một thời gian rèn luyện thì triệu hiểu bạch đã tiến bộ hơn khá nhiều ít nhất trò chuyện cũng không cứng nhắc như dĩ vãng chủ nhiệm lý anh là người bận rộn bây giờ gặp mặt anh cũng không dễ dàng gì Lý Bạch Phú cười khổ với câu nói vui đùa của Triệu Hiểu Bạch, "Hiểu Bạch, cậu cũng đừng chê cười tôi, nếu lời này rơi vào trong tai của Bí thư Vương, tôi cũng không chịu nổi." Khi hai người trò chuyện với nhau, Lý Bạch Phú ngồi xuống đối diện với Triệu Hiểu Bạch, sau đó hắn chỉ về phía phòng làm việc của Vương Tử Quân, "Bây giờ lãnh đạo có thời gian rảnh không?" "Anh đến khá đúng lúc, thư ký trưởng Tề Bảo vừa rời đi." Triệu Hiểu Bạch nói rồi đứng lên nói, "Tôi vào trong phòng xem thế nào." Một lát sau Triệu Hiểu Bạch đi ra mời Lý Bạch Vũ đi vào phòng làm việc của Vương Tử Quân. Khác biệt tình cảnh bí thư Vương luôn bận rộn ở những trường hợp trước đó, bây giờ bí thư Vương lại đang nhàn nhã cắt tỉa chậu hoa cảnh ở trong phòng. Bạch Vũ đến đấy à, anh xem chậu hoa cảnh này thế nào? Đây chính là tôi lấy được từ bên phòng của chủ tịch Đường đấy. Vương Tử Quân không chờ Lý Bạch Vũ lên tiếng mà đã nhanh chóng mở miệng nói. Lý Bạch Vũ thấy bí thư vương tỏ ra thân cận với mình như vậy thì không khỏi cảm thấy nóng lòng, hắn nhanh chóng đi đến bên cạnh vương tử quân, hắn nhìn chăm chú một lát rồi cười nói, bí thư vương, tôi cảm thấy hoa này cũng thích trốn đông người, anh xem vừa chuyển đến không bao lâu mà đã đâm chồi nảy lộc thế này rồi đây. Vương tử quân nhìn bộ dạng vò đầu bước tai của Lý Bạch Vũ, hắn biết rõ người này khá thành thật, thế nên một câu hỏi của hắn làm cho Lý Bạch Vũ cảm thấy khó xử sự việc thế nào rồi? Sau khi Triệu Hiểu Bạch đi ra ngoài thì Vương Tử Quân buông kéo xuống hỏi. Bí thư Vương, ngày hôm qua sở phát khôn đã liên lạc với tôi, bọn họ cho ra một phương án đầu tư, chuẩn bị bỏ ra một tỷ để nắm lấy phương diện quảng cáo trong Đại hội Thể dục Thể thao. Lý Bạch Vũ nói đến đây thì gương mặt cực kỳ khó coi. Dù sao trước đó cũng có công ty tình nguyện bỏ ra 6 tỷ, thế nhưng Lý Bạch Vũ còn chưa muốn ký kết hợp đồng, công ty của sở phát khôn chỉ bỏ ra một tỷ như vậy sao có thể làm cho lý bạch vũ tiếp nhận cho được nếu không biết rõ kế hoạch của vương tử quân thì lý bạch vũ đã tuyệt đối nói rõ ràng với người kia dựa theo ý nghĩ của hắn thì anh đừng nói nhiều anh cứ đứng đó mà chờ thế nhưng kế hoạch của bí thư vương khá bí mật lý bạch vũ hắn cần phải kín miệng phải nắm chắc công tác của mình vương tử quân cũng có chút không thoải mái với số tiền mà sở phát khôn chuẩn bị đưa ra tuy kinh doanh quảng cáo cũng khó nắm được số tiền thực chất, thế nhưng con số kia quá nhỏ, thật sự là không ra gì. Hèn gì người ta nói có vài người có thể kinh doanh phát đạt, chỉ cần tìm được vài vụ kinh doanh như vậy là đủ làm cho người ta kiếm được đầy tiền rồi. Trong đầu vương tử quân lóe lên ý nghĩ như vậy, hắn nâng ly trà ở trước mặt lên nhấp một ngụm, sau đó mới nói tiếp phía bên kia có tiếp xúc với anh không. Đã mời tôi dùng cơm một lần, lần này bọn họ kéo Hà Lăng Nhiên ra ngoài. Lý Bạch Vũ sợ Vương Tử Quân không biết Hà Lăng Nhiên là ai, thế là hắn khẽ giới thiệu chính là con rể của Bí Thư Vi. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn vừa cười vừa nói, nếu người ta đã có thịnh tình như vậy, anh nên công khai đi qua, nếu có chuyện gì cần làm thì phải làm cho tốt. Điều này tôi biết rõ, tôi nhất định sẽ không làm cho lãnh đạo thất vọng. Lý Bạch Vũ nói đến đây thì lại dùng giọng có chút khó khăn nói, trước đó lăng phỉ yến muốn tặng tôi vài món đồ thế nhưng tôi từ chối nếu như bây giờ bà ta tiếp tục tặng đồ tôi phải làm sao bây giờ vương tử quân nhìn gương mặt khó xử của lý bạch vũ hắn cười ha hả nói anh nên nắm chắc chính mình ở phương diện tiền bạc và lễ vật bình thường đều có qua có lại anh nên tự quyết định là được vương tử quân nói vài câu liên quan đến diễn đàn đầu tư sau đó hắn vẫn nhìn thấy bộ dạng bối rối của lý bạch vũ hắn biết người này vẫn cảm thấy khó xử Thế là mở miệng an ủi, cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai, anh cũng không nên quá khó xử, lát nữa khi hai bên gặp mặt thì tôi cho hiểu Bạch đi với anh. Nghe nói Bí thư Vương cho Triệu Hiểu Bạch đi cùng mình, Lý Bạch Vũ thở dài một hơi. Hắn nhìn gương mặt tươi cười của Vương Tử Quân, chợt sinh ra xúc động vì sự khoan dung của lãnh đạo, dù sao thì chuyện này cũng không thích hợp. Vương Tử Quân tiễn Lý Bạch Vũ ra khỏi phòng làm việc của mình thì khẽ nở nụ cười sự việc tiến triển rất thuận lợi, phiền toái nhỏ này có thể sẽ được giải quyết nhanh chóng, thế nhưng Vi Yến Quy liên lụy vào sự việc này sẽ giống như có chút khó nói. Nhưng Vi Yến Quy gần đây có ý nghĩ bất lương với mình, hơn nữa hắn giống như còn cảm nhận được bóng dáng của Vi Yến Quy trong lễ khánh thành diễn đàn đầu tư trước đó. Chút nữa anh gọi điện thoại cho Hà Thiếu Gia, xem có cần đến đón anh ấy không. Đúng rồi, anh đã chuẩn bị xong món mà Hà Thiếu Gia thích chưa? Lăng Phỉ Yến dùng ngón tay như củ cải để hất hàm sai khiến người đàn ông của mình. Trần Thiên Ích là chồng của Lăng Phỉ Yến, hắn chỉ có thể dùng giọng vâng lời nói, chút nữa anh sẽ gọi điện thoại. "À, không cần gọi quá sớm, Hà Thiếu gia cũng không cần đến trước." Lý Bạch Vũ dù là người đang phát triển rất tốt, thế nhưng dù sao cũng chỉ mới ngóc đầu lên, nếu so sánh với Hà Thiếu gia thì căn bản không bằng. Lăng Phỉ Yến nói rồi giống như nghĩ ra vấn đề gì đó, "Đúng rồi, Chuyện con cái thế nào rồi? Chân Thiên Ích chợt chấn động cả người, gần đây hắn sợ nhất chính là nghe Lăng Phỉ Yến nói đến điều này. Dù sao thì hắn cũng từng là chồng của Thành Nhiên Tuệ, vì hắn muốn có được cuộc sống tốt hơn mà phản bội vợ, đây vốn là chuyện căn bản làm cho hắn cảm thấy rất mất mặt, nhưng bây giờ vì chuyện con gái mà hắn càng không đành lòng. "Không phải anh đã nói rồi sao, từ từ rồi tính." Chân Thiên Ích nói rồi dùng ánh mắt có chút sợ hãi nhìn Lăng Phỉ Yến. Mồ hôi trên trán đã chảy thành dòng. Cũng may Lăng Phỉ Yến chỉ hỏi như vậy mà thôi, nàng hư một tiếng rồi nói, anh tốt nhất nên làm cho nhanh, em còn muốn đưa con bé đi chơi. Nhưng những ngày sắp tới chúng ta phải nắm bắt công tác quảng cáo của Đại hội thể dục thể thao, đây là sự kiện có liên quan rất lớn đến tiến trình phát triển của công ty chúng ta trong thời gian tới. Chương 1548, một yếu thế cũng là một loại trí tuệ. Mật Đông là một tỉnh có sinh thái chính trị cực kỳ đặc thù. Dựa theo lễ cố thì lãnh đạo đứng đầu và thứ hai của cấp ủy chính quyền căn bản rất khó phối hợp ăn ý và đồng bộ được. Hai vị lãnh đạo sẽ tạo nên hai thế lực riêng cho mình. Tỉnh ngoài là như vậy, tất nhiên trong tỉnh Mật Đông cũng không ngoại lệ. Vị Yến Quy là người có căn cơ thâm hậu ở Mật Đông, hơn nữa còn là một đồng minh cực kỳ trọng yếu của Sầm Vật Cương. Nếu như không có sự tham dự của lão, chỉ sợ Sầm Vật Cương khó thể nào chống lại Đường Trấn Huy. Vài năm qua sầm vật gương vẫn luôn thỏa mãn về người này, vì vậy Vi Yến Quy căn bản luôn tràn đầy chờ mong với hướng đi của mình trong tương lai. Chỉ là khi Vương Tử Quân xuất hiện thì giấc mộng của Vi Yến Quy bị phá vỡ. Vi Yến Quy không cam lòng, Vương Tử Quân là một thế lực từ bên ngoài đến Mật Đông, mặc dù có chức quan là phó bí thư tỉnh ủy, có khuynh hướng tiếp nhận vị trí chủ tịch tỉnh của Đường Trấn Huy, thế nhưng Vương Tử Quân không có căn cơ trong quan trường Mật Đông thậm chí cũng không có lấy một thủ hạ đắc lực của mình. Nhưng vì Yến Quy thì lại khác, thậm chí hắn có thể chạy đến thủ đô phất cờ hò reo cho mình, hắn có phải là có hy vọng rất lớn với chức vụ chủ tịch tỉnh của đường Trấn Huy hay không? Sảnh trí tôn của khách sạn tất nhiên cũng làm cho khách có sự hưởng thụ cấp bậc trí tôn, Lý Bạch Vũ ngồi trong phòng rộng rãi khoáng đạt rực rỡ đèn màu, bên cạnh còn có nữ nhân viên phục vụ dịu dàng đầm thắm, thật sự không thể nào sinh ra cảm giác cô quạnh cho được. Nếu như có thể đuổi cặp vợ chồng ở bên cạnh đi nơi khác, như vậy không gian sẽ càng thêm hoàn thiện, thế nhưng đáng tiếc người ta lại là chủ mời khách, không thể đuổi đi được. Đồng hồ đã chỉ 7 giờ tối, thức ăn còn chưa được đưa lên, Lăng Phỉ Yến là nữ chủ nhân, nàng mỉm cười giới thiệu với Lý Bạch Vũ về kế hoạch tiếp theo của công ty mình có bao nhiêu ưu thế để cạnh tranh. Chủ nhiệm Lý, tôi và Phỉ Yến cực kỳ kính trọng ngài, mặc dù ở phương diện quan điểm thì tôi và ngài không phải quá nhất trí thế nhưng có một điều tôi không thể không thừa nhận đó là chúng tôi luôn đồng hành với những quyết sách đầu tư của tỉnh mật đông chân thiên ích nói rồi dựng ngón tay cái với lý bạch vũ lý bạch vũ có thể nói là đối trọi gay gắt với chân thiên ích ở phương diện quan điểm thậm chí hai người từng không ai nhường ai khi viết bài cho một tạp chí chân thiên ích là một người có tính tình cao ngạo sao có thể cúi đầu thế nhưng sự thật là như vậy hôm nay chân thiên ích phải cúi đầu với lý bạch vũ hắn chỉ là Lý Bạch Vũ hiểu rõ ràng, Chân Thiên Ích nói hay như vậy nhưng trong lòng sẽ nghĩ khác, cũng không phải thật sự bội phục mình, chỉ là muốn nói vài lời như vậy cho mình vui vẻ. Lý Bạch Vũ căn bản rất khinh bỉ con người của Chân Thiên Ích, lúc này thấy đối phương cúi đầu nói ra những lời nịnh hót mình, hắn không khỏi cảm thấy không ra gì, đồng thời lại cảm thấy có chút đau lòng. Hắn thấy Chân Thiên Ích cũng là một người tài hoa thế nhưng một người như vậy vì muốn hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp mà sa đọa không còn gì để nói. Tôi không nói đến phương diện này, Lý Bạch Phú biết lúc này tốt nhất là giúp đỡ chân Thiên Ích để cao chính mình, thế nhưng hắn không thể nói nên lời, thế nên cười cười khua tay nói với đối phương. Lúc bắt đầu thì Lý Bạch Phú còn không biết động tác này của mình có gì lạ, nhưng sau khi nói xong thì hắn phát hiện động tác của mình cực kỳ giống với Bí Thư Vương. Lý Bạch Vũ nhìn hai vợ chồng chân thiên ích trò chuyện vui vẻ, thế nhưng hắn khoát tay lại tạo nên cảm giác khống chế tất cả. Khi hắn và hai vợ chồng chân thiên ích đang một hỏi một đáp, cửa phòng bị đẩy ra, một người đàn ông chưa đến 30 tuổi đi vào. Người đàn ông này cao mét 8, nhìn qua chỉ có thể dùng một từ để miêu tả là cực kỳ đẹp trai. Tuy Lý Bạch Vũ là người có kiến thức rộng rãi, thế nhưng hắn không thể không tán thưởng người đàn ông kia quá đẹp trai người đàn ông kia vừa vào cửa thì cười nói ha 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 chủ nhiệm lý giám đốc lăng thật sự không trùng hợp tôi bị kẹt xe thế nên làm cho hai vị phải chờ lâu kẹt xe lý bạch vũ không tin vào điều này đối phương sở dĩ đến chậm là vì cố ý mà thôi hắn hiểu như vậy nhưng không nói ra mà chỉ tranh thủ thời gian cùng đám người lăng phỉ yến đứng lên lăng phỉ yến nhanh chóng đi đến bên cạnh người đàn ông kia nàng nhận lấy áo khoác của đối phương sau đó cười tủm tìm nói, ôi, cậu Hà, cậu khách khí như vậy, không phải là quá khách khí với chị sao? Hà lăng nhiên cười cười với lăng phỉ yến, sau đó hắn trực tiếp đi đến vị trí chủ vị trong phòng trí tôn ngồi xuống, lại nói với Lý Bạch Vũ, chủ nhiệm Lý, tôi đã ngưỡng mộ đại danh của anh từ lâu rồi, hôm nay chúng ta uống vài ly cho vui. Vị trí chủ vị trong phòng là một chiếc ghế mộc khác theo kiểu bàn long, nhìn qua có vẻ rộng rãi khí phái hơn so với những chiếc ghế khác, giống như nó càng làm cho chủ nhân hiển thị rõ địa vị của mình. Khi Lý Bạch Vũ đi đến thì mặc dù là khách chủ yếu cũng không được hai vợ chồng chân thiên ích mời ngồi lên chiếc ghế kia. Bây giờ Hà Lăng nhiên đến, đối phương tiến lên đặt mông lên ghế chủ vị, có thể thấy người này không phải kiêu ngạo như bình thường. Tất nhiên người cưới được con gái của phó bí thư tỉnh ủy cũng không thể không kiêu ngạo. Lý Bạch Vũ rất không kiên nhẫn gặp mặt hạng người này, thế nhưng bây giờ tâm tính của hắn đã khác hắn đã trưởng thành nhiều hơn. Khi thấy Hà Lăng Nhiên chào hỏi thì hắn cũng nói, tôi sẽ uống với ngài vài ly. Rượu và thức ăn nhanh chóng được dâng lên, lần này Lăng Phỉ Yến có thể nói là hao tổn nhiều tâm tư, rượu đỏ ngon nhất, món ăn là tôm hùm và trứng cá. Vì chủ khách đều ân cần thế nên bầu không khí trong phòng rất nhiệt liệt. Hà Lăng Nhiên uống rượu La Phi 82 rồi cười nói với Lý Bạch Vũ, chủ nhiệm Lý, giám đốc Lăng là chị của tôi, chuyện của chị ấy cũng là chuyện của tôi, chị ấy kinh doanh cũng không dễ dàng gì, thế nên kính mong anh quan tâm nhiều hơn. Lý Bạch Vũ biết quan tâm có nghĩa gì, hắn nâng ly rượu lên nói, tôi gần đây cực kỳ bội phục giám đốc lăng, chúng tôi cũng mong sao các doanh nghiệp bản địa có thể đầu tư vào diễn đàn đầu tư của tỉnh, nói ra thì phải là giám đốc lăng quan tâm đến tôi mới đúng. Hà Lăng Nhiên dùng ánh mắt ngạo mạn nhìn Lý Bạch Vũ, sau đó hắn mỉm cười nâng ly rượu lên nói, chủ nhiệm Lý, nếu chúng ta là bạn bè, tôi đây lấy phần tình cảm giữa hai ta ra để nói lời thật lòng. Đó là chị của tôi là người chuyên nghiệp ở phương diện quảng cáo, chị ấy muốn làm ra cống hiến cho tỉnh Mật Đông. Anh xem nếu không thì thế này, anh giao phương diện quảng cáo của Đại hội Thể dục Thể thao cho công ty bọn họ, tôi tin tưởng rằng chị ấy sẽ không làm cho anh thất vọng. Trường 1548, hai yếu thế cũng là một loại trí tuệ. Hà Lăng Nhiên nói đến đây thì nâng ly rượu lên nói tiếp, tôi kính anh một ly, chúng ta cứ như vậy mà làm. Lý Bạch Vũ nhìn Hà Lăng Nhiên nâng ly rượu lên uống cạn mà không khỏi thầm mắng người này quá bá đạo. Sau khi Hà Lăng Nhiên đặt ly rượu xuống thì hắn cố gắng bày ra bộ dạng khó xử nói, cậu Hà, không phải tôi không nể mặt cậu, thế nhưng sự việc này tôi không dám tự tiện làm chủ. Ôi, anh Lý, anh cũng đừng làm tôi mất hứng. Tôi nói thẳng với anh, anh hỏi thăm trong tỉnh mật đông này xem, Địa bàn này có ai không nể mặt tôi? Trước tiên tôi nói cho anh một câu đề tỉnh, Vương Tử Quân là thiên thần hộ mệnh của anh sao? Nếu như làm cho tôi mát hứng thì anh cũng đừng hòng thoải mái được. Hà Lăng Nhiên chợt đứng lên dùng giọng lạnh lùng nói. Lý Bạch Phú chợt có chút kinh hãi, hắn không ngờ con rể của Vi Yến Quy lại là một người như vậy. Khoảnh khắc này Lý Bạch Phú chợt sinh ra nghi ngờ, Vi Yến Quy cam lòng gả con gái của mình cho một thằng ngu thế này sao? lý bạch phú cười cười dùng giọng huyền chuyển nói cậu hà cậu đừng nóng chủ yếu là chuyện này bí thư vương đã cho ra thông báo nói là phương diện quảng cáo cực kỳ quan trọng với đại hội thể dục thể thao được rất nhiều công ty chú ý dù là công ty từ đâu đến trong tỉnh mật đông thì người mật đông tự quyết định nếu để cho người bên ngoài khoa tay múa chân không phải là vô nghĩa sao hà lăng nhiên khoát tay áo rồi bày ra bộ dạng mất kiên nhẫn nói được rồi chuyện này cứ như vậy đi Tôi còn có chút chuyện, cần phải đến nhà ông cụ một chuyến, xin lỗi không thể ở lại lâu được." Lăng Phỉ Yến nhìn Hà Lăng Nhiên bỏ đi mà nở nụ cười nói với Lý Bạch Vũ, "Chủ nhiệm Lý, Hà thiếu gia có tính tình như vậy, anh cũng đừng nóng, chuyện này mong anh hao tâm tổn trí nhiều hơn." Lăng Phỉ Yến nói rồi lấy từ trong túi ra một cái chìa khóa, "Chủ nhiệm Lý, tôi nghe nói bây giờ ngài vẫn còn ở trong nhà bố mẹ vợ, điều này là không thể được." tôi còn có một căn hộ trống trong khu dân cư Thành Nguyền, anh cứu cầm lấy đi. Lý Bạch Vũ không xa lạ gì khu dân cư Thành Nguyền, nơi đó là trốn dành cho đám nhà giàu thành phố rừng mật. Hơn nữa đó cũng không phải là căn hộ, là những biệt thự hai tầng khá lớn, cực kỳ có khí thế. Điều này, giám đốc lăng, không công không nhận lộc, nhà này để sau này rồi hãy nói. Lý Bạch Vũ đưa chìa khóa lại cho lăng phỉ yến, sau đó hắn nói, giám đốc lăng, chuyện này tôi thật sự không làm chủ được tạm biệt lbv được lăng phỉ yến và chân thiên ích nhiệt tình tiến ra khỏi khách sạn lúc này gió khẽ thổi đầu óc của hắn đã tỉnh táo hơn bây giờ hắn đã nắm bắt được các hương diện như vậy bước tiếp theo nên làm theo đúng như kế hoạch của bí thư vương tốt nhất là có thể hoàn thành thuận lợi kế hoạch của bí thư vương như vậy mình sẽ không biến thành một miếng thịt cho đám quả đen làm cho đám hồ ly vây quanh người đây cũng không phải là chuyện gì hay làm cho người ta cảm thấy thoải mái. Điện thoại đổ chuông như phát điên, Lý Bạch Vũ nhìn qua màn hình báo số, hắn khẽ lắc đầu. Hắn vừa uống trà vừa xem xét vài phương án đặt trên mặt bàn, phỏng đoán mức độ thực hiện của từng phương án. Điện thoại vang lên 3 phút thì mới yên tĩnh trở lại. Lý Bạch Vũ hít vào một hơi thật sâu, thầm nghĩ mình có nên chuyển điện thoại sang chế độ im lặng hay không. Nếu không thì lỗ tai của mình căn bản khó thể yên tĩnh được. Tiên sinh, ngài đừng như vậy, không phải tôi đã nói rồi sao? Chủ nhiệm Lý đi đến báo cáo công tác với lãnh đạo tinh rồi. Giọng nói của Tiểu Ngư chợt vang lên ở bên ngoài. Tiểu Ngư còn chưa nói xong thì cửa phòng làm việc của Lý Bạch Vũ đã bị đẩy ra, một người đàn ông hơn 40 tuổi mặc trang phục nghỉ ngơi cười tủm tỉm xuất hiện trong phòng làm việc của Lý Bạch Vũ. Người này nhìn Lý Bạch Vũ rồi cười nói, chủ nhiệm Lý, anh chơi trò này mà được sao, là bạn thân đây sao? Chủ nhiệm, tôi đã nói với vị tiên sinh này, thế nhưng anh ấy không nghe. Tiểu ngư nhìn Lý Bạch Vũ rồi dùng giọng uất ức nói. Lý Bạch Vũ phất phất tay với Tiểu ngư, tỏ ý cho đối phương rời đi, thế là mới cười nói với người đàn ông kia, giám đốc sở, không phải tôi không muốn gặp anh, thế nhưng tôi không dám tùy tiện tỏ thái độ. Anh nghĩ mà xem, tôi nếu mạnh miệng lên tiếng, cuối cùng sẽ làm chậm chế công việc của ngài, chẳng phải là không chịu trách nhiệm sao? Chủ nhiệm Lý, cũng không thể nói như vậy được, mua bán không thành nhưng nhân nghĩa vẫn còn, nếu anh trốn tránh tôi, như vậy lại không có gì hay. Hôm nay anh phải cho tôi một tin tức chính xác, có phải là bí thư vương có ý kiến gì không? Anh nói với tôi một câu thật lòng xem, tôi chắc chắn không làm anh khó xử tôi cũng không tin không qua được cửa ải khó của bí thư vương. Tôi muốn nghe một câu nói thật từ ngài, anh xem có được không? Sở phát khôn ngồi xuống trước bàn làm việc của Lý Bạch Vũ rồi cười ha hả nói. Lý Bạch Vũ bày ra bộ dạng khó xử nói, tôi là người được bí thư vương đề cử lên, nếu bí thư vương có lời nào nhắn nhủ thì tôi nhất định sẽ làm. Thế nhưng bây giờ có nhiều công tác khác đang dõi theo hạng mục này, còn mời ra vài người cực kỳ khó khăn, anh cũng không biết đâu, Hai ngày qua tôi căn bản là ăn ngủ không yên. Sở phát khôn nhìn gương mặt khó xử của Lý Bạch Vũ, thái độ của hắn càng ôn hòa, ai có hứng thú với hạng mục này. Chủ nhiệm Lý, anh cứ nói với tôi, biết đâu còn có thể cùng hợp tác. Tuy nói là cùng hợp tác nhưng trên mặt sở phát khôn lại có vài phần âm độc. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại đột một vang lên làm Vương Tử Quân thoát khỏi trạng thái trầm tư. Hắn cầm điện thoại nhìn thoáng qua rồi khẽ nói, chào anh. Tôi là Vương Tử Quân. Bố, bố có thể thay bằng câu nói khác được không? Một giọng nói có vài phần trẻ thơ truyền đến từ đầu dây bên kia. Vương Tử Quân nghe âm thanh này mà không khỏi bật cười, sau đó hắn nở nụ cười sủng ái nói, "Ôi, thì ra là tiểu điềm đậu nhà ta. Con gái yêu, con dùng điện thoại của ai vậy? Sao bố không lưu số của con lại nhỉ? Đây là điện thoại của con, Di Hồng cầm tặng con nhân ngày quốc tế thiếu nhi." Bố đây là chiếc điện thoại mà công ty của dì Hồng Cẩm sản xuất ra, dì ấy đặc biệt đến tặng cho con. Tiểu điềm đậu căn bản rất thích món đồ chơi mới này của mình. Vương tử quân thấy con gái của mình nói như vậy thì không khỏi muốn vung tay véo má nó một chút. Hắn dùng giọng thân thiết nói với đầu dây bên kia, dì Hồng Cẩm nhất định là cảm thấy tiểu điềm đậu dễ thương xinh xắn nên mới tặng quà như vậy. Con có cảm ơn gì không? Cảm ơn ba ba, dì Hồng Cẩm rất tốt với con nhưng cậu em kia lại có chút chán ghét, luôn chui vào ngực gì hồng cẩm của con. Tuy không đối mặt với nhau thế nhưng Vương Tử Quân vẫn có thể tưởng tượng ra bộ dạng vành môi của cô con gái nhỏ nhắn của mình. chương 1549, Binh không thể không dối trá, anh thay tôi tiến lên. Vương Tử Quân mỉm cười an ủi con gái hai câu, hắn chợt sinh ra cảm xúc muốn xóa bỏ khoảng cách không gian thời gian. Sau khi Tần Hồng Cẩm sinh con trai gọi là Tiểu Thạch Đầu, Hắn chỉ được nhìn thấy hình ảnh của hai mẹ con họ mà thôi. Khi thân phận của Vương Tử Quân liên tục tăng tiến, hơn nữa với thế cục ở tỉnh Mật Đông vào lúc này, hắn căn bản không thể nào rời đi được. Vị trí được đề cao thì quyền lợi cũng lớn, cũng có nghĩa là hắn mất đi quyền tự do của mình. Khi nào bố rảnh thì nhất định sẽ đi chơi với con. Nhưng này, bố nhờ con một việc được không? Chính là khi cậu em lớn lên, bố không có mặt, tiểu Điềm Đậu là chỉ cả Tất nhiên phải quan tâm chăm sóc em đúng không? Được rồi, cứ quyết định như vậy, con sẽ chờ ba ba." Tiểu Điềm Đậu nói rồi cười, tiếng cười vui vẻ vang lên vang vẳng bên tai Vương Tử Quân. Sau khi Hàn Huyên thêm một lúc thì y phong nhận lấy điện thoại, nàng cười giới thiệu tình hình của Tần Hồng Cẩm với Vương Tử Quân, sau đó nói, "Tử Quân, bây giờ Tiểu Điềm Đậu mỗi ngày đều vây lấy chị Hồng Cẩm, thật sự là làm em tức chết đi được, mẹ ruột lại bị nó vứt sang một bên." vậy thì em nên cướp lấy tiểu thạch đầu làm con cho mình vương tử quân cười hì hì lên tiếng chọc ghẹo mặc dù biết vương tử quân nói cho vui thế nhưng y phong vẫn rất động tâm vì lời nói của vương tử quân bây giờ nàng đã quen với cuộc sống hiện tại cùng tần hồng cẩm cùng dõi về một người đàn ông của mình những năm qua dưới sự bồi dưỡng của tần hồng cẩm thì y phong đã là một nhân viên quản lý cao cấp trong công ty khi Tần Hồng Cẩm sinh tiểu thạch đầu thì tất cả nhiệm vụ chủ yếu của công ty đặt lên người Y Phong. Sau khi nói vài câu chuyện phiếm thì Y Phong khẽ nói với Vương Tử Quân, "Tử Quân, Hồng Cẩm có mua một căn nhà ở thành phố Đồng Lục, vài ngày tới chúng em sẽ đến đó nghỉ phép." Trái tim Vương Tử Quân chợt nóng lên, hắn biết rõ hai người phụ nữ của mình mua căn hộ ở thành phố Đồng Lục vì cái gì. Nhưng càng là như thế thì hắn càng cảm thấy áy náy. Hắn do dự dây lát rồi nói, đến khi đó cả nhà chúng ta có thể vui chơi với nhau vài ngày. Anh đúng là có ý nghĩ bất lương. Y Phong ở đầu dây bên kia trách mắng hắn một câu. Vương tử quân nào không hiểu rõ ý nghĩ của Y Phong, thế nhưng đó là sự kiện mà hắn luôn chờ đợi, thế nên hắn cũng không giải thích mà mỉm cười cúp điện thoại. Vương tử quân vừa mới cúp điện thoại thì chuông lại vang lên, hắn nhìn thấy trên màn hình chỉ có một chữ chung, thế là khóe miệng khẽ vảnh lên nhanh chóng nhận điện thoại. Chào bí thư tử quân, tôi là Trung Phó Thần, tôi gọi điện thoại không quấy dày ngài đấy chứ. Giọng nói tràn đầy nụ cười của Trung Phó Thần từ đầu dây bên kia truyền đến. Vương tử quân cười nói, bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh anh quấy dày, nếu anh không quấy dày thì tỉnh mật đông chúng tôi cũng khó phát tài. Ha ha ha, bí thư tử quân thứ tội cho, lãnh đạo các anh luôn bận rộn, thế nên tôi chỉ sợ làm ảnh hưởng đến công tác của các anh mà thôi. Trung phó thần trêu chọc vài câu rồi nói tiếp: "Bí thư Vương, ngày hôm qua tôi đã gặp Hà Lăng Nhiên, anh ta đã đồng ý không nhúng tay vào phương diện quảng cáo của Đại hội thể dục thể thao, xem như tiểu tử kia thức thời, nếu không thì tôi sẽ xử lý hắn." Vương Tử Quân đã sớm biết kết quả này, hắn cười cười rồi khẽ giải thích: "Anh phó thần, chuyện này Lý Bạch Vũ đã nói với tôi rồi, tôi đã phê bình anh ấy, làm việc thì cần phải tôi luyện, nếu không thì cũng khó thể nào dùng được." nếu không cũng chẳng thể để cho một người không hiểu chuyện như anh ấy phụ trách hạng mục này được. Tuy tôi đến Mật Đông không quá lâu thế nhưng dù thế nào vẫn là người làm chủ, chuyện này còn phải cần anh phó thần ra mặt giải quyết, nói thế nào thì tôi cũng cảm thấy hỗ thẹn. Vương Tử Quân lên tiếng như vậy chính là những câu mà Trung Phó Thần rất thích nghe, hắn cười nói, bí thư Tử Quân, ngài cũng đừng oán trách chủ nhiệm lý, những người như anh ấy cũng không làm gì được. Lúc bắt đầu thì họ hà kia còn lớn tiếng, liên tục cho rằng mình là một đại nhân vật, khi đó tôi nói với anh ta rằng muốn chơi thế nào thì tôi cũng chiều, thế là người kia nhanh chóng trở nên mềm nhũn. Trung phó thần rõ ràng có vài phần đắc ý với điều này, hắn dùng giọng bừa bãi khoe khoang nói: "Năm xưa tôi còn có một biệt hiệu không bái phục một ai ở thủ đô, bây giờ đi vào tỉnh Mật Đông, tôi cảm thấy ngứa ngáy tay chân. Anh Tử Quân nếu có chuyện gì đặc thù cứ nói với tôi, nếu tôi không trị được thì có người khác trị." Vương tử quân nghe Trung Phó Thần nói ra những lời như vậy mà không khỏi giảm vài phần đánh giá về người này. Hắn thầm nghĩ khi mình về thủ đô thì luôn nghe người ta nói Trung Phó Thần rất biết giữ thân phận, sao bây giờ lại biến thành như vậy. Nhưng càng là như vậy thì Vương tử quân càng kiên định ý nghĩ của mình, loại người kia quá mức phô trương, cho dù bây giờ không có chuyện gì thì chưa có nghĩa là sau này sẽ yên ổn. Nếu cùng hợp tác với người này không khác gì đặt một thùng thuốc nổ bên cạnh mình. Phó thần, chuyện này tôi thấy không bằng hoãn lại một chút, thật ra hai công ty cùng hợp lực trong hạng mục quảng cáo này là không phải không được, thế nhưng Hà Lăng Nhiên kia là người âm hiểm, có thù tất báo, thế nên đừng để hắn làm xấu chuyện của chúng ta. Hắn ta dám sao, nếu hắn ta dám chơi chiêu đó với tôi, tôi sẽ phế hắn. Thật sự giống như những suy nghĩ của Vương Tử Quân, quảng cáo trong Đại hội Thể dục Thể thao chính là một miếng thịt béo, Trung Phó Thần tuyệt đối không chịu chia sẻ với bất kỳ ai khác hơn nữa đối phương còn cảm thấy với một hà lang nhiên thì không thể làm gì được mình dù sao thì trung phó thần cũng không phải người bình thường sau lưng người này có một thế lực mà hà lang nhiên khó thể tưởng tượng ra được vương tử quân khuyên trung phó thần hai câu sau đó hắn thở dài nói nếu anh phó thần đã nói như vậy thế thì tôi sẽ nói với lý bạch vũ một tiếng chúng ta nhanh chóng quyết định tránh đêm dài lắm mộng cảm ơn bí thư tử quân anh yên tâm Chuyện này tôi nhất định sẽ không gây phiền toái cho anh." Trung phó thần rất khách khí với Vương Tử Quân, không những vì hắn có việc cần cầu cạnh Vương Tử Quân, càng vì hắn biết với vị trí hiện tại của Vương Tử Quân, chính hắn thua kém Vương Tử Quân quá nhiều. Dù sao thì người ta mới bằng tuổi mình đã tiến vào trong danh sách ủy viên của trung ương. Trung phó thần liên tục nói lời cảm ơn, Vương Tử Quân cúp điện thoại. Hắn nghĩ đến những lời cảm ơn của trung phó thần thế là không khỏi thầm nghĩ, cậu phó thần, tôi thật sự phải xin lỗi cậu rồi. Vị Yến Quy làm phó bí thư tỉnh ủy, phòng làm việc của lão ở cùng tầng với Vương Tử Quân. Lão vốn là phó bí thư chuyên trách của tỉnh Mật Đông, cũng xem như là lãnh đạo đứng hàng thứ ba trong tỉnh, thế nhưng khi Vương Tử Quân đi đến thì vị trí của lão chợt thay đổi. Nói thật, vị trí là cái gì? Nói toạc ra thì đó là một nhân vật dưới một người trên triệu người ở Mật Đông. Vì vậy dù Vi Yến Quy cảm thấy không thoải mái thế nhưng luôn che giấu cảm giác này trong lòng. Khi Vương Tử Quân gọi điện thoại thì Vi Yến Quy cũng không có mặt trong phòng làm việc, lão đang ở nhà, đang uống trà nhìn con rể của mình. Vi Yến Quy căn bản không tình nguyện tiếp nhận Hà Lăng Nhiên, thế nhưng năm xưa Hà Lăng Nhiên làm cho con gái của mình quấn lấy không rời, hơn nữa hai người này còn chơi chiêu tiền trảm hậu tấu, sinh con đẻ cái dù vi yến quy có không muốn thì mọi việc cũng đã rồi. Chẳng qua phương diện lấy cảm tình với bố vợ căn bản là hơi khó khăn, tuy mỗi ngày Hà Lang Nhiên đều đến nhà thăm hỏi Vi Yến Quy, thế nhưng Vi Yến Quy cũng không mấy lần tỏ ra vui vẻ ôn hòa. Hôm nay gương mặt của Vi Yến Quy càng thêm âm trầm, 5 phút trôi qua mà Vi Yến Quy không nói lời nào, điều này càng làm cho Hà Lang Nhiên ở vị trí đối diện không biết nói sao cho phải. Hà Lăng Nhiên căn bản không quên được tình cảnh khi đó, chính mình còn đang ba hoa trích chòe thì Trung Phó Thần đi đến, đối phương đến với nụ cười bình thản và thái độ ung dung. Dù đối phương nói với mình về một phương diện hái ra tiền, hơn nữa còn bị đối phương ép chết, thế nhưng hắn lại không dám nói điều gì. Hà Lăng Nhiên không dám phản kháng, hắn biết rõ Trung Phó Thần là ai, mình thật sự là kém quá xa so với đối phương chương 1550, một anh đừng suy đoán tâm tư của lãnh đạo. Chuyện này tuy rất xấu hổ thế nhưng Hà Lăng Nhiên biết rõ lúc này mình cần phải chịu đựng. Vì vậy dù Trung Phó Thần lên tiếng quá mức thì hắn cũng chỉ có thể nở nụ cười vui vẻ mà thôi. Nhưng điều làm cho Hà Lăng Nhiên cảm thấy khó chịu chính là Trung Phó Thần căn bản không thèm quan tâm đến mình, hơn nữa khóe môi chân thiên ích còn lô ra nụ cười lạnh khá lơ đáng, điều này càng làm cho hắn nổi giận thử nghĩ mà xem chân thiên ích là loại người gì, là một thằng vì tiền mà vứt bỏ vợ con làm trai bao, là loại cặn bã, loại người này mà đáng chê cười mình sao. Nhưng tình huống đó hắn thật sự không có gì để nói, chỉ có thể để cho chân thiên ích cười nhạo mình mà thôi. Điều này làm cho Hà Lăng Nhiên cảm thấy tương đối thoải mái. Nhưng Hà Lăng Nhiên không ngờ sự việc lại rơi vào trong tai ông già vợ của mình, thế là những chuyện không thoải mái giờ mới bắt đầu mà thôi. Hừ, anh nói xem vì sao mình không bao giờ làm được chuyện gì cho ra hồn. Anh có bản lĩnh gì mà dám làm cố vấn cho người ta? Anh cảm thấy thể diện của mình có tác dụng cao như vậy sao? Giọng nói của Vi Yến Quy không quá lớn thế nhưng mức độ mắng người thì căn bản là không nhẹ. Vi Yến Quy mở miệng mắng làm Hà Lăng Nhiên không dám nói một lời, hắn biết rõ Vi Yến Quy không thèm quan tâm đến mình, nếu như không phải vợ toàn tâm toàn ý đi theo hắn chỉ sợ rằng bản thân mình không là cái thá gì để đi vào gia đình này. Thế nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, nếu như không phải còn phải sống dựa vào lão già vợ này, Hà Lăng Nhiên cần gì phải nén giận như thế. Thế nhưng người ta hùng mạnh hơn anh, thế cho nên anh cũng chỉ có thể nén giận chịu uất ức mà thôi. Tình hình hiện tại là như vậy, trước mặt một vị phó bí thư tỉnh ủy thì người ta dù có lắm tiền cũng không làm được gì ra hồn hai phút sau vi yến quy mới thu hồi vẻ tức giận của mình lão chỉ vào băng ghế rồi nói anh ngồi đi hà lăng nhiên không dám ngồi vì vi yến quy vừa rồi mở miệng răn dậy làm cho hắn cảm thấy mình đứng thì tốt hơn ít nhất thì cũng có thái độ thành khẩn bố của anh cho anh ngồi thì cứ ngồi đi cũng không phải là người ngoài vợ của vi yến quy bưng một rổ táo đã rửa sẵn đi đến sau đó khẽ nói với hà lăng nhiên hà lăng nhiên cực kỳ cảm kích mẹ vợ qua mình nhiều khi vi yến quy lớn tiếng răn dậy hắn mẹ vợ đều mượn cơ hội đưa hoa quả đến để cầu tình thay cho mình hư không cho nó một bài học thì nó còn phải ăn thêm vài chén cơm đắng vương tử quân là ai chính là lãnh đạo đứng hàng thứ ba trong tỉnh là một cán bộ dự tuyển được trung ương bồi dưỡng anh dám đứng trước mặt anh ta để làm loạn cũng phải nhìn lại xem mình có đức hạnh gì vi yến quy vung tay lên với vợ của mình dùng giọng mất kiên nhẫn muốn đuổi bà ra khỏi phòng Vợ Vi Yến Quy rất sợ chồng, thế nên bà cũng không nói thêm điều gì, chỉ nháy mắt với con rể, để cho con rể tự giải quyết lấy chuyện của mình. Hà Lăng Nhiên thành thật lắng nghe, không dám cãi lại, thế nhưng trong lòng có chút không phục. Dù sao mình chỉ tìm Lý Bạch Vũ, cũng không trực tiếp tìm gặp Vương Tử Quân. Chuyện kia có phải đã được quyết định rồi không? Vi Yến Quy trầm ngâm giây lát, sau đó cơn giận vừa rồi cũng không còn. Đúng vậy, đã được quyết định Hà Lang Nhiên cũng không muốn tiếp tục nhận lấy lời gian dạy của Vi Yến Quy, hắn trả lời cực kỳ dứt khoát. Vi Yến Quy khẽ gật đầu, lão đứng lên khỏi ghế đi qua đi lại vài bước, sau đó gương mặt hòa hoãn hơn, sau này nhớ kỹ bài học hôm nay, không được làm theo kiểu cách này nữa, cũng đừng chui đầu vào những việc như thế này. Vâng, bố, con biết rồi. Vi Yến Quy nhìn con rể rời khỏi nhà mà không khỏi cảm thấy chán ghét, đồng thời cũng không quên nở nụ cười con rể của mình căn bản là quá lỗ máng, thế nhưng lại ném cho lão một cơ hội. Tuy lão sẽ không trực tiếp đi đối mặt, thế nhưng vương tử quân dám cả gan làm loạn, sự việc này sẽ có ngày bộc lộ ra. Đừng tưởng rằng anh nịnh nọt người ta là tốt, vài ngày nữa sẽ có người làm cho anh khó chịu. vi Yến quy nghiến răng nghiến lợi nói một câu, lão cảm thấy tâm tình thoải mái hơn. Những ngày qua vương tử quân gây ra cho lão áp lực quá lớn, đến nỗi lão cảm thấy dây thần kinh của mình luôn căng cứng, bây giờ cuối cùng cũng có một đường ra, điều này không khỏi làm cho lão cảm thấy thả lỏng hơn. Vương tử quân ơi là vương tử quân, cuối cùng vẫn là cán bộ trẻ mà thôi, quyết định kia chỉ là vì cái lợi trước mắt, không phải là quyết định của kẻ sáng suốt. Bí thư vi, vừa rồi bí thư đồng phù du của thành phố Tam Hang có gọi điện thoại đến, nói là bọn họ đã làm tốt công tác bồi dưỡng đảng viên trọng điểm, hy vọng có thể được báo cáo tình huống với ngài giọng nói của thư ký vang lên tràn đầy cung kính vi yến quy khẽ gật đầu lão nhìn về phía thư ký rồi cười nói cậu gọi điện thoại cho bí thư đồng nói là vài ngày tới tôi không rảnh tôi sẽ sắp xếp cho các đồng chí phòng tổ chức xuống nghiệm thu nếu như thật sự có điển hình tiên tiến thì sẽ tổ chức hội nghị bồi dưỡng cán bộ đảng viên trọng điểm ở thành phố của bọn họ thư ký trương quảng khách đồng ý một tiếng hắn cũng không rời đi mà do dự một chút rồi báo cáo, bí thư vi, hôm qua chủ tịch cao của thành phố Đồng Lục có về tỉnh, anh ấy muốn báo cáo công tác với ngài, ngài xem. Trương Quảng Khách chỉ nói một nửa nhưng Vi Yến Quy hiểu ý nghĩa của nó là gì. Cao Đại Hòa là tâm phúc của lão, lần này lão chuẩn bị xuất lực cho Cao Đại Hòa tiến lên làm bí thư thị ủy đồng lục, thế nhưng bất đắc dĩ lại có kết quả trái ngược. Trưởng phòng tổ chức huông Thanh Minh có ý kiến ngược lại với lão ở hội nghị thường ủy, hơn nữa lại được Vương Tử Quân đứng lên thúc đẩy, thế là một quyết định vốn là chuyện ván đóng thuyền bị đổ vỡ. Mặc dù Cao Đại Hòa vẫn xem như là tiến lên một bước, trở thành chủ tịch thành phố, thế nhưng chủ tịch thành phố và bí thư thị ủy vẫn có sự khác biệt quá lớn. Vi Yến Quy hiểu rõ điều này, khi sự việc xảy ra thì Cao Đại Hòa có gọi điện thoại nói muốn đến báo cáo với Vi Yến Quy, thế nhưng lại bị Vi Yến Quy từ chối lần này cao đại hòa đến có lẽ là cũng có một tâm tư giống như trước vi yến quy thầm nghĩ như vậy lão trầm giọng cho ra sắp xếp với thư ký cậu nói với chủ tịch cao một tiếng tối nay tôi sẽ dùng cơm với anh ấy có thể dùng cơm chung với vi yến quy thì rõ ràng là một vinh quang lớn trương quảng khách hiểu ý nghĩ của vi yến quy thế là không khỏi cảm thấy vui mừng cho cao đại hòa sở dĩ trương quảng khách thân cận với cao đại hòa cũng là vì người kia đã làm cho hắn không ít chuyện bây giờ cao đại hòa đến nhờ hắn giúp đỡ nếu như hắn không hoàn thành cho đối phương như vậy cũng giống như mình thất bại bây giờ bí thư vi đã chịu gặp mặt dùng cơm với cao đại hòa xem như trương quảng khách hắn cũng chút được gánh nặng sau khi thư ký rời đi thì vi yến quy bắt đầu suy tư nên dùng cơm với cao đại hòa như thế nào tuy lão biết cao đại hòa sẽ tuyệt đối không dám nói một lời oán hận thế nhưng lão là một lãnh đạo tỉnh ủy phương diện an ủi cảm xúc của cán bộ thủ hạ cũng là một công tác không thể thiếu vi yến quy nghĩ đến cao đại hòa lại không khỏi nghĩ đến hội nghị thường ủy làm cho người của mình không được tiến lên vị trí mong muốn trước đó một chuyện vốn đã được quyết định thế nhưng chỉ vì vương tử quân nói vài câu mà thay đổi bất ngờ điều này làm cho lão không cam lòng có lẽ sau sự kiện kia thì lực ảnh hưởng của vương tử quân ở tỉnh mật đông sẽ tăng tiến Thậm chí có người hiểu chuyện nói rằng một vị phó bí thư chủ quản như lão căn bản kém hơn phó bí thư vương tử quân. vị Yến Quy tự nghĩ rằng mình là người bao dung khoáng đạt, lão cho rằng ghen ghét hiền tài chính là một biểu hiện cực kỳ không tự tin. Thử nghĩ mà xem, nếu như anh không lo lắng vì năng lực của bản thân mình, như vậy anh có sinh ra cảm giác không bằng người ta sao? Trường 1550-2 Anh đừng suy đoán tâm tư của lãnh đạo nhưng một người có lòng dạ bao dung khoáng đạt như vi yến quy nghĩ đến chuyện cũ cũng không khỏi cảm thấy phẫn hận nhưng mà cũng có chút may mắn người kia dù cẩn thận thế nào cũng có sơ sót làm việc không biết suy xét thì thế nào cũng để lại chuôi dao cho người ta vi yến quy tin tưởng bất cứ chuyện gì đã xảy ra thì căn bản là giấy không gói được lửa sớm muộn gì cũng sẽ lộ tẩy bây giờ vương tử quân ra sức nịnh nọt người kia thế nhưng thực tế lại là trôn quả bom hẹn giờ cho chính mình bất cứ lúc nào cũng có thể phát nổ. Tốt nhất là khi tuyển cử thì Vương Tử Quân không nhận được đa số phiếu bầu, như vậy một người là phó bí thư tỉnh ủy như Vi Yến Quy sẽ có cơ hội rất lớn. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa khẽ vang lên, Vi Yến Quy nói một câu mời vào, chợt thấy phó thư ký trưởng Trần Sinh Khải văn phòng tỉnh ủy mỉm cười đi vào. Trần Sinh Khải chính là phó thư ký trưởng chuyên trách cho Vi Yến Quy, cũng là người tâm phúc của Vi Yến Quy. Bí thư Vi Trần Sinh Khải cũng không lập tức ngồi xuống mà châm thêm nước cho Vi Yến Quy, sau đó hắn mới mỉm cười ngồi xuống đối diện với Vi Yến Quy. Vi Yến Quy cũng không quá ưa thích biểu hiện quá ân cần này của Trần Sinh Khải, lão cho rằng tất cả những người thích nịnh nọt lãnh đạo cũng không phải là tốt đẹp gì. Sao anh có thể dùng những chiêu trò đó để có được niềm vui cho lãnh đạo? Theo Vi Yến Quy thì lên núi nào hát bài ca đó, những người có cấp bậc thì nên làm những việc có cấp bậc. Trần Sinh Khải là phó thư ký trưởng của mình, việc cần làm nhất không phải giúp mình pha trà rót nước, chính là cố gắng bày mưu nghĩ kế, giải quyết lo lắng cho mình ở phương diện đại sự. Người này phải là tham mưu cho lão, cũng không phải biến thành hạng người chuyên nâng khăn sửa túi. Đáng tiếc là thư ký trưởng Trần trước nay luôn công tác ở cơ quan tỉnh, căn bản không có kinh nghiệm rèn luyện cơ sở, thế cho nên năng lực xử lý các chuyện đại sự là có hạn, điều này làm cho Vi Yến Quy rất không hài lòng sinh khải đến đấy à ngồi đi vi yến quy dù không thích trần sinh khải thế nhưng ngoài mặt vẫn biểu hiện ủy thác trọng dụng điều này càng làm cho trần sinh khải trung thành tận tâm hơn luôn khăng khăng một mực không có việc gì thì luôn chạy về phía phòng làm việc của vi yến quy để báo cáo công tác trần sinh khải đơn giản báo cáo hai hạng mục công tác lại dùng giọng có chút khác lạ nói bí thư vi hôm nay tôi nghe được một chuyện không tốt không biết có nên báo cáo với ngài hay không việc gì anh cứ nói. Chuyện đâm thọc người khác không làm cho người ta thích thú, thế nhưng người làm lãnh đạo cũng cần phải nghe qua những câu chuyện như vậy. Trần Sinh Khải thấy vị Yến Quy đưa mắt nhìn mình thì nhanh chóng tỉnh táo tinh thần. Trước khi đến đây hắn đã chú tâm xem xét tin tức, càng nghiên cứu càng thêm khẳng định, Bí Thư Vi, bây giờ trong văn phòng tỉnh ủy có truyền ra một thông tin, nói là Bí Thư Vương cho ra đánh giá quá thấp về nghiệp vụ quảng cáo trong Đại hội Thể dục Thể thao, không thông qua phương thức mời thầu mà chỉ định công ty thực hiện, điều này làm cho tỉnh mật đông chúng ta tổn thất vài tỷ. Vi Yến quy trật xứng sờ, sau đó vẻ mặt chợt biến đổi, điều này lại làm cho Trần Sinh Khải hiểu lầm rằng Bí thư Vi đang cảm thấy rất vui vẻ. Mặc dù Trần Sinh Khải căn bản có chút khiếm khuyết về phương diện trí tuệ, thế nhưng căn bản không kém tiểu thông minh. Những năm qua hắn sở dĩ có thể tiến lên đều nhờ vào công phu nhìn mặt nói chuyện của mình lãnh đạo của hắn là vi yến quy căn bản không hợp với vị phó bí thư vừa mới đến là vương tử quân, đây là điều mà đại đa số mọi người đều nhận ra được. Vì dù sao thì vương tử quân cũng là lãnh đạo đứng hàng thứ ba trong tỉnh, vương tử quân có vị trí này thì vị trí của vi yến quy sẽ phải đi xuống một bậc. Tuy chức vụ không đổi thế nhưng sắp xếp vị trí lại cực kỳ quan trọng với các lãnh đạo, việc này dù đặt lên người ai thì cũng không có mấy kẻ thoải mái hơn nữa cao đại hòa là ái tướng tâm phúc của vi yến quy xuống dưới nhận công tác chủ yếu là vì nhắm vào vị trí bí thư thị ủy bây giờ thì cũng vì bí thư vương nói vài câu bay bổng mà không được tiến lên vị trí mong muốn chỉ là chủ tịch thành phố mà thôi tuy cao đại hòa cũng xem như được đề bạt thế nhưng sự khác biệt giữa bí thư thị ủy và chủ tịch thành phố là thế nào thì ai cũng biết bí thư vi tôi còn nghe nói bây giờ có không ít đơn thư tố cáo gửi đến các vị lãnh đạo tỉnh ủy bí thư sầm tỏ ra cực kỳ tức giận với điều này. "Đủ rồi, Trần Sinh Khải, anh là phó thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy, cho anh làm phó thư ký trưởng chính là vì mong anh cố gắng công tác thực tế, không phải để anh là người truyền bá tin đồn nhảm. Tôi nói cho anh biết, chuyện này anh nói đến đây thì dừng là được, nếu như anh còn dám lan truyền ra ngoài, tôi sẽ đề nghị tỉnh ủy xem xét, đẩy anh đến công tác ở phòng tuyên truyền." Vi Yến Quy đột nhiên đứng lên rồi dùng giọng cực kỳ nghiêm túc nói với Trần Sinh Khải. Trần Sinh Khải không ngờ Vi Yến Quy lại nổi giận như vậy, thế là lúc này không biết phải làm sao. Hắn căn bản không hiểu rõ bí thư Vi bị làm sao, chút chuyện như vậy đáng để nổi nóng như thế sao. Hơn nữa người để xảy ra chuyện lần này chính là bí thư vương. Chẳng lẽ quan hệ của bí thư Vi và bí thư vương căn bản không giống như mình đang nghĩ sao? Trần Sinh Khải chợt xuất hiện ý nghĩ này, thế nhưng ngay sau đó đã bác bỏ. Nếu như Bí Thư Vương và Bí Thư Vi có quan hệ tốt đẹp với nhau, thế thì vì sao hội nghị thường ủy trước đó Bí Thư Vương lại giúp đỡ Uông Thanh Minh? Nhưng nếu như không phải là vậy thì giải thích thế nào cho phải? Đầu óc Trần Sinh Khải liên tục xoay chuyển, hắn chợt cho ra một câu giải thích hợp lý, chỉ sợ Bí Thư Vi cũng không phải có quan hệ tốt với Bí Thư Vương, chỉ là muốn tránh tị hiềm mà thôi. Dù sao thì lãnh đạo cũng là lãnh đạo, tư tưởng phải có sự giác ngộ cao hơn những người như mình. Sau khi hiểu rõ thì Trần Sinh Khải vội vàng đứng lên cười nói, bí thư Vi phê bình rất đúng, sau này tôi nhất định sẽ chú ý, sẽ không tiếp tục truyền bá những tin đồn như thế này. Vi Yến Quỳ thấy thế thì gương mặt có vài phần hòa hoãn, Trần Sinh Khải có thể chạy đến đây nói bậy về Vương Tử Quân, điều này nói rõ điều gì? Ít nhất là chính mình không thích Vương Tử Quân, điều này được Trần Sinh Khải biết rõ chẳng lẽ Trần Sinh Khải này biết được những ý nghĩ vừa rồi của mình? Vị Yến Quy gần đây cực kỳ ghét những cấp dưới luôn bỏ thời gian ra suy xét tâm tư của lãnh đạo, vì một người tâm cơ thâm trầm như vậy căn bản là cực kỳ phó lòng phòng bị. Vị Yến Quy nghĩ đến đây thì càng tỏ ra chán ghét Trần Sinh Khải, lão khoát tay áo nói: Anh đi đi. Trần Sinh Khải quay đầu rời đi với bộ dạng cực kỳ lưu luyến. Vị Yến Quy ở trong phòng cảm thấy rất nghi hoặc là ai mà lại truyền bá những tin đồn thế này? Chẳng lẽ mình đã dặn tiểu tử kia rất rõ ràng, thế nhưng lại bị nó coi như gió thổi bên tai sao? Vì Yến quỳ nghĩ đến con rể của mình mà không khỏi nổi nóng, lão biết rõ khả năng lớn nhất là chính Hà Lăng Nhiên nói ra thông tin này. Tên khốn kia càng lúc càng không ra gì, đặc biệt là không coi mình ra gì. Mặc dù Vi Yến Quỳ rất muốn ném chuyện này ra ngoài thế nhưng cũng không phải là lúc hiện tại, dù sao thì nhiều việc còn chưa làm xong nếu đưa ra cũng không thể tạo nên thương tổn gì cho vương tử quân hơn nữa lúc này người bị ảnh hưởng nhiều nhất chính là trung phó thần trung phó thần sẽ nghĩ thế nào sẽ cho rằng có người nhằm vào mình trong tỉnh mật đông người biết chuyện này chỉ có một đó là con rể của vi yến quy là hà lăng nhiên tên khốn kia đúng là phá hoại nhiều hơn thành công audio điện tử võ tấn bền